Chàng rể đại gia, Chu Dương. Chương 486, Giang Hành Quảng bi thảm. 1. Từ đầu đến cuối, không có một ai ra tay, cũng không có ai đứng ra ngăn cản hành động của Giang Hành Quảng, cũng không có ai ngăn cản Giang Hành Nguyên. Hơn nữa, sau khi Giang Hành Quảng bị Giang Hành Nguyên đá bay ra ngoài, cũng không có bất cứ ai đứng ra giúp ông ta đứng dậy. Hầu như mọi người đều thờ ơ nhìn Giang Hành Quảng. Những người có quan hệ tốt với Giang Hành Quảng, trước đó còn đang muốn nói vài câu giúp Giang Hành Quảng, nhưng lúc này thì họ đều im lặng. Cúi gầm mặt xuống, dường như những chuyện xảy ra ở đây không hề liên quan gì đến bọn họ. Cho dù Giang Hành Quảng muốn làm gì, thì đó chỉ là một mình ông ta làm, đó là tất cả những mong muốn và ý kiến riêng của ông ta. Không ai khuyến khích, cũng không ai xúi xục ông ta. Được rồi, mọi chuyện chưa đủ rắc rối à? Muốn ngày mai tất cả mọi người ở tỉnh Tương Tây này đều biết đến chuyện bê bối của Giang gia thì mới được hay sao? Lúc này, gia chủ Giang Phàm Lưu lạnh lùng nói, ông ta không lên tiếng trách cứ Giang Hành Nguyên, cũng không đi trách cứ Giang Hành Quảng. Câu nói này giống như không hề truy cứu trách nhiệm của cả hai. Nhưng bất cứ ai có con mắt sáng suốt đều có thể thấy rằng bây giờ Giang Phàm Lưu không hài lòng với Giang Hành Quảng. Nếu không, Giang Hành Quảng bị Giang Hành Nguyên đánh nhiều như vậy, mà Giang Phàm Lưu lại không trách mắng Giang Hành Nguyên một câu nào, cũng không quan tâm Giang Hành Quảng bị thương ra sao. Từ những điều này có thể nhìn ra chuyện này không hợp lý. Mọi người đều hiểu rằng những gì hôm nay Giang Hành Quảng làm đã thực sự chọc giận Giang Phàm Lưu. Mặc dù họ là quan hệ cha con, nhưng điều này không ngăn cản được Giang Phàm Lưu không hài lòng về đứa con trai này. Được rồi, cứ làm như ta đã nói trước đây. Ta không muốn 3 ngày sau vẫn nhìn thấy các tin tức liên quan đến Giang Yến ở Tương Tây, Giang Hành Nguyên, con tự mình xử lý chuyện này đi. Những người khác đi làm việc mình nên làm đi. Sắp đến cuối năm rồi, đừng để ta phát hiện ra ai đang gây chuyện, nếu không, ta tuyệt đối không nhẹ tay. Dứt lời, Giang Phàm Lưu không thèm nhìn Giang Hành Quảng đang nằm trên nền đất bây giờ ra sao, ông ta vung tay lên rồi đi thẳng. Lúc này, đại sảnh còn lại 3 anh em Giang gia và một đám người họ hàng khác. Giang Trực Phong, người cao tuổi nhất, nắm chắc cây gậy đi đến bên cạnh Giang Hành Quảng, cúi đầu nhìn Giang Hành Quảng đang nằm đau đớn dưới đất, nhìn thấy sự không cam tâm và tức giận trên khuôn mặt của ông ta, Giang Trực Phong chỉ có thể thở dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Im lặng không nói gì, Giang Trực Phong chỉ thở dài một hơi, sau đó để người giúp việc đỡ mình rời đi. Khi những người khác nhìn thấy điều này, họ càng không muốn đến đỡ Giang Hành Quảng đứng dậy. Suy cho cùng, gia chủ Giang Phàm Lưu đã không hài lòng với đứa con trai Giang Hành Quảng này rồi, còn người lớn tuổi nhất trong gia đình là Giang Trực Phong, trước đây đối xử khá tốt với Giang Hành Quảng. Bây giờ, ngay cả Giang Trực Phong cũng không muốn quan tâm đến Giang Hành Quảng, bất cứ ai có con mắt sáng suốt cũng có thể thấy Giang Hành Quảng dần dần bị Giang Phàm Lưu bỏ rơi. Trong những ngày sắp tới, có lẽ ông ta sẽ dần bị mất đi quyền lực trong Giang gia, bị cho ra rìa, thậm chí còn có khả năng bị loại bỏ. Do đó, không ai dám công khai mối quan hệ tốt của bọn họ và Giang Hành Quảng. Bộp bộp bộp. Mấy chục người chậm rãi đi ngang qua Giang Hành Quảng, không một ai quan tâm xem Giang Hành Quảng thế nào, chỉ có một vài người lén lút nhìn khi bước qua ông ta, sau đó cũng quay người nhanh chóng rời khỏi đó. Cuối cùng, ở trong sảnh chỉ còn lại Giang Hành Phương, Giang Hành Nguyên và người vẫn đang nằm trên nền đất là Giang Hành Quảng. Ngay cả đám người giúp việc cũng bị quát mắng đuổi đi. Giang Hành Phương cũng không quan tâm đến Giang Hành Quảng, ông ta cũng lựa chọn rời đi. Chỉ có Giang Hành Nguyên trước lúc rời đi, đã bước đến bên cạnh Giang Hành Quảng, nhìn thấy ông ta vẫn nằm trên nền đất đau đớn rên rỉ, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường. Một người không nhìn rõ thân phận của mình mà cũng muốn đấu tranh cho quyền lực ư. Ông ta lạnh lùng khịt mũi, Giang Hành Nguyên sải bước rời đi. Tiếp theo, ông ta vẫn còn nhiều việc phải làm, không thể trì hoãn một giây phút nào được. Chẳng mấy chốc, mọi người trong sảnh đều đã rời đi, Giang Hành Quảng từ từ đứng dậy, khuôn mặt ông ta lạnh lùng. Lúc này, Giang Hành Quảng điên tiết, thậm chí còn phát ra luồng khí lạnh lẽo, nhưng nhiều hơn là sự căm hận phẫn nộ. Trước đây, ông ta luôn cảm thấy mình là con trai thứ ba của gia chủ Giang Phàm Lưu, vẫn còn có cơ hội cạnh tranh chức vị gia chủ. Vì vậy trước giờ ở Giang gia, ông ta đều năng nổ, bất kể là bề trên ở Giang gia, hay các thành viên bên cạnh mình. Ông ta đều cố gắng chung sống hòa hợp. Thật không quá phô trương khi mô tả Giang Hành Quảng là một người khéo léo biết tận dụng cơ hội để thành công. Giang Hành Quảng cảm thấy trước đây ông ta ở Giang gia giống như một con cá gặp nước.
Dù ông ta có làm gì, mọi việc dường như rất dễ dàng đạt được, hơn nữa quan hệ với mọi người cũng rất tốt. Thậm chí, còn có một vài người ẩn ý ám chỉ, nếu như Giang Hành Quảng muốn tranh giành chức gia chủ thì họ có thể công khai ủng hộ Giang Hành Quảng. Nhưng lúc này, Giang Hành Quảng đã nhìn thấy rõ ràng tất cả mọi thứ. Ông ta chợt nhận ra, bản thân giống như một trò đùa. Đúng là một trò đùa lớn của Giang gia. Uổng công ông ta trước đây từng nghĩ mình có thể cạnh tranh giành chức gia chủ, uổng công trước đây ông ta cố gắng tạo quan hệ tốt với mọi người. Bây giờ dường như mọi thứ đều là hư vô, tất cả đều là mơ mộng hão huyền, ảo tưởng viễn vong dễ dàng bị tan biến. Nhìn vào đại sảnh trống rỗng, bóng người dần dần đi xa, Giang Hành Quảng cắn chặt môi, đôi mắt đen tuyền của ông ta nhìn chằm chằm tất cả mọi thứ, khuôn mặt u ám, trông rất điên cuồng. Dưới những lời ám chỉ của gia chủ Giang Phàm Lưu và sự quản giáo nghiêm ngặt của Giang Trực Phong, tất cả mọi chuyện xảy ra trong Giang gia đều không bị tiết lộ ra ngoài. Ở bên ngoài căn bản không biết Giang gia đã xảy ra chuyện gì, họ chỉ biết Giang Yến của Giang gia gần đây đã gây ra một chuyện rất lớn. Phản ứng của Giang gia cũng rất nhanh nhẹn, vì thế nhanh chóng ra tay giải quyết êm đẹp chuyện này. Tuy nhiên hầu như tất cả các thành viên chủ chốt của Giang gia đều biết chuyện của Giang Hành Quảng. Vì vậy họ thay đổi sắc mặt biểu cảm khi nhìn thấy Giang Hành Quảng, hơn nữa họ cũng cố gắng giữ khoảng cách càng xa càng tốt với ông ta. Thậm chí, Giang Hành Quảng muốn được như trước đây, ăn uống vui chơi với vài người mà trước đây ông ta xem là bạn bè tốt, giờ cũng bị bọn họ từ chối thẳng thừng. Toàn bộ người của Giang gia, lúc này đều giả vờ tôn kính nhưng không hề gần gũi với Giang Hành Quảng. Thậm chí, nhiều người đã suy đoán rằng nếu như Giang Hành Quảng không phải là con trai của Giang Phàm Lưu, thì có lẽ ông ta đã bị đuổi thẳng ra khỏi Giang gia rồi. Dù sao thì bất cứ ai dám ngang nhiên khiêu khích gia chủ Giang Phàm Lưu, trong mắt mọi người ở Giang gia, người đó gần như là một kẻ phản nghịch. Hừ! Ông ta hừ lạnh một tiếng, quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người đang xa lánh mình, trong mắt hiện rõ sự tàn nhẫn. Ông ta đi về phía hành lang dài, trở về khu nhà ở của mình, nhìn xung quanh một lượt, nhắm mắt lại và suy nghĩ, không biết là đang nghĩ gì. Cùng lúc đó, lễ Giáng sinh cũng đang đến gần. Chu Dương đã sử dụng các kênh truyền thông của Trương gia để thực hiện tuyên truyền với phương thức tẩy não quy mô lớn về tin tức Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương. Chuyện này đột nhiên tạo nên một chấn động lớn ở Trường Sa, thành phố Liễu, và toàn bộ tỉnh Tương Tây. Chương 487, về Giang gia. Những người quen biết Giang Yến đều đang than thở tại sao Giang Yến lại trở thành đại sứ của công ty Danh Dương. Lẽ nào cô ấy không biết ân oán giữa Chu Dương và Giang gia sao? Điều này căn bản không ai hiểu được. Lẽ nào tất cả những ân oán giữa Giang gia và Chu Dương đều đã được giải quyết? Hai bên đã hòa hợp lại với nhau sao? Nhưng như vậy thì không hợp lý. Bởi vì suy cho cùng đã từng có ân oán, nếu muốn giải quyết hóa giải mọi chuyện, thì chắc chắn phải có một bên cúi đầu trước. Bây giờ xem ra, Chu Dương và Giang gia đều không giống là người có thể cúi đầu hạ mình trước. Hơn nữa cũng không có tin tức nào truyền ra bên ngoài về việc ai là người đầu tiên cúi đầu. Cho nên, rất nhiều người tò mò về chuyện này, họ đều cố gắng tìm hiểu nguyên do bên trong vụ việc. Tuy nhiên, vì công việc tuyên truyền được thực hiện liên quan đến các kênh tuyên truyền của Trương gia, với sự giúp đỡ và che chắn của Trương gia, đương nhiên người ngoài không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Những người không biết về mối quan hệ giữa Giang Yến và Giang gia, họ đã vô cùng ngạc nhiên trước việc đột nhiên Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh. Trong ấn tượng của họ, họ hầu như chưa từng thấy một người tuyệt đẹp như Giang Yến. Ngay cả những người nổi tiếng mà họ đã thấy trước đây, so sánh với Giang Yến, nhiều nhất thì cũng chỉ ngang bằng. Nhưng trên người Giang Yến lại có một sự tự tin và cao quý mà những ngôi sao nổi tiếng khác lại chưa từng có. Đặc biệt là đôi mắt của Giang Yến, sự tự tin và quý phái được bộc lộ từ đôi mắt đó, cho thấy đây không phải là một người bình thường. Thậm chí, một số người nhìn thấy poster tuyên truyền của Giang Yến, liền nhìn chằm chằm vào poster đó không rời mắt, nhưng rất nhanh liền cảm thấy ngượng ngùng. Trước đêm Giáng sinh, đêm bình an, Chu Dương, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Tô Vĩ, Trần Thế Hào và những người khác, tụ lại cùng nhau, tính tổng thể cũng khoảng gần 50 người. Tất cả đều đến thành phố Liễu, tiến hành làm một đợt chuẩn bị các khâu cuối cùng và sắp xếp thỏa đáng mọi chuyện. Ngày mai là Giáng sinh, chi nhánh công ty Danh Dương ở thành phố Liễu, cũng là chi nhánh đầu tiên của công ty Danh Dương tại tỉnh Tương Tây sẽ chính thức khai trương. Lần này, ngoài các đối tác của Vương Vĩ, còn có đại diện của công ty Danh Dương là Thẩm Bích Quân và Chu Dương. Tạ Linh Ngọc, Vương Đại Lục,
Chu Hạo và những đối tác khác cũng đến tham dự lễ khai trương với tư cách khách mời. Đồng thời, họ cũng tìm hiểu học hỏi một chút về kinh nghiệm và quy trình. Dù sao thì sau khi mở chi nhánh đầu tiên ở thành phố Liễu, thì họ cũng sẽ tiếp tục mở thêm một vài chi nhánh khác. Tất cả điều này cũng coi như là giai đoạn đầu của hạng mục phát triển các chi nhánh của công ty Danh Dương ở tỉnh Tương Tây. Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Chu Dương tìm mấy người Vương Vĩ đến, sau đó anh nghiêm túc hỏi. Chi nhánh này ở thành phố Liễu là chi nhánh đầu tiên của công ty Danh Dương mở ở tỉnh Tương Tây, việc khai trương của nó mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Tuy nhiên, Chu Dương cũng không phải vì nguyên nhân này mà cảm thấy ý nghĩa thực tế của chi nhánh ở thành phố Liễu không nhiều, anh thấy rằng một buổi lễ mang tính biểu tượng như lễ khai trương thì tất nhiên phải làm cho hoàn hảo một chút. Ngay cả khi nó không hoàn hảo tuyệt đối, thì cũng phải đảm bảo rằng không để một thiếu sót và sai lầm nào xảy ra, tránh cho lễ khai trương chi nhánh ở thành phố Liễu bị người ngoài cười nhạo. Anh yên tâm đi, Chu Tổng, chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ. Hơn nữa chúng tôi cũng đã mời một số phương tiện truyền thông địa phương ở thành phố Liễu để giúp chúng ta quảng bá tuyên truyền rồi. Vương Vĩ cười nói, trong lòng ông ấy đang rất phấn khích. Là một trong những đối tác của chi nhánh ở thành phố Liễu, mà chi nhánh thành phố Liễu lại là chi nhánh đầu tiên của công ty Danh Dương, ngày mai chính là lễ khai trương chính thức, cho nên chuyện này vô cùng ý nghĩa đối với ông ấy. Đây có thể nói là một khởi đầu mới cho sự nghiệp của Vương Vĩ và khởi đầu này sẽ là bước đầu cho sự nghiệp tươi sáng của ông ấy. Vương Vĩ gần như có thể nhìn thấy một luồng tiền giấy đang bay vù vù lao về phía ông. Chỉ là, Chu Tổng, liệu cô Giang có thực sự xuất hiện ở buổi lễ khai trương ngày mai không? Sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ? Đột nhiên, âm thanh của Vương Vĩ dừng lại, liếc nhìn Chu Dương, trong mắt lóe lên sự lo lắng. Chu Dương đương nhiên hiểu lời vừa giờ của Vương Vĩ là có ý gì. Đó là lo lắng ngộ ngỡ bị Giang Gia ngăn cản. Tuy nhiên, bây giờ Chu Dương cũng không thể đảm bảo 100% với Vương Vĩ được. Dù sao, chuyện này anh không thể biết được liệu Giang Gia có can thiệp hay không, nhưng anh có thể xác định một điều đó chính là Giang Yến chắc chắn sẽ xuất hiện ở buổi lễ khai trương ngày mai. Còn về phần Giang Gia, Chu Dương nghĩ có thể họ sẽ phái người đến ngăn chặn, nước dâng đất chặn, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn cả. Hơn nữa, lễ khai trương chi nhánh thành phố Liễu không phải là chuyện nhỏ. Vẫn còn nhiều người chú ý đến. Cho dù đó là năm gia tộc lớn của tỉnh Tương Tây, hay một số gia tộc nhỏ, hoặc thậm chí một số cá nhân có thực lực khác. Chỉ sợ là họ đều đang quan sát. Nếu Giang Gia không ngại bị đồn thổi xấu ở tỉnh Tương Tây, vậy thì họ có thể lựa chọn gây rối ầm ĩ một trận, cũng giống như lần đó Chu Dương náo động ở bữa tiệc của Giang Gia. Nhưng lần này, Chu Dương sẽ không để Giang Gia dễ dàng thành công. Thời điểm này ở Giang Gia, Trường Sa. Giang Yến trở về Giang Gia cùng với chị Linh. Cần phải xử lý một số chuyện, sau đó nhanh chóng đến thành phố Liễu. Dù sao thì thành phố Liễu và Trường Sa cũng ở cạnh nhau, cho nên chỉ cần lái xe 2-3 tiếng là có thể đến nơi. Chỉ là ngay lúc Giang Yến vừa về đến Giang Gia, liền cảm nhận được bầu không khí của Giang Gia có chút kỳ lạ. Suốt quãng đường về phòng mình, Giang Yến hầu như không gặp phải một thành viên nào của Giang Gia cả. Đám người giúp việc nhìn thấy cô ấy, thì ánh mắt của họ hơi lạ thường, hoặc né tránh cô. Tiểu Yến Nhi, nhà em thật là kỳ quái, có chuyện gì xảy ra sao? Chị Linh bước vào phòng của Giang Yến, một cũng không cảm thấy lạ lắm, cô ấy lập tức đặt mông xuống giường, rồi thuận tiện nằm xuống, thoải mái nhắm mắt lại. Hôm nay, kết hợp với một số kế hoạch tuyên truyền do Chu Dương sắp xếp, chị Linh đã ở bên Giang Yến suốt chặng đường, vì vậy cô ấy cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời. Bây giờ đang ở trong phòng của Giang Yến, cho nên cô ấy không hề câu nệ nữa. Muốn thoải mái thả lỏng ra sao thì làm thế đó. Nhưng đối với bầu không khí kỳ lạ của Giang Gia, chị Linh đột nhiên cảm thấy hơi tò mò. Em cũng không biết, mấy ngày nay em không về nhà, có điều chắc cũng không phải chuyện gì lớn đâu, mà nếu như là chuyện lớn thì sao em có thể không biết được. Giang Yến suy nghĩ một lúc, mặc dù cô ấy cũng cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cô ấy không biết vấn đề nằm ở đâu. Ha ha, nhưng chị luôn cảm thấy đám người nhà em dường như đều cố gắng tránh ánh nhìn của em. Rất có khả năng chuyện này liên quan đến em. Chị Linh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngập ngừng muốn nói. Em nói xem có phải là do bên Chu Dương tuyên truyền quy mô quá lớn, khiến cho Giang Gia phát hiện ra rồi, vậy nhà em có phản đối hay không? Đột nhiên, chị Linh nghĩ ra điều gì đó, trực tiếp ngồi bật dậy, nghiêm túc nói với Giang Yến. Nếu thực sự giống như những gì cô ấy nói,
thì lần này Giang Yến trở về Giang gia, không thể bình yên như vậy được. Ít nhất, ngày mai họ muốn rời khỏi Giang gia chỉ sợ không hề dễ dàng. Tiểu thư, nhị lão gia tìm cô. Lúc này, một giọng nói kính cẩn của nữ giúp việc vang lên. Khi chị Linh nghe thấy vậy, cô ấy lập tức đứng dậy, nhìn Giang Yến, sắc mặt trong phút chốc trở nên nghiêm túc hơn. Chương 488, gặp Giang Hành Nguyên. Chị Linh, để em. Nhìn thấy chị Linh chuẩn bị mở cửa, Giang Yến vội nói. Cô biết rất rõ tính khí của chị Linh luôn suy nghĩ cho cô trước, hơn nữa bầu không khí ở Giang gia không chỉ là chị Linh mà đến bản thân cô cũng cảm nhận được. Vì vậy vào lúc này, chị Linh có thể nổi giận để bảo vệ cho cô. Hơn nữa đây là Giang gia, chị Linh cũng không chắc chắn sẽ giành được phần thắng. Cô giữ chị Linh lại rồi đi đến trước cửa, Giang Yến trực tiếp mở cửa phòng, mặt không biểu cảm nhìn nữ giúp việc đang đứng ngoài cửa với vẻ mặt lo lắng. Giang Yến nhớ rõ người này, khi cô từ nước ngoài trở về Giang gia, người giúp việc này luôn đi theo và phục vụ cô. Giang Yến cũng biết rằng người giúp việc này thật ra là do bố cô Giang Hành Nguyên phái đến. Cũng có thể nói rằng, trên danh nghĩa là chăm sóc Giang Yến, nhưng thực tế cũng không phải là không có ý muốn giám sát cô. Bằng không, việc mấy lần trước Giang Yến rời khỏi Giang gia và Giang Hành Nguyên sẽ không biết nhanh như thế được. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Yến nói nhẹ nhàng. Nhưng người giúp việc ngoài cửa thấy cánh cửa đột nhiên mở ra, Giang Yến bỗng dưng xuất hiện trước mặt mình, hơn nữa giọng điệu còn rất lạnh lùng, trong phút chốc cô ta không kịp phản ứng lại, bị đóng băng tại chỗ, cô ta do dự không nói ra lời. Giang Yến cau mày, trong lòng cảm thấy hơi bất mãn, nhưng cô không biểu hiện ra ngoài, hơn nữa ngữ điệu cũng chậm rãi. Có chuyện gì vậy? Lần này, người giúp việc lập tức phản ứng, cô ta nói nhanh. Thưa cô, nhị lão gia đang tìm cô, bảo sau khi cô quay về thì lập tức đi tìm ông ấy. Sau khi người giúp việc nói xong thì bước sang một bên, đợi Giang Yến đưa ra quyết định. Cô ta chỉ là người đến để truyền đạt tin tức, sau khi nói xong, theo lý mà nói thì có thể rời đi ngay. Nhưng vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn từ Giang Yến, cô ta không thể trực tiếp rời đi được. Ừ, tôi hiểu rồi, chờ một lát nữa tôi sẽ qua đó, cô có thể đi báo cáo lại được rồi. Giang Yến gật đầu rồi thản nhiên nói với người giúp việc, sau đó cũng không quan tâm cô ta có biểu hiện gì, hay là còn việc gì nữa hay không, cô trực tiếp đóng cửa lại. Không khí trong phòng có chút nghiêm trọng. Chị Linh khó hiểu nằm ngửa lên trên giường, tay phải đỡ đầu rồi nhoẻn miệng cười nhìn Giang Yến. Chị Linh, chị đang cười gì vậy? Giang Yến bị chị Linh nhìn như vậy thì cảm thấy bực bội, không khỏi nặng lời hỏi lại. Tiểu Yến à, em nói xem, Giang gia nhà em đặc biệt là bố của em, có phải vô cùng lo lắng em sẽ bị Chu Dương ôm đi mất không? Đôi mắt đẹp của chị Linh khẽ đảo một vòng, cô ấy đột nhiên nói. Gì cơ, chị Linh, em. Lúc này Giang Yến hơi chột dạ, mặt cô lập tức đỏ bừng, nói năng với giọng điệu mơ hồ, nói cho cùng cô cũng không thể nói lại bất cứ điều gì có thể phản bác lại lời chị Linh. Trong nháy mắt chị Linh bỗng không vui, cô ấy đứng thẳng dậy, bước vài bước tới trước mặt Giang Yến, duỗi ngón tay của bàn tay phải ra nhẹ nhàng khiêu khích chiếc cằm mịn màng của Giang Yến, đôi mắt xinh đẹp của cô ấy không ngừng lóe sáng. Không phải chứ, Tiểu Yến, không phải em thực sự quan tâm đến cái tên Chu Dương đó chứ? Mau nói thật lòng đi. Trong giọng nói của chị Linh đầy vẻ bất mãn không thoải mái, lúc nãy cô ấy chỉ là nói đùa một cách tình cờ thôi, những gì cô ấy nói ra căn bản không hề để trong lòng. Nhưng bây giờ nhìn thấy phản ứng của Giang Yến, đáy lòng chị Linh đột nhiên xuất hiện vẻ cảnh giác. Con bé Tiểu Yến này không phải thật sự có ý gì với tên Chu Dương kia đấy chứ? Nếu không tại sao sau khi cô nói những điều này, Giang Yến lại lưỡng lự, không thể nói rõ ràng, thậm chí mặt cô ấy còn đỏ ửng. Trong nháy mắt trái tim của chị Linh như thắt lại, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào cặp mắt của Giang Yến, trong mắt cô chứa đầy sự lo lắng. Chị Linh, chị đang nói gì vậy chứ? Giang Yến xấu hổ đến nỗi trực tiếp đẩy tay chị Linh ra, cô ra vẻ tức giận, thậm chí còn giả vờ giơ tay khẽ đánh chị Linh. Chỉ là những gì chị nói quá bất ngờ, lại vô cùng hoang đường, khiến em nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, hơn nữa chị Linh, sao chị có thể nói như vậy chứ? Giang Yến nói rất nhanh, trực tiếp bác bỏ suy nghĩ của chị Linh. Có thật như vậy không đó? Chị Linh tỏ vẻ ngờ vực, sau khi nhìn sâu vào đôi mắt Giang Yến, cô ấy lập tức ngừng nhắc đến chủ đề này. Tuy nhiên chị Linh có thể cảm nhận được bầu không khí nghiêm trọng của Giang gia bây giờ. Hơn nữa cô cũng tin rằng Giang Yến cũng có thể cảm nhận được nó.
huống hồ bản thân Giang Yến còn là người của Giang gia, thế nên cảm nhận của Giang Yến chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn cô. Nhưng mà Tiểu Yến, chị cũng đã nghe thấy những gì người giúp việc vừa nói, em nói xem bố em đột nhiên lại đến tìm em, hơn nữa ông ấy muốn em đến gặp ông ấy ngay sau khi trở về, liệu có phải có điều gì không ổn không? Hay là ông ấy muốn phản đối việc em nhận làm người đại diện hình ảnh cho tên Chu Dương kia? Hay là để chị đi cùng em nhé? Trong lời nói và ánh mắt của chị Linh hiện lên vẻ lo lắng. Không phải cô sợ Giang Yến sẽ phải chịu uất ức gì. Là đại tiểu thư của Giang gia, căn bản Giang Yến không có khả năng sẽ phải chịu uất ức, hơn nữa lần này là bố của Giang Yến muốn gặp cô ấy, vì vậy Giang Yến càng không có khả năng phải chịu uất ức. Không cần đâu, em sẽ không sao đâu, chị yên tâm đi đừng lo lắng, đợi em đi xem có chuyện gì xảy ra rồi lúc quay lại chúng ta tiếp tục nói chuyện nhé. Giang Yến lắc đầu, cô nhẹ nhàng nói từ chối lời đề nghị để đi cùng cô đến gặp bố của chị Linh. Vậy được rồi. Chị Linh không còn cách nào khác, chỉ có thể để Giang Yến đi một mình. Tuy nhiên trong lòng chị Linh cũng đã có quyết định, cho dù là tình huống gì, cho dù Giang gia có phản đối điều gì nữa đi nữa, nhưng nếu Giang Yến phải chịu uất ức, vậy thì cô ấy chắc chắn sẽ đưa Giang Yến đi, không ai có thể ngăn cản được. Giang Yến bảo chị Linh nghỉ ngơi trong phòng một lát, sau đó chỉnh lại đầu tóc trang phục một lần, rồi cô mới mở cửa ra, đi đến sân nhỏ của Giang Hành Nguyên. Mặc dù lần này cô đã lờ mờ đoán được mục đích việc Giang Hành Nguyên tìm mình, nhưng Giang Yến vẫn quyết định không thể đồng tình. Còn tình huống cụ thể thế nào, Giang Yến bây giờ chưa thể nghĩ ra được, vẻ mặt cô nghiêm túc, bước từng bước về phía Giang Hành Nguyên. Nhưng điều Giang Yến không biết, là sau khi cô rời đi, chị Linh chỉ nằm trên giường được một phút, cuối cùng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng, nên cô ấy đã đứng dậy đi theo Giang Yến. Sân sau của Giang gia, trong khu nhà ở của Giang Hành Nguyên. Lúc này Giang Hành Nguyên đang ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong khoảng sân nhỏ, trước mặt ông ta có một cái bàn đá để đầy đồ đạc. Giang Hành Nguyên cau mày, ông ta nhìn những thứ trên bàn đá, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Bố đang tìm con ạ. Giang Yến đã đến sân nhỏ, thoáng cái cô đã nhìn thấy bố cô Giang Hành Nguyên, cô nhẹ giọng hỏi rồi chậm rãi bước qua đó. Nhưng sau khi cô bước đến trước mặt Giang Hành Nguyên, ánh mắt cô rơi xuống những đồ vật trên bàn đá, đôi mắt cô khẽ nheo lại, trái tim cô bỗng trở nên nặng trĩu. Những thứ được đặt trên bàn đá là một số poster quảng cáo và tài liệu tuyên truyền về việc cô làm đại sứ hình ảnh cho công ty Danh Dương. Nó nằm rải rác không có trật tự trên bàn đá, hơn nữa còn có dấu vết bị bóp chặt. Tới lúc này Giang Yến mới biết Giang Hành Nguyên tìm mình để làm gì. Nhưng cô không vội vàng tranh luận, cô có suy nghĩ và sự kiên định của riêng mình. Bất cứ khi nào cô nghĩ bản thân cần phải kiên trì, cô chắc chắn sẽ kiên trì, hơn nữa sẽ không để người khác xen vào suy nghĩ của mình, càng sẽ không để người khác can thiệp vào những gì mà cô muốn làm. Chương 489, con biết sai chưa? Đương nhiên điều kiện đầu tiên là chuyện mà cô làm là việc hợp pháp, là việc tốt, không gây thương tổn cho người khác. Cho nên Giang Yến bèn dứt khoát giả vờ như không nhìn thấy những đồ trên bàn đá, cô ngồi thẳng lưng đối diện với Giang Hành Nguyên. Sắc mặt không thay đổi nhìn bố mình. Con không có chuyện gì để nói với bố sao? Giang Hành Nguyên thấy Giang Yến sau khi đến thì chỉ lên tiếng chào hỏi mình, rồi trực tiếp ngồi xuống mà không nói thêm câu gì, ông ta lập tức lạnh lùng hỏi. Mặc dù giọng điệu lạnh lùng, nhưng trong lời nói lại không có chút trách cứ nào, chỉ có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ. Đối với việc Giang Yến trở thành đại sứ hình ảnh cho công ty Danh Dương, từ đầu không chỉ có mỗi ông ta, mà ngay cả toàn bộ Giang gia cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì. Cho tới khi công ty Danh Dương công bố ra ngoài thì Giang gia mới biết được, lúc ấy tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, rồi sau đó vô cùng giận dữ. Thậm chí Giang gia còn vì thế mà mở cuộc họp toàn gia tộc, ngay cả người có địa vị cao nhất trong gia tộc là Giang Trực Phong cũng xuất hiện. Nhưng mà cũng may gia chủ Giang Phàm Lưu giao việc này cho chính ông xử lý, cũng coi như là cho Giang Hành Nguyên chút thể diện. Nếu không Giang Hành Nguyên căn bản sẽ không nói năng nhẹ nhàng như thế với Giang Yến. Nói gì, con chẳng có gì muốn nói cả, hôm nay con chỉ về đây để lấy một vài thứ, lát nữa còn phải ra ngoài một chuyến. Giang Yến vuốt tóc bên tai, cô tử tốn nói. Giang Yến, con có biết bản thân mình đang làm gì không? Những chuyện này là thế nào chẳng lẽ con còn không biết? Nếu không phải bên ngoài tuyên truyền rầm rộ như vậy, thì con còn muốn giấu đến bao giờ? Nhìn thấy Giang Yến cứng đầu như thế, trong lòng Giang Hành Nguyên bỗng nổi giận, ông ta quơ lấy đống ảnh chụp và poster tuyên truyền của Giang Yến trên bàn đá, định đập vào mặt Giang Yến. Nhưng khi chuẩn bị ném ra,
Giang Hành Nguyên lại có vẻ không đành lòng, ông ta đành chọn việc ném xuống bên chân Giang Yến. Tất cả những thứ này là gì? Đây là gì? Con cho bố một lời giải thích xem. Ai bảo con đi làm mấy cái này hả? Giang Hành Nguyên giận dữ, ông ta chỉ tay vào những tấm poster bên chân Giang Yến, giận dữ mắng mỏ Giang Yến, trong giọng nói của ông tràn đầy sự tức giận. Thậm chí, còn xen lẫn một chút thất vọng. Còn Giang Yến, từ đầu tới cuối biểu cảm trên mặt cô cũng không có quá nhiều thay đổi. Chỉ là khi những tấm poster kia rơi vào chân mình, trong mắt cô mới xuất hiện chút xúc động. Bởi vì vừa rồi cô rõ ràng đã thấy ngay từ đầu Giang Hành Nguyên định ném những tấm poster kia vào mặt mình, nhưng sau lại đổi sang hướng khác. Chỉ vì như thế mà khiến tim Giang Yến mềm đi một chút. Những thứ này cùng lắm chỉ là poster phổ thông mà thôi, không tính là cái gì cả. Hơn nữa chẳng lẽ con không thể làm mấy chuyện này, đây là quyền tự do của con. Giang Yến tự tốn nói, cô cúi người nhặt những tấm poster bên chân kia lên, rồi để lại lên bàn đá, sau đó chăm chú nhìn. Những tấm poster và ảnh chụp quảng cáo trước đó cô đều đã từng nhìn thấy, nhưng lại không để ý lắm. Dù sao cũng không phải là cô chưa từng chụp ảnh, cho dù là ảnh chụp nghệ thuật thì cô cũng không chỉ có một bộ. Cho nên một bộ ảnh chụp dùng để tuyên truyền, cô cũng không đáng để cô cẩn thận nghiêm túc xem làm gì. Bây giờ xem lại, Giang Yến đột nhiên phát hiện bản thân trong tấm ảnh này có vẻ xinh hơn một chút, và có thêm ít khí chất tiên nữ. Thậm chí trong đầu Giang Yến còn đột nhiên nảy ra một suy nghĩ. Chỉ nhìn ảnh chụp trên poster, bản thân cô so với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc có lẽ cũng không khác nhau là bao. Chỉ là ý nghĩ này vừa xuất hiện, chính Giang Yến cũng thầm giật mình trong lòng, cô vội vàng lắc đầu, loại cái suy nghĩ ấy ra khỏi não bộ của mình. Cô không biết vì sao đột nhiên mình lại có suy nghĩ như vậy, lại nghĩ đến việc so sánh bản thân với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc. Ba người họ đều là những cá thể độc lập, ở giữa bọn họ không có liên quan quá nhiều đến nhau. Cho dù là Thẩm Bích Quân, giữa cô ấy và Giang Yến cùng lắm chỉ có sự tương đồng trong hình tượng đại sứ hình ảnh mà thôi. Về phần Tạ Linh Ngọc, bản thân Giang Yến thậm chí còn chưa từng nói chuyện trực tiếp với Tạ Linh Ngọc một câu. Chỉ có lần đầu tiên thoáng nhìn thấy từ xa trong bữa tiệc tối của Giang gia. Nhưng mà bây giờ, Giang Yến đột nhiên nảy ra suy nghĩ đặt ba người lên bàn cân cùng so sánh, như vậy hoàn toàn không phù hợp một chút nào. Nhưng cũng may đây chỉ là suy nghĩ trong đầu của Giang Yến. Cô chưa từng nói với người khác, cũng không để lộ ra chút khác thường nào. Cứ coi như Giang Yến đã loại suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, thì trên mặt cô vẫn hơi đỏ lên một chút. Tự do, chẳng lẽ con không biết quan hệ giữa Chu Dương và công ty Danh Dương hay sao, con không biết ân oán giữa Chu Dương và nhà Giang gia chúng ta à? Anh họ Giang Bắc của con đã bị Chu Dương đánh tàn phế, bây giờ con lại trở thành đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương, con làm như vậy những người trong nhà sẽ nghĩ như thế nào? Sẽ khiến bác cả của con thấy thế nào? Khiến ông nội của con thấy thế nào? Giang Hành Nguyên nhìn thấy Giang Yến vẫn tự cho rằng mình không hề làm sai chuyện gì, ông ta hơi tức giận, giọng điệu cũng trở nên đanh thép hơn, thậm chí còn chỉ thẳng mặt Giang Yến hỏi ba câu liên tiếp. Giang Hành Nguyên vô cùng tức giận, trước kia ông ta còn cảm thấy Giang Yến trong lúc nhất thời bị Chu Dương nói mấy lời đường mật lừa bịp, chỉ cần nói rõ tất cả với cô thì Giang Yến có thể hiểu ra rồi đưa ra lựa chọn chính xác. Nhưng bây giờ xem ra Giang Yến căn bản là biết rõ tất cả, nhưng vẫn khăng khăng muốn làm như thế, như vậy căn bản là coi lợi ích của Giang Yến, mặt mũi và lòng tự trọng của Giang Yến, thậm chí ngay cả mặt mũi, lòng tự trọng và uy tín của người bố này như cỏ rác. Giang Yến, con biết sai chưa? Giang Hành Nguyên hung dữ nói. Hiện giờ không nói đến chuyện gia chủ Giang Phàm Lưu đã để Giang Hành Nguyên toàn quyền xử lý chuyện của Giang Yến. Chỉ nói tới việc bây giờ tất cả ánh mắt Giang gia đều đang đổ dồn vào Giang Hành Nguyên ông, đều muốn nhìn xem ông ta sẽ xử lý Giang Yến như thế nào. Nếu Giang Hành Nguyên xử lý không tốt, như vậy ông ta sẽ bị mất điểm rất nặng trong mắt mọi người của Giang gia. Thậm chí ấn tượng tốt của ông trong lòng Giang Phàm Lưu cũng bị giảm bớt rất nhiều. Còn nữa, lần trước trong cuộc họp của cả Giang gia, Giang Phàm Lưu đã nói chuyện với Giang Hành Phương, để lộ ra khá nhiều tin tức. Điều này khiến trong lòng Giang Hành Nguyên hơi lo lắng. Giang Phàm Lưu nói đến bác cả. Mà trong ấn tượng của Giang Hành Nguyên, hình như đúng là ông ta có một người bác cả, mặc dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông ta vẫn chưa từng nhìn thấy bác cả của mình. Nhưng trong ấn tượng, trước năm ông ta 10 tuổi, hàng năm vẫn sẽ nhìn thấy bác cả một lần. Còn bác cả của ông lại là một người có tài năng y học hơn hẳn người khác. Mà vào lúc này, Giang Phàm Lưu đột nhiên nói năm nay bác cả sẽ trở về Giang gia.
còn nhấn mạnh với Giang Hành Phương rằng sẽ để ông ta đi đón bác cả. Ẩn ý trong đó, đương nhiên Giang Hành Nguyên thấy rõ ràng. Chính là muốn đưa Giang Bắc đến cho bác cả khám bệnh, xem có thể chữa khỏi được không. Mà Giang Phàm Lưu đã nói như vậy, có nghĩa là, ông ta vô cùng tin tưởng người anh em của mình. Nếu như Giang Bắc được chữa khỏi, thì Giang Hành Phương sẽ lại một lần nữa có tư cách cạnh tranh vị trí gia chủ. Mà nếu như Giang Hành Nguyên không xử lý được chuyện của Giang Yến, thì sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Giang Phàm Lưu. Như vậy ông ta sẽ lại rơi xuống địa vị ngang hàng với Giang Hành Phương một lần nữa. Thế thì sau này khi hai bên đều tranh giành vị trí gia chủ, phần thắng của Giang Hành Nguyên ông sẽ bị giảm mạnh. Chương 490, Cấm Túc. Vậy nên, chuyện của Giang Yến, Giang Hành Nguyên nhất định phải xử lý thật tốt. Nếu không, ông ta chắc chắn sẽ bị người Giang gia gán cho cái mác bất tài. Tất cả những điều này, đều chỉ là suy nghĩ của riêng Giang Hành Nguyên, chỉ có mình ông ta biết. Giang Yến không hề biết gì. Và lại, Giang Yến cũng không để tâm. Biết sai. Giang Yến hơi ngẩng đầu nhìn bố mình, cảm thấy bỡ ngỡ, lại hơi thất vọng. Bố của mình, vừa mới hỏi mình biết sai chưa? Mình đã phạm phải sai lầm gì? Mà muốn mình nhận lỗi? Giang Yến không biết, cũng không hiểu. Khoảng khắc ấy, cô nhớ tới rất nhiều chuyện. Trước đây, lúc còn ở Tương Tây cô vốn là một cô gái tài mạo song toàn, là đối tượng được nhiều người yêu mến. Thời điểm ấy, cũng là quãng thời gian vui vẻ nhất của Giang Yến. Không chỉ có vô vàn sự yêu thương cưng chiều. Hơn nữa, cô có thân phận đại tiểu thư của Giang gia, ở Tương Tây bất kể làm chuyện gì, kết giao với bạn thế nào, đều vô cùng thuận lợi. Mặc dù trong đó, có thể trộn lẫn cả yếu tố lợi ích, nhưng Giang Yến không quan tâm. Cho đến một ngày, bố cô Giang Hành Nguyên tìm cô đến, muốn đưa cô đi du học. Lúc ấy, Giang Hành Nguyên không cân nhắc đến suy nghĩ của Giang Yến, cũng không quan tâm đến Giang Yến có bằng lòng hay không, thậm chí trực tiếp mua vé máy bay cho Giang Yến. Mà lời nói với Giang Yến, chẳng qua chỉ là thông báo một tiếng mà thôi. Khi đó, Giang Hành Nguyên lấy lý do là vì muốn tốt cho Giang Yến. Thời điểm ấy, Giang Yến thực sự chưa đủ thành thục, cũng không có nhiều tâm tư. Cho nên cô tin là thật. Có điều, đến tận khi ở nước ngoài gặp rất nhiều chuyện, Giang Yến mới biết, bố mình thời điểm đó ích kỷ đến thế nào. Vậy nên lần này về nước, thời gian cô ở Giang gia rất ít, mà lần trở lại này, Giang Hành Nguyên lại muốn tổ chức bữa tiệc kén rể cho cô. Bản thân Giang Yến cảm thấy vô cùng phản cảm, vậy nên đã lựa chọn rời khỏi nhà vào bữa tiệc tối đó. Bây giờ, Giang Hành Nguyên lại một lần nữa tìm mình, không biết có chuyện gì, cầm tới mấy tờ poster tuyên truyền của Giang Yến, lên tiếng hỏi. Con biết sai chưa? Trong lòng Giang Yến hết sức thất vọng. Cô căn bản không làm sai. Dù cho công ty Danh Dương và Chu Dương có liên quan, dù cho giữa Giang gia và Chu Dương có thâm thù đại hận, dù cho Chu Dương đánh Giang Bắc tàn phế. Nhưng vậy thì có sao chứ? Liên quan gì đến con? Là con có xung đột lợi ích hay có ân oán với công ty Danh Dương và Chu Dương sao? Là con đánh Giang Bắc tàn phế à? Đều không phải vậy. Tất cả những chuyện này, chẳng qua chỉ là nhận định từ một phía của Giang gia. Bên cạnh đó, ân oán giữa Giang gia và Chu Dương, trước đây Giang Yến đã từng tìm hiểu. Biết được nội tình, Giang Yến vốn cho là chuyện ân oán này chẳng có ý nghĩa gì cả. Con có lỗi gì, con phạm phải sai lầm gì chứ? Giang Yến quật cường ngẩng đầu, nhìn bố mình, trong đôi mắt xinh đẹp thấm đẫm nước mắt. Cô thực sự quá thất vọng. Mình là con gái của ông ấy, không phân biệt phải trái đúng sai, đã ngay lập tức hỏi con biết sai chưa? Giang Yến rất muốn đứng lên, lớn tiếng nói, con sai cái gì? Nhưng cô không làm được, cô đứng về phía đối diện. Chọn giữ lại chút thể diện cho Giang Hành Nguyên, để quan hệ bố con không đến nỗi rạn nứt hoàn toàn. Nói cho cùng, Giang Yến vẫn còn ôm chút hy vọng với bố mình. Dẫu sao, hổ dữ không ăn thịt con, cô là con gái duy nhất của Giang Hành Nguyên, cô không tin rằng Giang Hành Nguyên thực sự không nghĩ cho cô dù chỉ một chút. Khốn khiếp! Bốp! Giang Hành Nguyên thấy Giang Yến vẫn cố chấp như cũ, liền vô cùng tức giận, nhất là khi Giang Yến chất vấn mình, ông ta càng không giữ được bình tĩnh. Tát thẳng vào mặt cô. Âm thanh cái tát vang dội, Giang Yến choáng váng, chính Giang Hành Nguyên cũng sững sờ. Ông nhìn trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Giang Yến hằn lên dấu đỏ cả một bàn tay, khóe môi khẽ co giật, trong lòng đột nhiên hối hận không dứt. Vừa rồi ông quả thực không nhẫn nhịn được, tát Giang Yến một cái. Giang Yến, bố. Giang Hành Nguyên bỗng nhiên nhận ra rằng,
mình tát Giang Yến là có phần quá đáng, muốn nói lời xin lỗi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt của Giang Yến, đột nhiên không thốt lên lời. Giang Yến thậm chí không che má phải lại, vẫn cảm nhận được đau đớn trên mặt. Nhìn Giang Hành Nguyên, người bố của mình, đáy lòng Giang Yến vô cùng bình lặng. Cô vốn dĩ chưa từng nghĩ tới có một ngày Giang Hành Nguyên sẽ tát mình, thế nhưng lúc nhận cái tát này, Giang Yến vẫn có thể hiểu được. Dù sao, Giang Hành Nguyên chính là người coi trọng lợi ích hơn cả. Lúc trước đưa cô ra nước ngoài du học, chính là muốn cô trở thành người tài giỏi để kết hôn với con cháu gia tộc lớn mạnh khác. Bây giờ, cho cô một cái tát, chính là vì muốn loại bỏ hợp tác giữa cô và Chu Dương. Tất cả những chuyện này, dựa trên quan điểm của ông ta, trước giờ chưa từng quan tâm Giang Yến sẽ nghĩ gì, Giang Yến sẽ làm thế nào, Giang Yến vì sao lại làm vậy. Hơn nữa, mỗi lần, người hy sinh vì lợi ích, đều là Giang Yến. Khốn khiếp, ông đang làm gì thế? Đột nhiên, chị Linh xông lên, kéo Giang Yến đứng dậy, chắn trước người cô. Bản thân cũng trừng mắt nhìn Giang Hành Nguyên. Mặc dù biết rằng, người đàn ông này là bố của Giang Yến, theo lý mà nói, cũng là bề trên của mình. Nhưng chỉ dựa vào việc ông ta vừa ra tay với Giang Yến, chị Linh liền coi ông ta thành kẻ địch. Chưa kể đến vị trí Giang Yến trong lòng cô ấy, Giang Hành Nguyên làm một người bố, lại ra tay tát con gái tàn nhẫn như vậy. Điều này không hợp lý. Nói cách khác, theo chị Linh, Giang Hành Nguyên căn bản không xứng đáng là bố của Giang Yến. Cô là ai? Đây là Giang gia. Nhìn thấy chị Linh đột ngột xông ra, bảo vệ Giang Yến, thậm chí còn hét lên với mình. Giang Hành Nguyên liền tức giận, lạnh lùng chỉ vào chị Linh, chuẩn bị gọi người đuổi cô ra ngoài. Trong trí nhớ của Giang Hành Nguyên, ông ta trước nay chưa từng gặp người phụ nữ này. Hơn nữa, cô ta bỗng nhiên xuất hiện ở Giang gia, rất có thể là do Chu Dương sắp xếp. Điều này khiến Giang Hành Nguyên vô cùng tức giận, cho rằng Chu Dương đã nhúng tay tới nội bộ Giang gia rồi. Tôi là ai không khiến ông bận tâm, ông căn bản là không xứng làm bố, hôm nay tôi sẽ đưa Giang Yến đi, còn về cái tát kia của ông, tôi sẽ tìm ông tính sổ sau. Chị Linh thô bạo giang tay ngăn cản Giang Hành Nguyên, không để cho ông ta có cơ hội nói tiếp, lạnh lùng xoay người đưa Giang Yến rời đi. Về phần Giang Yến, từ lúc chị Linh xông ra đến tới bây giờ, cô vẫn im lặng để cho chị Linh kéo mình đi ra bên ngoài. Hừ, đây là Giang gia, muốn rời đi, phải hỏi ta trước đã. Giang Hành Nguyên hừ lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ với chị Linh, nhưng ông ta biết mình không thích hợp để ra tay. Người đâu, đưa tiểu thư về phòng, còn người phụ nữ này, cũng không được để cô ta rời khỏi Giang gia, không có lệnh của ta, tiểu thư không được đi đâu hết. Vâng, tiếng trả lời phát ra từ trong bóng tối, tiếp sau đó, vài bóng người từ sân nhỏ đồng loạt hành động. Phía bên này, chị Linh đương nhiên cũng nghe thấy lời nói của Giang Hành Nguyên, cùng lúc đó, ở giây tiếp theo, trước mặt cô cũng xuất hiện ba tên bảo vệ, tạo thành trận thế bao quanh cô và Giang Yến. Chương 491, tính khí nóng nảy của chị Linh, 1. Chị Linh dừng bước, che chắn cho Giang Yến, sắc mặt lãnh đạm nhìn ba tên bảo vệ đang vây quanh mình. Cô biết rằng, đây nhất định là người do Giang Hành Nguyên phái đến để ngăn cản mình, người có thể ở bên cạnh bảo vệ Giang Hành Nguyên thực lực nhất định không tồi. Nhưng chị Linh không hề sợ hãi. Các người nhất quyết muốn ngăn cản bọn tôi sao? Chị Linh lạnh lùng nói. Thực sự, chị Linh không muốn gây náo loạn tại Giang gia, cũng không muốn ra tay ở đây, càng không muốn làm Giang Yến khó xử. Mặc dù chị Linh vừa nhìn thấy tất cả, cũng nhìn thấy Giang Hành Nguyên hung hăng tát vào mặt Giang Yến. Nhưng chị Linh không thể chắc chắn 100% về suy nghĩ của Giang Yến lúc này. Cô không biết Giang Yến có suy nghĩ gì về người bố Giang Hành Nguyên, ngay cả khi bị ông ta tát mạnh vào mặt, Giang Yến cũng không hề chống cự hay cãi lại. Điểm này, khiến chị Linh hơi do dự. Thực ra trong thâm tâm chị Linh, nếu Giang Hành Nguyên là bố của mình, nhưng lại dám tùy ý cho mình ăn bạt tai. Vậy thì thật xin lỗi. Cho dù trước kia người bố này có đối xử với mình tốt như thế nào, trong tình huống mình không phạm sai lầm, người bố này không phân rõ trắng đen đã ra tay tát mình. Vậy thì, tất nhiên sẽ xuất hiện một khoảng cách nhất định. Không phản kháng lại, đã là cho bố của mình thể diện rồi. Nhưng đối với Giang Yến mà nói, tình huống không hề giống như chị Linh. Hơn nữa, chị Linh cũng biết, tính cách của Giang Yến và mình là không giống nhau. So với tính cách kiên cường, mạnh mẽ của mình, Giang Yến có phần dè dặt hơn, cô ấy luôn cư xử hòa nhã với mọi người, căn bản không bao giờ xung đột với ai.
Ngay cả khi có ai đó hiểu lầm thì Giang Yến cũng thường cố gắng giải thích rõ ràng, rất ít khi phát sinh mâu thuẫn hay hiểu lầm. Cho nên, lúc đó, chị Linh không chủ động đứng ra ngăn chặn Giang Hành Nguyên. Nhưng khi thấy Giang Hành Nguyên vung tay tát Giang Yến, muốn tiếp tục trách mắng cô ấy, chị Linh không kiềm chế được mới chủ động đứng ra. Cô ấy muốn đưa Giang Yến rời khỏi Giang gia. Chị Linh cảm thấy bầu không khí lúc này ở Giang gia không thích hợp để Giang Yến ở lại. Hơn nữa, chị cũng có tự tin, Giang gia sẽ không ngăn cản được mình. Cho nên, các người nhất quyết phải cản đường chúng tôi đúng không? Chị Linh nhìn ba tên bảo vệ, sau khi nghe lời cảnh cáo vẫn không rút lui, tiếp tục vây quanh mình và Giang Yến trong lòng hiểu rõ. Giang Hành Nguyên rất nhẫn tâm đối với Giang Yến. Điều này căn bản không liên quan nhiều đến chị Linh. Nếu không, có Giang Yến ở đây, ba tên bảo vệ kia dù sao cũng cần phải quan tâm đến cảm xúc của Giang Yến. Lẽ nào bọn họ không lo lắng, sau này Giang Yến sẽ gây khó dễ cho bọn họ. Tiểu Yến, em cũng thấy rồi đó, bố em đối với em rất nhẫn tâm, bây giờ em nên hiểu rõ rồi chứ. Có những lúc, có những chuyện, không phải em tình nguyện là có thể đi thực hiện được. Chị Linh mấp máy đôi môi đỏ, đột nhiên nhớ tới chuyện bản thân cô rời khỏi gia tộc, một mình đến Trường Sa, Tương Tây. Nguyên nhân chủ yếu, rất giống với hoàn cảnh Giang Yến. Nếu các người đã không rút lui, vậy thì không thể trách tôi rồi. Chị Linh hừ lạnh một tiếng, đẩy lùi Giang Yến về phía sau, nhón mũi chân lên, rồi lao thẳng về phía tên bảo vệ đối diện. Cút! Hét lên một tiếng, một chân của chị Linh đã đạp lên ngực tên bảo vệ ở phía trước. Tốc độ này thực sự quá nhanh, không chỉ tên bảo vệ này không nhìn rõ chiêu thức của chị Linh mà ngay cả hai tên còn lại cũng nhìn không rõ. Cẩn thận! Dưới tình huống cấp bách, hai tên vệ còn lại chỉ có thể hô to một tiếng rồi đồng loạt lao về phía chị Linh. Mặc dù lúc này Giang Yến chỉ có một mình, nhưng dù sao cô ấy vẫn là đại tiểu thư Giang gia, khi gia chủ Giang gia vẫn chưa đưa ra hình phạt cuối cùng, thân phận đại tiểu thư này vẫn rất có tác dụng. Vì vậy mấy tên bảo vệ không dám tùy tiện ra tay với Giang Yến. Mà chị Linh lại đột nhiên thể hiện thực lực, khiến ba tên bảo vệ cảm thấy kinh hãi. Trong lòng bọn họ có một suy nghĩ, nếu bọn họ đơn độc đấu với chị Linh thì căn bản sẽ không có cơ hội thắng. Rầm, hai tiếng vang lớn. Chân của chị Linh đá thẳng vào tên bảo vệ phía trước. Mà lúc đó, hai tên bảo vệ còn lại cũng vừa lúc chạy tới, một người đưa tay ra cản chân chị Linh. Còn một tên thì che chở cho tên đứng đối diện chị Linh, rất nhanh liền rút lui. Khụ khụ. Dù vậy, tên bảo vệ lúc đầu đứng đối diện với chị Linh vẫn bị chị đánh ngã, sau khi lùi lại chục bước vẫn không đứng lên được, khuôn mặt đỏ bừng, rồi ho lên dữ dội, máu theo đó chảy ra ngoài. Lần này, hai tên bảo vệ còn lại vô cùng kinh hãi. Ba tên bảo vệ đều biết rõ năng lực của nhau. Trong ba người, tên bảo vệ vừa ngăn cản chân chị Linh là người có năng lực mạnh nhất, còn tên bị chị đánh ngã thực lực tương đương với tên còn lại. Mà bây giờ, sau khi bị chân chị Linh đạp ngã vẫn đang ho ra máu. Điều này cho thấy hắn ta bị thương không hề nhẹ. Tên bảo vệ có thực lực mạnh nhất trực tiếp đi đến chỗ hai tên còn lại, vươn tay ra xem xét vết thương của tên bảo vệ bị trọng thương, sắc mặt trở nên vô cùng cứng ngắc. Vết thương hơi nghiêm trọng, nội tạng anh ta đã bị tổn thương. Mau đưa anh ta sang bên kia nghỉ ngơi rồi nhanh chóng liên hệ đội y tế, để tôi thử đến đối phó với người phụ này. Tên bảo vệ có năng lực mạnh nhất nghiêm giọng nói, rồi từ từ dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào ngực tên bảo vệ bị thương. Sau khó, sắc mặt tên bị thương cũng trở nên tốt lên không ít, máu chảy ra từ khóe miệng cũng bớt đi rất nhiều. Lúc này, chị Linh vẫn lạnh lùng đứng bên cạnh quan sát. Cô ấy không hề vội vã, rất tin vào năng lực của bản thân. Cô tin rằng Giang Dã sẽ không thể giữ chân được họ. Tuy nhiên, sau khi nhìn chiêu thức của tên bảo vệ, sắc mặt chị Linh đột nhiên trở nên kỳ quái. Thú vị đấy, thái cực quyền sao? Chị Linh lẩm bẩm, nhìn vào tên bảo vệ, cảm thấy tò mò. Kỹ thuật này chị Linh không phải chưa từng thấy, chỉ là người biết đánh thái cực quyền đều là những lão già hơn 60 tuổi. Tên bảo vệ này còn chưa đến 30 tuổi, mặc dù vẫn chưa luyện đến cảnh giới cao. Tuy nhiên có thể đạt đến trình độ như này cũng đã không phải chuyện dễ dàng gì. Vị tiểu thư này, cô ra tay cũng quá nặng rồi đấy, đây là Giang gia, cô cảm thấy sau khi ra tay đánh người còn có thể an toàn rời đi sao? Tên bảo vệ hít một hơi thật sâu, từ từ đứng lên, nhìn chị Linh một cách thận trọng. Rất nặng sao, tôi không cảm thấy như vậy, các người ngăn cản chúng tôi đã cảnh cáo các người hai lần, là các người không chịu rút lui, nếu đã như vậy,
tôi chỉ có thể ra tay thôi, như vậy thì có gì không đúng ư? Chương 492, tính khí nóng nảy của chị Linh 2. Chị Linh khẽ mỉm cười, không hề để tâm lời của tên bảo vệ. Nếu chỉ dựa vào lời nói, đã có thể khiến mình khuất phục, vậy thì cũng quá xem thường cô rồi. Hơn nữa, coi như tôi ra tay quá nặng thì đã sao, các người có khả năng giữ chân tôi à? Chị Linh khinh thường, liếc nhìn Giang Yến ở phía sau, đến tận lúc này sắc mặt Giang Yến vẫn không thay đổi nhiều lắm, dường như không hề quan tâm đến những chuyện trước mắt này. Trong lòng chị Linh bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Cô lo lắng Giang Yến nhìn thấy cảnh này, sẽ sinh ra hiểu lầm, cũng vì vậy mà xa cách với cô. Điều này, chị Linh không thể chấp nhận nổi. Có điều, tên nhóc này, chiều vừa nãy là Thái Cực Quyền phải không? Tôi rất tò mò cậu học nó từ ai, tuổi còn trẻ như vậy mà đã có thể luyện được Thái Cực Quyền đến trình độ điêu luyện, Giang gia không có tình người như vậy, hay là cậu đi cùng tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một chỗ tốt gấp mấy lần Giang gia. Sau khi chị Linh thả lỏng, tâm trạng tốt lên không ít, cô cũng không nghiêm túc xem xét đám bảo vệ, mà bắt đầu có chú ý với tên bảo vệ này. Mấy lời này nói ra làm bảo vệ đó rất kinh ngạc, vốn dĩ không ngờ rằng chị Linh lại nói như vậy. Nhưng nét mặt hắn ta không hề do dự, một mặt kiên quyết từ chối đề nghị của chị Linh. Tôi học từ ai, cô không cần quan tâm, cũng không quan tâm nổi, thân phận hiện giờ của tôi là bảo vệ của Giang gia, cô không cần nói bất cứ điều gì với tôi cả, bây giờ tôi chỉ nói một câu, để Giang tiểu thư lại, tôi thả cô đi. Tên bảo vệ vẻ mặt lạnh lùng, bất động trước lời nói của chị Linh. Ha ha, vậy thì không cần nói nữa nhỉ, có điều như vậy cũng tốt, đánh tan chút do dự còn lại của tôi, nói vậy thì tôi cũng không cần nương tay nữa, các người có thể giữ tôi và Tiểu Yến ở lại, thì đó là do các người có bản lĩnh. Chị Linh cười khẩy, xoay người ôm Giang Yến vào lòng, mãnh liệt xông lên phía trước. Tốc độ này còn nhanh hơn cả cú đá vừa nãy, tên bảo vệ biết Thái Cực Quyền thấy vậy sắc mặt nhanh chóng thay đổi, muốn ra tay ngăn cản, nhưng hắn ta vốn dĩ không đủ tự tin có thể ngăn được chị Linh. Đứng lại, hét to một tiếng, gân xanh trên cổ tên bảo vệ nổi lên, hắn ta tung một cú đấm về phía chị Linh, cố gắng giữ người lại. Ha ha, chút thực lực này, đừng nên đem ra kẻo khiến mình mất mặt. Cười lạnh lùng một tiếng, chị Linh không cho tên bảo vệ cơ hội, cô vung một cú đấm đánh trả lại, khiến tên bảo vệ bị đẩy lùi ra sau đó nhanh chóng đưa Giang Yến rời khỏi Giang gia. Tên bảo vệ bị chị Linh đánh bay, sắc mặt đỏ bừng, lập tức phun ra một ngụm máu. Vẻ mặt suy sụp ngã xuống đất, hô hấp nặng nề, khuôn mặt trở nên vô cùng thảm hại. Hơn 30 năm qua hắn ta chưa từng thấy cú đấm nào có sức mạnh lớn như cú đấm vừa nãy của chị Linh. Ngay cả sư phụ hắn, sợ là cũng không chịu đựng nổi sức mạnh ấy. Người phụ nữ này rốt cuộc là ai? Cô ta đến Giang gia là có mục đích gì? Tên bảo vệ vẻ mặt nghi ngờ, trong lòng đã có chủ ý, đợi khi hồi phục, nhất định phải nói với sư phụ về tin tức của người phụ nữ này. Chị Linh đưa Giang Yến rời khỏi Giang gia mà không hề gặp phải bất kỳ cản trở nào. Trên đường đi, vài người giúp việc của Giang gia thấy được khí thế của hai người bọn họ, nhanh chóng lẩn tránh, căn bản không dám bước ra ngăn cản, đến nói cũng không dám nói. Chờ đến khi đưa Giang Yến hoàn toàn rời khỏi Giang gia, trong lòng chị Linh mới thực sự thả lỏng. Thế nhưng, tình trạng lúc này của Giang Yến khiến cô hơi lo lắng. Ngay từ ban đầu cho đến bây giờ, Giang Yến không nói lời nào. Giống hệt một con rối gỗ, tùy tiện để chị Linh dẫn đi, không hề phản kháng, cũng không có một chút ý nghĩ chống cự. Này, chị đã nói là chúng ta không cần quay về Giang gia, đến thẳng thành phố Liễu, mà em lại nhất định đòi trở về, bây giờ xem đi, Giang gia này làm gì có tình cảm chứ, đại gia tộc trước nay luôn như vậy thôi. Chị Linh khẽ thở dài, đưa Giang Yến đến thẳng thành phố Liễu. Mặc dù tình trạng bây giờ của Giang Yến rất khó có thể xuất hiện tại buổi khai trương của chi nhánh công ty Danh Dương ở thành phố Liễu, nhưng chị Linh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy nên đưa Giang Yến đến đó. Bất kể thế nào, cũng phải nói rõ với Chu Dương để anh biết, cô và Giang Yến, không phải cố ý cho Chu Dương leo cây. Đồng thời, chị Linh cũng nghĩ rằng, có lẽ tình trạng bây giờ của Giang Yến, Chu Dương sẽ có cách giúp cô khuyên giải. Giang gia. Giang Hành Nguyên không ngừng đi qua đi lại trong sân. Thần sắc lưỡng lự, lại có chút lo lắng. Vừa nãy ông ta cũng không ngờ mình sẽ ra tay tát vào mặt Giang Yến, đây hoàn toàn là do quá xúc động. Bây giờ nghĩ lại, phản ứng khi nãy của Giang Yến, còn cả việc người phụ nữ kia đột ngột xuất hiện, trong lòng Giang Hành Nguyên thấy hơi hối hận, ông ta muốn đi giải thích với Giang Yến. Nhị gia,
Sắc mặt tên bảo vệ tái nhợt, bước chân có phần không ổn, cả người đứng không vững, hơi lảo đảo. Nhưng Giang Hành Nguyên không để tâm đến mấy chuyện này, hoặc là ông ta vốn dĩ không hề chú ý đến. Sao vậy, đưa tiểu thư về chưa? Giang Hành Nguyên sốt ruột hỏi, tiến về phía trước chuẩn bị đến phòng của Giang Yến. Nhị gia, chúng tôi không ngăn cản nổi người phụ nữ kia, để cô ta đưa tiểu thư đi mất rồi. Tên bảo vệ cúi đầu, nét mặt vô cùng khó coi. Ba người bảo vệ, không ngăn nổi một người phụ nữ, để cô ta đưa Giang Yến đi, điều này chắc chắn thể hiện rằng ba tên bảo vệ bọn họ là người không có năng lực. Mà trong đội bảo vệ, đặc biệt là bảo vệ của Giang gia, thực lực là thứ rất quan trọng. Bạn không có năng lực, vậy thì tôn nghiêm, địa vị, đãi ngộ của bạn, tất cả những thứ này, đều sẽ biến thành rất ít, rất thấp. Cái gì? Giang Hành Nguyên vừa bước đi, nghe được mấy lời này, vẻ mặt cứng đờ, bước chân đột ngột dừng lại, sắc mặt khó coi, quay người nhìn tên bảo vệ, ngọn lửa giận trong đôi mắt như bùng cháy. Ba người các cậu, lại không ngăn nổi một người phụ nữ sao? Giang Hành Nguyên vẻ mặt không thể tin nổi, hỏi lại. Nhị gia, thật xin lỗi, thực lực của người phụ nữ đó rất mạnh, có lẽ không phải người tương Tây, tôi sẽ nói với sư phụ, để sư phụ đến xử lý. Tên bảo vệ cúi thấp đầu, không nhìn Giang Hành Nguyên, ngữ khí nghiêm trọng nói. Trước mắt, ngay cả hắn ta cũng không có biện pháp đối phó, cũng chỉ có thể để sư phụ hắn đến giải quyết. Hắn và sư phụ hắn tồn tại chính là để bảo vệ Giang gia. Bây giờ, không biết người phụ nữ đó là bạn hay thù, hắn ta không đối phó được, vậy chỉ có thể mời sư phụ ra tay. Các người! Giang Hành Nguyên rất tức giận, đưa tay ra, định đánh lên người tên bảo vệ, nhưng nghĩ đến thân phận của tên bảo vệ này, Giang Hành Nguyên đành nhẫn nhịn, chỉ là sắc mặt vô cùng khó coi. Được rồi, cậu đi xuống đi. Không thể làm gì được, Giang Hành Nguyên chỉ có thể kìm nén sự tức giận mà nói. Ông ta biết thân phận của tên bảo vệ này không giống như các bảo vệ khác của Giang gia, hắn ta không đơn giản chỉ là bảo vệ của Giang gia, mà còn có vài nhiệm vụ đến để giúp đỡ Giang gia. Chương 493, kế hoạch hoạt động đêm vọng lễ của Vương Vĩ. Lý do cụ thể thì Giang Hành Nguyên không rõ lắm. Nhưng chuyện hắn được sắp xếp theo sát bên ông ta, cũng là do Giang Phàm Lưu sắp xếp. Chu Dương không thể chút giận lên đám bảo vệ, Giang Yến thì bị người phụ nữ kia đưa đi, nên Giang Hành Nguyên đành chút hết mọi bực tức lên người Chu Dương. Nếu không tại Chu Dương, thì Giang Yến chẳng ra nông nổi này, đã làm sai mà không biết ăn năn hối hận, còn không nể mặt Giang gia. Đánh Giang Bắc tàn phế, kết thù kết oán với Giang gia, náo loạn bữa tiệc tối do ông ta chủ trì, lại 5 lần 7 lượt tiếp cận Giang Yến. Qua tất cả mọi chuyện có thể thấy Chu Dương đã mưu tính từ trước, có ý đồ xấu với Giang gia. Cậu tưởng mê hoặc được Giang Yến, là có thể gây thiệt hại cho Giang gia được sao, cậu nghĩ nhiều quá rồi đó, Chu Dương. Nếu cậu đã lợi dụng Giang Yến, vậy để tôi cho cậu biết, Giang gia không phải nơi dễ động vào vậy đâu. Giang Hành Nguyên thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt bừng sáng, rồi đi thẳng vào khu nhà ở của Giang Phàm Lưu. Phía bên kia, Chu Dương hoàn toàn không hay biết ngày hôm nay Giang gia đã xảy ra chuyện gì, giờ đang chờ người thực hiện công tác kiểm tra cuối cùng cùng với Vương Vĩ. Chi nhánh thành phố Liễu chọn khai trương vào ngày lễ Giáng sinh chẳng qua là vì ngày đó nhiều người ra đường vui chơi, bầu không khí ngày lễ cũng rất náo nhiệt. Cho nên, đêm vọng lễ trước ngày Giáng sinh chắc hẳn cũng là một mốc thời gian mà họ cần xem xét tới. Từ trước tới giờ đêm vọng lễ luôn gắn liền với ngày lễ Giáng sinh, lựa chọn khai trương vào ngày lễ Giáng sinh, vậy thì việc sắp xếp hoạt động trong đêm vọng lễ cũng phải được Vương Vĩ và Chu Dương xếp trong lịch trình. Chu Tổng, đây là bản kế hoạch hoạt động trong đêm vọng lễ Giáng sinh mà trước đó chúng tôi đã chuẩn bị, mời cậu xem qua. Vương Vĩ đưa tập tài liệu dày cộp tới trước mặt Chu Dương, vẻ mặt lo lắng xen chút mong chờ. Ừ, ông nói đi, rồi tôi sẽ xem bản kế hoạch hoạt động này, có ý kiến gì tôi sẽ nói. Chu Dương mở tập tài liệu ra, chăm chú đọc, đồng thời cũng lắng nghe một vài quan điểm của Vương Vĩ. Dù sao, cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu này suy cho cùng cũng là sản nghiệp của đám người Vương Vĩ, chỉ gắn thêm cái mác công ty danh dương. Thực chất, chi nhánh thành phố Liễu giống công ty nhượng quyền kinh doanh hơn. Còn những bố trí sắp xếp và định vị trong tương lai của chi nhánh thành phố Liễu, Chu Dương nghĩ, Vương Vĩ suy nghĩ nhiều và tỉ mỉ hơn anh mới phải. Chu Tổng, là như này, vì lượng người ra ngoài vào đêm vọng lễ Giáng sinh sẽ rất nhiều, và lại hôm nay thứ sáu, ngày mai là thứ bảy, hai ngày nghỉ lễ dù là thanh niên hay một số người đã kết hôn, chắc chắn sẽ lựa chọn ra ngoài thư giãn vào tối nay.
Vậy nên, sau khi suy nghĩ một hồi, trước tình hình hoạt động tuyên truyền tốt như hiện nay, mấy người chúng tôi có thể chuẩn bị tốt mọi việc cho hoạt động khởi động của chi nhánh thành phố Liễu. Vương Vĩ kích động nói, nhắc tới hoạt động khởi động, Vương Vĩ như biến thành một người khác, chủ động hơn rất nhiều. Hoạt động khởi động gì? Chu Dương ngẩng đầu nhìn Vương Vĩ, anh cũng thấy hoạt động khởi động ở trong bản kế hoạch hoạt động, tuy đã tưởng tượng được ra, nhưng vẫn chưa cụ thể, anh cần Vương Vĩ nói rõ hơn cho anh biết. Thật ra ý tưởng này tuy đơn giản, nhưng lại rất thực dụng. Hiện giờ tên tuổi của công ty Danh Dương ở tỉnh Tương Tây đã rất hot rồi, với lại mấy ngày nay cũng dùng đủ mọi cách tuyên truyền, giúp việc khai trương chi nhánh thành phố Liễu trở thành tiêu điểm. Đặc biệt là người dân trong thành phố Liễu, rất nhiều người sẽ tới chi nhánh chúng ta để xem, để xác nhận lại. Cho nên, chúng tôi đã bàn bạc, chuẩn bị tổ chức một hoạt động mang quy mô nhỏ như buổi hòa nhạc trong đêm vọng lễ Giáng sinh để tương tác với mọi người, rồi tặng một số đồ mỹ phẩm tiêu thụ chính của chúng ta, kích thích đam mê mua sắm của mọi người vào ngày mai. Chấm. Vương Vĩ chậm rãi nói, trạng thái tinh thần ông ấy rất tốt, hơn nữa, cảnh tượng mà ông ấy mô tả cũng vô cùng hấp dẫn. Chu Dương im lặng lắng nghe, đợi đến khi Vương Vĩ nói xong, mong đợi nhìn anh thì anh mới gật đầu nhẹ. So sánh bản kế hoạch hoạt động với những điều Vương Vĩ vừa nói, Chu Dương đã có thể tưởng tượng ra được hoạt động trong đêm vọng lễ Giáng sinh sẽ diễn ra như nào. Được đó, nhưng theo như những gì ông nói, trong điều kiện thời gian gấp rút như thế, ông đã tìm được người lên sân khấu biểu diễn chưa? Nếu như không nổi tiếng, sợ rằng không thể thu hút được nhiều người. Còn nếu nổi tiếng quá, vậy có đáp ứng được đúng thời gian không? Chu Dương trầm giọng hỏi. Chúng tôi đã tìm được người rồi, ban đầu muốn mời cậu ấy biểu diễn vào buổi lễ khai trương, nhưng đột nhiên có ý tưởng hoạt động vào đêm vọng lễ Giáng sinh, vậy chúng ta chỉ cần nói với cậu ấy một tiếng là được. Với lại, người này nói thật cũng là người quen của tôi. Vương Vĩ cười nói, vẻ mặt tự tin vô cùng. Nói xong, Vương Vĩ lôi điện thoại ra, tìm kiếm trên mạng một lượt, tìm được thông tin về người quen của ông ấy xong thì đưa cho Chu Dương. Chu Tổng, cậu xem đi, chính là cậu ấy, tính ra, cũng có độ nổi tiếng nhất định, đặc biệt là ở tỉnh Tương Tây. Chu Dương tò mò cầm lấy điện thoại, đọc phần giới thiệu thông tin cá nhân trên đó, lúc này mới thoải mái. Người này tên là Khổng Huy, người tỉnh Tương Tây thành phố Liễu, cũng tốt nghiệp Đại học Giao thông Đông Hải giống Vương Vĩ. Trước nay Khổng Huy luôn học hành rất tốt, nhưng trời sinh đã thích âm nhạc, hồi cấp 3, đã thành lập một nhóm nhạc, hơn nữa còn nổi tiếng ở một số quán bar nơi đó. Nhưng dưới áp lực gia đình thúc ép, lên cấp 3, hắn chăm chỉ học hành, tạm rút khỏi nhóm nhạc. Sau đó thì đỗ trường Đại học Giao thông Đông Hải, ở trường cũng được coi là tuân thủ quy định, thành tích cũng thuộc top đầu. Nhưng hồi năm 3 đại học, đài truyền hình tỉnh Tương Tây tổ chức một chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc. Khổng Huy bị thu hút, liền quyết định tham gia. Hắn tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc này và giành được giải ba chung cuộc. Do hắn vốn là người thành phố Liễu tỉnh Tương Tây, cho nên độ nổi tiếng ở tỉnh Tương Tây, đặc biệt là ở thành phố Liễu cực kỳ cao, có rất nhiều fan hâm mộ. Nghe Vương Vĩ nói xong, Chu Dương nghĩ một hồi, trong ấn tượng của anh hình như cũng có chương trình tìm kiếm tài năng đó. Hơn nữa còn nổi tiếng khắp cả nước. Nhưng Chu Dương không ngờ, Vương Vĩ lại là người quen của Khổng Huy. Hơn nữa, giờ Khổng Huy cũng có độ nổi tiếng nhất định trong nước, mấy năm qua đã cho ra mắt mấy album, số lượng đĩa bán ra cũng khá ổn. Được, nếu ông đã chọn được người rồi, vậy thì cứ quyết là anh ta đi. Ông liên lạc với anh ta, xác nhận thời gian. Giờ đã 1 giờ rồi, chỉ còn vài tiếng nữa là đến tối, tranh thủ thời gian dựng sân khấu. Chu Dương cười nói, đồng ý lời đề nghị của Vương Vĩ. Được, giờ tôi sẽ liên lạc với cậu ấy ngay. Vương Vĩ mừng rỡ, vội vàng ra ngoài, bố trí cho nhân viên cấp dưới bắt đầu dựng sân khấu, còn ông ấy quay về phòng làm việc của mình, lập tức gọi điện thoại cho Khổng Huy. Chương 494, đón người. Sau khi Vương Vĩ đi sắp xếp nhiệm vụ, Chu Dương rảnh rỗi không có gì làm. Tâm trí anh hiện giờ đều dồn hết vào buổi lễ khai trương ngày mai. Còn chương trình đêm vọng lễ Giáng sinh hôm nay, đối với Chu Dương mà nói chẳng quan trọng gì, anh cũng cảm thấy nó không ảnh hưởng quá nhiều tới chi nhánh thành phố Liễu như lời Vương Vĩ nói. Nhưng dù gì cũng do Vương Vĩ một tay xây dựng kế hoạch, để tôn trọng, Chu Dương sẽ không từ chối đề nghị của ông ấy. Huống hồ, tuy việc tổ chức hoạt động vào đêm vọng lễ Giáng sinh không giúp ích gì nhiều cho chi nhánh thành phố Liễu, nhưng dù sao cũng không có hại. Reng reng. Lúc này, điện thoại của Chu Dương bỗng đổ chuông.
Chu Dương nhìn thì thấy đó là số lạ. Alo. Chu Dương nghe điện thoại, còn chưa nói gì thì tiếng của chị Linh truyền tới. Chu Dương, tôi và Yến Nhi đã tới thành phố Liễu rồi, giờ chúng tôi vừa vào làn đường cao tốc, cậu tới đón chúng tôi đi. Lời nói chị Linh hơi trầm, hơn nữa giọng điệu có gì đó sai sai. Chu Dương không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng qua lời nói của chị Linh, Chu Dương biết chắc là đã xảy ra chuyện gì đó. Theo sự hiểu biết của anh về chị Linh, nếu không phải cô ấy gặp chuyện, vậy thì, chỉ có một khả năng. Giang Yến đã xảy ra chuyện. Chu Dương lo lắng, vội vàng đứng dậy, thậm chí chưa nói với Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc tiếng nào đã vội lái xe tới lối ra của làn đường cao tốc. Trước giờ Giang Yến và chị Linh luôn ở Trường Sa, từ Trường Sa tới thành phố Liễu nếu lái xe, chỉ có duy nhất một đường nhanh nhất, đó là đi đến đây từ con đường cao tốc. Một tiếng sau, Chu Dương nhìn thấy Giang Yến và chị Linh ở lối ra của đường cao tốc. Hai người đứng cạnh nhau, cao ngạo đứng ở lối ra của đường cao tốc, đứng cạnh họ không xa là mấy chàng trai nhuộm tóc, ăn mặc kỳ quặc đang chỉ trỏ vào hai người họ. Chị Linh vẻ mặt kiêu căng ngạo mạn và dáng vẻ như cảnh cáo người lạ chớ lại gần. Giang Yến thì một vẻ bình tĩnh. Chu Dương hơi lo, vừa dừng xe, lập tức đi tới trước mặt họ. Sao thế? Chu Dương nhìn chị Linh và Giang Yến, thấy hai người họ không bị thương, cũng không có chuyện gì khác, nhưng sắc mặt của chị Linh và Giang Yến thì vô cùng tệ. Có điều, lúc này Chu Dương mới phát hiện, tâm tình của Giang Yến có gì đó rất lạ, không chịu nói chuyện, hơn nữa từ lúc anh xuống xe đi tới chỗ hai người họ, cô cũng chưa hề nhìn anh. Chu Dương nói chuyện với chị Linh, tuy giọng hơi gằn, nhưng không hề lớn tiếng. Cho nên mấy tên như côn đồ kia cũng không nghe thấy anh nói gì. Thế nhưng khi chúng thấy anh đi tới trước mặt chị Linh và Giang Yến để nói gì đó, thì tràn đầy vẻ khinh thường. Ha ha, lại thêm một tên nghèo nàn xấu xí. Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, không nhìn lại đức hạnh của mình đi, hạo ca của bọn tao đi xe Mercedes-Benz mà còn không nói chuyện được với gái xinh, chỉ dựa vào mày sao? Hi hi, hạo ca, anh nói xem hai em gái xinh đẹp kia có để ý tới tên nghèo nàn xấu xí kia không? Nhảm nhí, tao ngầu như này, mà hai em xinh gái cũng không thèm đếm xỉa tới tao, nói gì tới thằng nghèo xấu xí kia, mà bọn mày còn chưa trải qua sự đời, nếu không phải tại chúng mày khiến tao mất mặt, thì hai em xinh gái kia đâu có bơ tao. Hi hi, hạo ca, nói thật, em nghĩ chúng ta cứ xử luôn hai em gái xinh kia đi, đưa hai em ấy về là xong, việc gì phải khách sáo với hai người họ làm gì. Cút, mày tưởng tao cũng không có tố chất như mày à, tao là người thuộc giới thượng lưu, đánh nhau với phụ nữ, thật mất mặt. Giọng của mấy tên côn đồ rất lớn, không định che giấu, nên Chu Dương nghe rất rõ. Giờ đây, sắc mặt của Chu Dương trở nên kỳ lạ, anh nhìn chị Linh, rồi nhìn sang Giang Yến, rồi lại nhìn sang chị Linh. Chị Linh, chuyện này là sao? Chu Dương không kìm nổi, anh cũng hiểu được đôi chút thông qua lời của mấy tên côn đồ kia. Hình như, vừa rồi mấy tên côn đồ này bắt chuyện với chị Linh và Giang Yến, nhưng bị chị Linh thẳng thừng từ chối. Không có gì cả. Mấy con cóc không biết trời cao đất dày thôi, không cần quan tâm tới chúng. Cậu xem thử Yến Nhi đi, vừa xảy ra chút chuyện, chúng ta rời khỏi đây trước, trên đường đi tôi sẽ kể cho cậu sau. Chị Linh nói không sao, lập tức đỡ Giang Yến, đi về chỗ đỗ xe cùng với Chu Dương. Mấy tên côn đồ nhìn thấy cảnh này, tên nào tên nấy trợn tròn mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Cuối cùng, khi nhìn thấy chị Linh dìu Giang Yến lên xe của Chu Dương, hơn nữa còn là chiếc xe hơi bình thường. Nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm nghìn tệ, nên ánh mắt họ đều nhìn về hướng người đàn ông mặc áo khoác da trồn, đeo kính râm ở giữa. Hạo ca, chuyện này là sao? Phải đó, hai em xinh gái kia lại đi theo tên nghèo nàn xấu xí kia sao? Hạo ca, chúng ta có cần đuổi theo không? Không thể để cho chúng đi như thế được. Mấy tên côn đồ hơi sốt ruột, nhìn thấy Chu Dương sắp khởi động xe rời đi, vội vàng nói. Mẹ kiếp, hai con tiện nhân. Uổng công tao nghĩ chúng là hot girl, có chí khí, giờ lại được một thằng nghèo kiết xác đưa đi, rõ ràng là đồ mặt dày, đuổi theo cho tao. Đến khi Chu Dương lái xe rời đi, hạo ca mới hoàn hồn, vội vàng kêu đàn em lên xe, đuổi theo. Ngay lập tức, một chiếc xe Mercedes-Benz và hai chiếc Volkswagen đạp ga đuổi theo Chu Dương. Cảnh tượng đó Chu Dương thấy rõ qua kính chiếu hậu. Ôi, không ngờ chị Linh lại hấp dẫn vậy đó. Chỉ đứng đó có lúc mà đã thu hút sự chú ý của biết bao người. Chu Dương bất lực, nói thật, qua đoạn đối thoại của đám côn đồ kia, anh biết được chúng không có thù hằn và cũng không có ý xấu gì với chị Linh và Giang Yến.
có thể là chúng muốn trêu ghẹo gái sinh, khi bị từ chối thì muốn đổi cách khác. Nhưng hiện giờ, chị Linh và Giang Yến lên xe anh, sợ rằng sẽ khiến chúng khó chịu. Bọn chúng đi con xe Mercedes-Benz tới bắt chuyện với chị Linh và Giang Yến lại bị từ chối. Còn anh chỉ lái con xe hiện đại bình thường, chỉ mấy trăm nghìn tệ, vậy mà chị Linh và Giang Yến lại lên xe của anh. Chuyện này đã kích thích hứng thú trong chúng, khiến chúng cảm thấy bị coi thường. Ha ha, mấy tên côn đồ thôi mà, nếu như chuyện còn con như này mà cậu cũng không xử lý được, vậy tôi phải suy nghĩ lại về cậu rồi. Chị Linh khẽ cười, nói như kiểu chuyện chẳng đáng là gì, chẳng để tâm đến chuyện chiếc xe của đám côn đồ kia đang đuổi tới. Chu Dương nghe xong cũng không biết phải làm sao. Tuy anh cũng thấy tình hình của Giang Yến có gì đó bất thường, nhưng vì đám côn đồ đang đuổi theo ở đằng sau kia nên anh cũng không muốn nhiều chuyện. Đúng là không biết làm sao. Chu Dương bất lực lắc đầu, rồi nhấn ga, tăng tốc. Tính ra, chiếc xe của anh được mượn từ Trương gia, là chiếc xe ô tô mà trước kia Trương Kiệt vô cùng thích. Tuy bề ngoài trông có vẻ chỉ là chiếc xe hiện đại mấy trăm nghìn tệ, nhưng động cơ khởi động được sửa đổi bên trong, cả một số thiết bị khác đều thuộc top đầu, tốc độ cao nhất, thậm chí có thể lên đến 400 km/h. Vù! Vừa đạp chân ga, chiếc xe hiện đại lao như bay về phía trước. Chỉ trong chớp mắt, mấy tên côn đồ chỉ còn thấy thấp thoáng bóng dáng lu mờ phía sau. Chết tiệt, có nhầm không vậy, nhanh vậy, mau tăng tốc, đuổi theo chúng. Chương 495, đua xe. Chu Dương đột nhiên tăng tốc, chẳng mấy chốc đã dần biến mất khỏi tầm mắt của Hạo Ca, điều này khiến cho Hạo Ca bị dọa một trận. Mau mau, lão Đinh, tăng tốc cho tôi, nhanh chóng đuổi theo, đừng để mất dấu. Hạo Ca mắng to một tiếng, vội vàng chỉ về phía trước rồi quát to. Vừa nãy hắn vẫn còn nhớ, mình và xe của Chu Dương chỉ cách nhau hơn 100 mét. Nhưng thoáng một cái, sao lại sắp không nhìn thấy đối phương rồi? Đáng chết, lão Đinh, không phải cậu chưa tỉnh ngủ chứ, ngay cả một chiếc xe hiện đại mấy trăm nghìn tệ cũng không đuổi kịp à? Hạo Ca nhìn thấy chiếc xe hiện đại càng lúc càng xa, hắn chỉ có thể nhìn thấy một hình dáng mờ ảo, liền không khỏi tức giận. Hạo Ca, tôi đã dùng hết sức rồi, chân ga tôi cũng đạp đến cuối cùng. Tốc độ bây giờ đã hơn 300 km/h rồi, nhưng không đuổi kịp người đó, theo tôi thấy, chiếc xe đó căn bản đã được lắp đặt lại, e là tốc độ đã hơn 400 rồi. Lão Ninh với tóc bím đuôi sam, ngồi ở vị trí ghế lái, trên gương mặt của có nét buồn bực. Chiếc Mercedes này của Hạo Ca, thiết bị không hề kém, tốc độ cũng có thể đạt đến 300, thậm chí trong thời gian ngắn lên đến 400 cũng không vấn đề. Nhưng đây là nội thành của thành phố Liễu, không phải trên đường cao tốc. Vì thế lão Ninh không dám dùng hết sức lái xe, hơn nữa bây giờ hắn đã lái với tốc độ 300 rồi, cả chiếc xe đi lại trên đường lớn đã vô cùng nguy hiểm. Nếu như hắn cưỡng ép tăng tốc nữa, rất có thể sẽ xảy ra tai nạn. Mà với tốc độ hơn 300 thậm chí là 400, một khi xảy ra tai nạn, nhẹ thì xảy ra tai nạn lớn, người trong xe đều sẽ bị thương, hơn nữa là bị thương nặng. Nặng thì, xe hủy người chết, không có bất kỳ con đường sống nào. Lão Ninh không dám đánh cược. Mặc dù hắn là một tay đua nghiệp dư, nhưng lái chiếc Mercedes đến tốc độ 300, vẫn có thể giữ cân bằng trong dòng xe cộ, đã rất không dễ dàng rồi. Nghĩ đến chiếc xe hiện đại kia của đối phương, chẳng qua chỉ là một chiếc xe mấy trăm nghìn tệ, nhưng tốc độ lái còn nhanh hơn so với hắn. Hạo Ca, bây giờ xe càng lúc càng nhiều rồi, tôi không dám lái nữa, đối phương chắc chắn đã chạy tốc độ 400 km/h, vậy căn bản đó không phải là xe mà người thường có thể lái được. Nhìn thấy lượng xe ngày càng nhiều, những chiếc xe mà Mercedes cần né tránh cũng trở nên nhiều hơn. Sau khi liên tiếp mạo hiểm tránh né để không xảy ra va chạm, lão Đinh cũng không nhịn được nữa, dần dần giảm tốc độ. Thật là một tên phế vật vô dụng, một chiếc xe hiện đại mấy trăm nghìn tệ của hắn ta cũng có thể lái nhanh như vậy, cậu lái chiếc Mercedes của ông đây, vẫn không đuổi kịp người ta, thật là phế vật, đồ bỏ đi. Tốc độ của Mercedes chậm lại, thấy đã không đuổi kịp đối phương. Lão Ninh liền cho xe dừng bên đường, hít một hơi thật sâu, làm dịu bớt tâm trạng căng thẳng của mình. Mà Hạo Ca thấy vậy, càng thêm phẫn nộ, tức giận mắng lão Ninh một trận. Vừa nghĩ đến chiếc Mercedes này của mình, thiết bị không tệ, cũng đã tốn hết 3 triệu tệ mới mua được. Mà chiếc xe hiện đại của đối phương chẳng qua chỉ là một chiếc mấy nghìn tệ, lại có thể bỏ xa Mercedes của mình ở phía sau. Huống hồ, lão Ninh là một tay đua nghiệp dư, trình độ và thực lực cũng không tồi. Hạo Ca, chuyện này cũng không thể trách tôi, bố trí của chiếc Mercedes này quả thật không tệ,
nhưng tôi đoán chiếc xe hiện đại kia cũng không phải xe tầm thường, rất có thể đã qua lắp ráp lại, với tốc độ vừa nãy kia của hắn ta, chắc chắn đã vượt qua 400 rồi. Hơn nữa, người lái xe kia nhất định không đơn giản, nói không chừng chính là một tay đua chuyên nghiệp, nếu không hắn ta không thể dưới tình hình giao thông này mà lái xe nhanh như vậy. Lão Đinh nhìn thấy sự tức giận của Hạo Ca đang dần biến mất, lúc này mới co rút cổ, nhỏ giọng giải thích. Mặc dù nói có chút không phục, nhưng với sự thật trước mắt, Lão Đinh đã nhận thấy rất rõ. Một chiếc xe đã qua lắp ráp lại, một tay đua chuyên nghiệp. Bản thân thua đối phương cũng không mất mặt. Huống hồ, vừa nãy hắn lái Mercedes với tốc độ hơn 300 chạy như bay trên đường, cũng coi là vô cùng kích thích. Ít nhất, còn kích thích hơn so với lúc hắn trên sân đua nghiệp dư. Hừ, biển số của chiếc xe vừa nãy kia các người nhớ rõ hết chưa? Đi điều tra cho tôi, rốt cuộc là ai, tôi nhất định phải tóm được hắn, sau đó dạy dỗ hắn một trận đàng hoàng. Mặc dù Lão Đinh giải thích như vậy, nhưng Hạo Ca vẫn có chút khó chịu, căm hận nói. Huống hồ, đây không chỉ là vấn đề thể diện, mà hắn đường đường là Hạo Ca của thành phố Liễu, lại bị người khác xem thường trước nơi đông người. Hai mỹ nữ kia, ngay cả hắn cũng hờ hững phớt lờ, vẻ mặt khinh thường với chiếc Mercedes hơn 3 triệu tệ của hắn. Nhưng chớp mắt, lại bước lên chiếc xe mấy triệu tệ. Đây là đang xem thường hắn. Bíp bíp bíp. Chính vào lúc này, bỗng nhiên một tiếng còi cảnh sát vang lên dồn dập. Nhìn theo kính chiếu hậu, Hạo Ca lập tức hoảng sợ. Ba chiếc xe cảnh sát đang lao như bay về phía hắn, nhìn bộ dạng rõ ràng chính là muốn gây phiền phức. Hạo Ca lập tức nghĩ đến, vừa nãy Lão Đinh lái xe đến tốc độ hơn 300, mà ở đây là nội thành của thành phố Liễu, tốc độ hạn chế là 80 km/h. Tốc độ hơn 300, đã vượt gấp mấy lần, nếu như thật sự bị cảnh sát tóm được, hậu quả nhất định sẽ không ổn. Mau lên, cảnh sát đến rồi, chạy mau. Hạo Ca quát to một tiếng, vội vàng thúc giục Lão Đinh lái xe rời khỏi. Hắn tự tin, chỉ cần có thể rời khỏi đây, liền có cách giải quyết chuyện phiền phức hôm nay. Mà Lão Đinh cũng hơi hoảng loạn, nói cho cùng, hắn là người lái xe, không chỉ vượt tốc độ, mà hắn còn không có bằng lái chuyên môn hợp quy định. Nếu như bị bắt lại, nhất định sẽ không có kết quả tốt. Thế là, trong tình huống cấp bách, Lão Đinh luống cuống tay chân muốn lái xe bỏ trốn, song trong lúc hoảng loạn, hắn nhìn nhầm phương hướng, đâm thẳng vào tảng đá bên đường, chiếc Mercedes vừa mới châm lửa, chớp mắt đã bị dập tắt. Xuống xe, mau xuống xe, tiếp nhận kiểm tra. Lúc này, cảnh sát đã bao vây bọn họ, vài cảnh sát bước lên, liên tục gõ cửa kính xe. Thoáng chốc, sắc mặt của Lão Đinh liền trắng bệch như trang giấy. Trong lòng Hạo Ca cũng đang sốt ruột, đột nhiên trở nên nhạy bén, nảy ra một suy nghĩ không chính đáng, giả vờ ngất xỉu. Lão Đinh bất đắc dĩ, chỉ đành mở cửa xe, giơ hai tay lên chậm rãi xuống xe tiếp nhận kiểm tra. Dưới hàng loạt những nghi vấn, cuối cùng cảnh sát cũng hỏi rõ tình hình. Mặc dù không hiểu lắm, cũng không tin, nhưng Lão Đinh lái xe quá tốc độ, hơn nữa không có bằng lái lại là sự thật. Hừ, thật là cả gan làm loạn, lại dám làm ra chuyện nguy hiểm như vậy ở nội thành, tôi nói cho các anh biết, các anh gặp phải chuyện lớn rồi. Cảnh sát lạnh lùng khịt mũi, trực tiếp áp giải Lão Đinh lên xe cảnh sát. Còn về Hạo Ca đang ngất xỉu trong chiếc Mercedes, có cảnh sát tinh mắt cũng đã phát hiện ra mánh khóe. Rơi vào đường cùng, Hạo Ca chỉ có thể chấp nhận số phận. Chớp mắt, Hạo Ca và 8-9 người khác toàn bộ đều bị cảnh sát đưa đi điều tra, mà ba chiếc xe, tất cả cũng được bộ phận liên quan đưa đi, chờ xử lý. Đương nhiên rồi, tất cả điều này đều là để sau hãy bàn, Chu Dương không hề biết, cũng không muốn biết. Tốc độ hơn 400 km/h, đối với một thần xe, như anh mà nói, thật sự chẳng đáng là gì. Trước đi khi lên đại học, anh đã có thể lái với tốc độ hơn 300 km/h. Hơn nữa, ở Đông Hải, anh còn có anh hiệu thần xe. Cộng thêm chiếc xe hiện đại qua lắp ráp này của Trương Kiệt, thiết bị bố trí bên trong vô cùng cao cấp, tốc độ hơn 400 đối với Chu Dương mà nói là vô cùng đơn giản. Chương 496, ngõ cụt. Thấy đã bỏ xa nhóm người của Hạo Ca, Chu Dương cũng giảm tốc độ. Mặc dù rất tự tin, có thể nói là dễ dàng phóng xe an toàn quay về chi nhánh thành phố Liễu. Nhưng người trên đường lúc nào cũng sợ hãi. Hơn nữa, chị Linh và Giang Yến đang ở trong xe, tốc độ nhanh như lúc này, nhất định rất khó chịu. Đã bỏ xa chúng rồi đấy. Chu Dương thản nhiên nói, bây giờ tốc độ của xe đã giảm xuống 60 km/h,
giống với những xe xung quanh, trong dòng xe không hề nổi bật. Ha ha, không ngờ cậu vậy mà còn có kỹ thuật này, không nhận ra luôn đấy. Gương mặt chị Linh không biến sắc, cho dù tốc độ hơn 400 km/h, dường như cô không hề bị ảnh hưởng, chỉ nhìn Chu Dương với ánh mắt hơi lạ. Chị Linh không ngờ rằng, Chu Dương còn có thực lực đua xe chuyên nghiệp. Trong thành phố giới hạn tốc độ là 80 km/h, anh có thể lái xe tới tốc độ hơn 400, hơn nữa vẫn vững tay lái. Ngay cả cô cũng không cảm thấy lắc lư nhiều, không hề cảm thấy buồn nôn. Chuyện nhỏ thôi, chẳng là gì cả, chủ yếu là chiếc xe này tốt. Chu Dương nhún vai, cũng không quá hứng thú với lời khen của chị Linh. Anh biết, khi anh lái xe hơn 400 km/h trong thành phố, chắc chắn sẽ bị camera quay lại. Hơn nữa, nói không chừng bây giờ cảnh sát đang tìm anh. Nhưng Chu Dương cũng không lo lắng lắm, này là xe của Trương Kiệt, chắc hẳn lấy theo tên của Trương gia. Nếu như cảnh sát dựa vào biển số xe tìm đến Trương gia, Chu Dương tin là Trương gia có thể ứng phó được, có điều họ sẽ đổ hết lỗi lên đầu Chu Dương. Ngược lại, bây giờ Chu Dương chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Giang Yến. Tại sao từ đầu đến giờ cô ấy không nói lời nào, vẻ mặt cũng không thay đổi nhiều. Thậm chí, với tốc độ hơn 400 km/h, Giang Yến cũng không có chút dao động nào. Giang Yến bị làm sao vậy, cô ấy tại sao lại trở nên như thế này? Vẻ mặt Chu Dương rất chăm chú, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ này của Giang Yến, anh hơi lo lắng. Ha ha, chúng tôi vừa từ Giang ra tới. Chị Linh cũng không giấu giếm, chỉ kể hết toàn bộ câu chuyện. Cô không cảm thấy có gì sai khi nói sự thật về chuyện này. Bây giờ tình trạng của Giang Yến khiến cô rất lo lắng. Cô cũng chẳng có cách gì để giúp Giang Yến ứng phó, chỉ có thể đặt hy vọng vào Chu Dương. Do đó, cô không thể che giấu bất cứ điều gì. Chu Dương nghe chị Linh kể lại, vẻ mặt càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng còn hơi tức giận. Anh không ngờ, chị Linh và Giang Yến cùng nhau trở về Giang gia, đã xảy ra nhiều chuyện đến vậy. Giang Hành Nguyên dám ra tay đánh Giang Yến. Mà lý do chỉ là vì Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương. Nói cho cùng, Giang Yến bị Giang Hành Nguyên tát một cái, có liên quan rất lớn tới Chu Dương. Hừ, Giang Hành Nguyên, ông còn xứng làm một người bố không? Chu Dương hừ lạnh một tiếng, có ấn tượng càng xấu với Giang Hành Nguyên. Lúc trước mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia phải chịu ảnh hưởng từ vụ việc hủy hoại nhan sắc, Chu Dương biết đây là do Giang gia đã dở trò, mà người chủ mưu chính là Giang Hành Nguyên. Nhiều lần sau đó, Trương gia gặp chuyện gì cũng có liên quan đến Giang Hành Nguyên. Lúc bấy giờ, cảm giác của Chu Dương đối với Giang Hành Nguyên không thật sự rất tệ. Sau khi quen biết Giang Yến, mặc dù ấn tượng của Chu Dương về Giang Hành Nguyên không cải thiện mấy, nhưng cũng không giảm đi, mà vẫn duy trì ấn tượng như trước. Tuy nhiên bây giờ, Chu Dương chỉ hận không thể lao tới Giang gia, xử đẹp Giang Hành Nguyên. Hơn nữa, Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương, cũng là do một tay anh xúc tiến. Có điều, Giang Hành Nguyên nếu đã ra tay với Tiểu Yến, e là cũng sẽ chút lửa giận lên đầu cậu. Chị Linh ngồi phía ghế sau, dìu Giang Yến và quan sát nét mặt của Chu Dương. Nhìn vẻ mặt oán giận của Chu Dương, cô thản nhiên cười nói. Nói thật, Giang Hành Nguyên ra tay, chị Linh không quá lo lắng, bởi vì sớm hay muộn cô cũng sẽ giúp Giang Yến đòi lại công bằng. Nhưng bây giờ cô lo lắng nhất, chính là tình trạng của Giang Yến. Chu Dương, tình trạng của Giang Yến rất tệ, tôi không có cách nào, cậu có biện pháp gì hiệu quả không? Chị Linh trầm giọng hỏi. Chuyện này, Chu Dương nhìn Giang Yến, đôi mắt toát lên vẻ hậm hực uất ức, đây rõ ràng là một dấu hiệu cho thấy cô bị vướng vào một khúc mắc và không thể thoát ra được. Nói cho dễ hiểu là đã đi vào ngõ cụt. Thật ra, cũng không phải không có cách, nói cho cùng, phải làm sao cho Giang Yến biết rõ suy nghĩ của chính mình, mà không phải ảnh hưởng bởi người khác. Chu Dương trầm giọng nói, bắt đầu suy nghĩ xem có cách nào giúp Giang Yến thoát khỏi bế tắc hay không. Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới chi nhánh ở thành phố Liễu. Chu Dương, chị Linh và Giang Yến xuống xe, đầu tiên Chu Dương cho người lái xe đi, đồng thời báo với Trương Kiệt nhờ cậu ấy xử lý vụ việc chạy xe quá tốc độ. Sau đó, anh đưa chị Linh và Giang Yến đến văn phòng trên tầng 2 của chi nhánh. Trong văn phòng trên tầng 2, có một phòng khách nhỏ. Lúc này, trong phòng có cả Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân. Khi Chu Dương đưa chị Linh và Giang Yến vào phòng, cả ba người họ đều bất ngờ. Có chuyện gì vậy? Thẩm Bích Quân phản ứng rất nhanh, thấy
thấy trạng thái của Giang Yến có gì đó không ổn, cô đứng dậy đi đến lo lắng hỏi thăm. Nói cho cùng, trong số họ chỉ có cô đã từng gặp mặt và nói chuyện với Giang Yến. Cho nên Thẩm Bích Quân cũng hiểu tính cách của Giang Yến, tình trạng bây giờ, rõ ràng Giang Yến có hơi kỳ lạ. Đã xảy ra một vài chuyện, một người đàn ông như tôi cũng không tiện xử lý, muốn cô đến giúp cô ấy. Tôi thấy cô ấy như thế này, giống như bị lâm vào ngõ cụt không thể thoát ra. Chu Dương lắc đầu, nhẹ giọng nói. Sau đó, Chu Dương kể lại một lần mấy lời chị Linh đã nói. Chuyện là vậy, nhìn bộ dạng lúc này của Giang Yến, sợ là cô ấy cũng cảm thấy mơ hồ về mối quan hệ của bản thân với bố cô ấy Giang Hành Nguyên và Giang Gia. Hơn nữa đột nhiên Giang Hành Nguyên tát cô ấy một cái khiến cô ấy trở nên bối rối không biết nên làm gì. Chu Dương trầm giọng nói, nháy mắt với Trần Bích Quân. Lúc này, Chu Dương cảm thấy chỉ có Thẩm Bích Quân mới có thể khiến Giang Yến thoát khỏi ngõ cụt này. Dù sao thì trước đây Thẩm Bích Quân cũng đã gặp phải tình huống tương tự như Giang Yến. Cô đã xảy ra mâu thuẫn xung đột lớn với Thẩm gia và bố của cô Thẩm Duy Ngôn, từ đó về sau trở thành người dưng. Không thành vấn đề, cứ giao cho tôi đi. Sắc mặt Thẩm Bích Quân không chút thay đổi, bình tĩnh nói. Chương 497, ngày mai Giang Yến không đến được. Quả thực vừa nãy, sau khi nghe Chu Dương nói, Thẩm Bích Quân cũng hơi tức giận về việc mà Giang Yến gặp phải. Bởi vì chính cô cũng đã từng trải qua loại cảm xúc như vậy, cho nên có thể hiểu được tâm trạng của Giang Yến lúc này. Có điều, nếu Chu Dương đã gửi gắm Giang Yến cho cô, Thẩm Bích Quân thấy rằng cũng không thành vấn đề. Bởi dẫu sau khi suy nghĩ lại một cách cẩn thận, thì có lẽ cũng chỉ có cô mới là người phù hợp nhất để khuyên bảo Giang Yến. Nhưng nhìn dáng vẻ này của cô ấy, thì buổi lễ khai trương vào ngày mai e là cô ấy không thể xuất hiện được, về việc này anh cần phải sớm chuẩn bị, buổi lễ vào ngày mai cần phải có vài sự thay đổi, vậy tôi sẽ đưa Giang Yến tiểu thư về khách sạn trước. Thẩm Bích Quân đi đến trước mặt Giang Yến, cùng chị Linh đỡ lấy cô ấy, đồng thời đưa mắt ra hiệu với Tạ Linh Ngọc và Trần Hân. Ngay lập tức Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng đồng thời đứng dậy, cùng nhau đi về phía khách sạn. Nhìn thấy bọn họ đều đã rời khỏi, Chu Dương có cảm giác không nói nên lời. Anh không biết Thẩm Bích Quân có ý gì khi ra hiệu cho hai người, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, đi cùng. Chẳng lẽ, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân nếu ở lại đây thì sẽ xảy ra việc bất ngờ gì à? Càng huống hồ, Tạ Linh Ngọc chẳng phải là vợ của anh sao? Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân đã nói như vậy thì Chu Dương cũng khá yên tâm. Còn với buổi lễ khai trương chi nhánh vào ngày mai, Chu Dương cũng không có lo lắng quá mức. Dẫu sao thì hoạt động đêm vọng lễ do Vương Vĩ chuẩn bị sẽ ra diễn đầu tiên. Chu Dương tin rằng với danh tiếng của Khổng Huy ở thành phố Liễu, thì hiệu quả đạt được nhất định sẽ vô cùng tốt. Vậy thì buổi lễ khai trương vào ngày mai, khó tránh khỏi việc không thể không mời Khổng Huy đến tiếp tục tham gia biểu diễn. Chỉ cần đến lúc đó trả thù lao nhiều hơn một chút cho diễn xuất của anh ta là được. Dù sao thì Chu Dương không những không muốn cho Giang Yến phải ra mặt khi vẫn còn đang trong trạng thái như vậy, mà anh cũng không nhẫn tâm để Giang Yến phải xuất hiện vào lúc này. Giang gia vì việc Giang Yến trở thành người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương mà làm ra việc như vậy với cô ấy, thậm chí, với tư cách là một người bố, Giang Hành Nguyên không chỉ cho Giang Yến một cái tát, mà còn có thể cấm cô ấy bước chân vào Giang gia. Nếu như Giang Yến xuất hiện ở buổi lễ khai trương vào ngày mai, Chu Dương cũng không dám đảm bảo Giang gia sẽ không làm ra việc gì gây bất lợi cho Giang Yến. Mà đến lúc đó, cho dù Chu Dương và Vương Vĩ hai người bọn họ có thể kịp thời ngăn chặn hay không thì cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng không thể cứu vãn đối với buổi lễ khai trương. Đó là kết quả mà Chu Dương không muốn phải nhìn thấy nhất. Nhưng nếu như Giang Yến không xuất hiện, thì trái lại Giang gia có lẽ sẽ không trực tiếp gây sự ở buổi lễ khai trương. Suy cho cùng, trải qua thời gian dài như vậy, Giang gia cũng không tiếp tục nhằm vào Chu Dương, chứng tỏ đang muốn duy trì sự cân bằng hiện giờ, chứ không phải là triệt để trở mặt, khiến cho hai bên hoàn toàn trở thành kẻ thù của nhau. Nếu như Giang gia đã có suy nghĩ như vậy thì Chu Dương tự nhiên cũng sẽ không hề lo lắng. Không lâu sau đó, Chu Dương đã tìm đến Vương Vĩ để thông báo về việc Giang Yến không thể xuất hiện vào buổi lễ khai trương ngày mai, đồng thời nhắc ông ấy có thể mời Khổng Huy đến tham gia biểu diễn. Đối với sự việc xảy ra với Giang Yến, Chu Dương không nói với Vương Vĩ, bởi vì anh cảm thấy Vương Vĩ không cần thiết phải biết đến việc này, mà cho dù có biết thì cũng không thể thay đổi được tình hình bây giờ. Chu Tổng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đây chắc chắn là một tin chấn động đối với Vương Vĩ, ông ấy thậm chí đã nghĩ xong hoạt động của đêm vọng lễ hôm nay. Đầu tiên là mời Khổng Huy đến biểu diễn,
sau đó là hình ảnh Giang Yến đứng trên sân khấu với tư cách là đại sứ hình ảnh vào ngày mai. Buổi lễ này nhất định là sẽ gây chấn động ở thành phố Liễu, theo đó sẽ thu được hiệu ứng đám đông và quảng cáo vô cùng lớn. Bây giờ, Chu Dương nói với ông ấy rằng, ngày mai Giang Yến sẽ không đến được, mà còn không nói lý do tại sao, điều này khiến cho Vương Vĩ cảm thấy khó mà chấp nhận được. Có điều, Vương Vĩ cũng biết được rằng, Giang Yến là do Chu Dương tìm đến, việc cô ấy đến hay không, cũng hoàn toàn là do Chu Dương quyết định, bản thân ông cũng không có tư cách hỏi đến. Nhưng cho dù là không thể nói rõ nguyên nhân vì sao Giang Yến không thể đến thì ít nhất cũng có thể hé lộ một chút chứ, để ông ấy có thể hiểu được một cách đại khái về việc này. Việc này hơi rắc rối, nhưng dù sao thì đây là việc của tôi, không liên quan gì đến mọi người, chẳng qua là ngày mai phải mời được Khổng Huy đến, có thể tăng thêm thù lao biểu diễn cho anh ta, về điểm này, bên phía công ty có thể thanh toán, ông cứ trở về chuẩn bị đi. Chu Dương xua tay, anh không muốn nói quá rõ ràng và cũng không có ý định nói quá chi tiết cho Vương Vĩ biết. Sau khi dặn dò xong, Chu Dương vẫn có phần không yên tâm, anh ngay lập tức đi về khách sạn. Bỗng chốc trong phòng chỉ còn lại một mình Vương Vĩ. Sắc mặt Vương Vĩ hơi khó coi, trong thâm tâm cảm thấy không hài lòng lắm với Chu Dương. Rõ ràng là trước đó công việc đã được bàn bạc ổn thỏa, thậm chí là chỉ cách đây mấy tiếng, ông ấy còn đặc biệt đi hỏi Chu Dương, liệu ngày mai Giang Yến có thể xuất hiện hay không. Khi đó Chu Dương đã xác nhận thông tin với ông là Giang Yến nhất định sẽ xuất hiện. Nhưng mà giờ thì sao, chỉ một câu của Chu Dương, ngày mai Giang Yến không thể đến được. Đi tìm Khổng Huy diễn đi, cứ như vậy mà xóa bỏ hết những gì ông ấy đã nói trước đó, ngay cả nguyên nhân khiến Giang Yến không thể xuất hiện cũng không thể hé lộ nửa lời. Đây rõ ràng là không coi trọng Vương Vĩ, thậm chí, trong mắt Chu Dương, có lẽ ông ấy cũng không là gì, hay cùng lắm chỉ là một tên ăn mày đi theo sau Chu Dương ăn chút cơm thừa canh cặn. Vương Vĩ, sao vậy, Chu Tổng đâu? Đúng rồi, nghe nói Chu Tổng vừa mới đi ra ngoài, mới quay trở về, cậu ấy đâu rồi? Chúng ta vẫn còn một vài việc cần xác nhận với cậu ấy. Đi vào phòng lúc này là mấy người đã cùng nhau hợp tác làm ăn với Vương Vĩ, mỗi người đều mang vẻ mặt vui mừng hớn hở, không thể che giấu nổi sự hưng phấn nơi đáy mắt. Chi nhánh thành phố Liễu sắp sửa khai trương vào ngày mai, mà bọn họ với tư cách là cổ đông, theo lẽ dĩ nhiên cũng là người sở hữu chi nhánh. Vừa nghĩ đến tình hình tiêu thụ hàng hóa một cách nhanh chóng của công ty Danh Dương ở Đông Hải, còn có tình hình sôi động về mặt tiêu thụ của cửa hàng trụ sở ở Trường Sa, bọn họ đều đang tưởng tượng đến quang cảnh náo nhiệt những ngày sau này của chi nhánh thành phố Liễu, với tư cách là chi nhánh cửa hàng đầu tiên của công ty Danh Dương ở tỉnh Thương Tây. Hàng loạt những cục tiền lớn, dường như là những tờ tiền không cùng mệnh giá, đang bay vào túi của họ. Tình hình sao rồi, Vương Vĩ, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy Vương Vĩ không nói gì, bọn họ mới phát hiện ra sắc mặt của ông ấy rất tệ, giống như đang phẫn nộ. Chuyện này khiến họ hết sức ngạc nhiên. Bởi vì mai là ngày khai trương chi nhánh, Vương Vĩ với tư cách là cổ đông lớn nhất, người đang nắm giữ cổ phần nhiều nhất trong chi nhánh cửa hàng thành phố Liễu, ông ấy nên là người vui vẻ nhất mới đúng, tại sao lại có bộ dạng tức giận, thậm chí còn mang vẻ mặt suy sụp đến như vậy? Là ai gây chuyện với Vương Vĩ sao? Ngày mai Giang Yến không đến được. Vẻ mặt của Vương Vĩ vẫn như cũ không tốt hơn chút nào, giọng điệu không mấy hài lòng. Ngay sau khi mọi người nghe thấy ông ấy nói như vậy thì giống như sét đánh ngang tai, khiến tất cả đều kinh ngạc đến không nói thành lời. Một hồi lâu sau, mới có người lên tiếng. Chuyện này là sao vậy? Không phải là thật đúng không? Vương Vĩ, ông biết được thông tin này từ đâu, lẽ nào là Giang Yến nói với ông sao? Không thể xảy ra chuyện này được, Chu Tổng trước đó không phải đã nói rồi sao, Giang Yến nhất định sẽ đến mà. Không phải có hiểu lầm gì chứ? Vương Vĩ, hay là chúng ta tìm Chu Tổng xác nhận lại chuyện này đi. Đúng vậy, Giang Yến không những là người đại diện hình ảnh của công ty Danh Dương, mà trước đây cô ấy còn ký hợp đồng với Chu Tổng nữa, hình như cũng có nghĩa vụ phải tuyên truyền cho chi nhánh thành phố Liễu của chúng ta, nếu như cô ấy không đến, có phải đã vi phạm hợp đồng không? Chương 498, tâm tư của Vương Vĩ. Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao, trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ nghi ngờ khó hiểu. Dù sao Giang Yến cũng là đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương, là người được Chu Dương chủ động mời hợp tác, hơn nữa cũng đã ký hợp đồng rồi. Và lại vài giờ trước đó, Chu Dương vẫn còn đảm bảo với bọn họ rằng ngày mai Giang Yến chắc chắn sẽ xuất hiện tại buổi lễ khai trương. Hơn nữa tại sao bọn họ lại không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc Giang Yến sẽ không xuất hiện, thế mà Vương Vĩ lại biết được việc này trước,
thậm chí việc này còn được xác nhận chắc chắn rồi nữa. Đi, Vương Vĩ, chúng ta cùng nhau đi hỏi Chu Tổng, có lẽ việc này là hiểu lầm thôi. Có người đứng dậy kéo Vương Vĩ lên, ông ấy hét to lên với mọi người, chuẩn bị đi tìm Chu Tổng để xác nhận lại việc này. Được rồi, việc này Chu Tổng đã nói với tôi rồi. Vương Vĩ vô cùng phiền não trước những lời nói bàn tán của mọi người, ông ấy tách ra khỏi đám đông, gương mặt ông ủ rũ, giọng điệu bất mãn nói với họ. Hơn nữa giọng điệu này dường như đang bày tỏ sự không hài lòng đối với Chu Dương. Ngoài ra còn có vẻ như đang oán trách đám người trước mặt. Mọi người cũng đừng bàn tán nữa, việc hôm nay Giang Yến không đến, Chu Dương cũng chỉ vừa mới thông báo cho tôi biết thôi. Dường như tất cả bất mãn trong lòng ông đều phát tiết ra hết trong câu nói này. Sao chứ? Không thể nào. Vương Vĩ, não ông có vấn đề hả? Chu Tổng đã chắc chắn rằng Giang Yến sẽ tới, sao cậu ấy lại nói Giang Yến không đến được chứ? Câu nói của Vương Vĩ khiến mọi người đứng hình tại chỗ, ai nấy đều sững sờ nhìn ông ấy, trên mặt tràn ngập vẻ hoài nghi. Căn bản là bọn họ không dám tin rằng hôm nay Giang Yến sẽ không đến, hơn nữa lại là do chính Chu Dương thông báo cho Vương Vĩ. Điều này hoàn toàn khác với những gì Chu Dương đã nói với bọn họ trước đó. Chu Tổng đã nói việc này với tôi, cậu ấy còn bảo chúng ta tìm khách mời biểu diễn mới, những khoản chi phí phụ cậu ấy sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn. Vương Vĩ lạnh lùng nói, trong mắt ông lóe lên vẻ bất mãn, ông nhìn vào ánh mắt mọi người, gương mặt mang theo vẻ thăm dò. Mặc dù tất cả những người này đều là đối tác của ông, nhưng hiện giờ là đã trở thành chiến trường, bọn họ cũng trở thành đồng đội trong trận chiến. Tuy nhiên những lời ông ấy vừa nói có phần mang ý nghĩa trách móc Chu Dương, thậm chí còn có vẻ không hài lòng với Chu Dương nữa. Vương Vĩ nghĩ rằng trong những người này sẽ có người có thể hiểu được ẩn ý của ông. Nói không chừng còn có người sẽ bí mật nói cho Chu Dương biết, để kiếm thêm lợi ích cho bản thân. Vương Vĩ thấy loại khả năng này có thể xảy ra. Vì vậy bây giờ ông ấy muốn xem ai là người có khả năng sẽ trở thành kẻ mật báo nhất. Có điều, bây giờ mọi người đều đang kinh ngạc. Rõ ràng tất cả bọn họ vẫn chưa kịp tỉnh táo lại sau những điều mà Vương Vĩ vừa nói ra. Vương Vĩ gật đầu tỏ vẻ hài lòng rồi tiếp tục nói. Không phải tôi bất mãn với Chu Tổng, nhưng mà Chu Tổng thông báo quá muộn, hơn nữa cậu ấy vừa mới nói ngày mai Giang Yến sẽ xuất hiện tại lễ khai trương, giờ cậu ấy lại nói Giang Yến không đến được, như thế có vẻ như cậu ấy căn bản không coi buổi lễ khai trương ngày mai của chi nhánh thành phố Liễu chúng ta ra gì. Vương Vĩ đưa mắt nhìn xung quanh. Ông ấy nhìn kỹ biểu cảm của từng người, thấy khuôn mặt của mỗi người đều mang nét trầm tư suy nghĩ thì trong lòng ngầm gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Đối với lời nói của Chu Tổng, tôi đương nhiên là sẽ lắng nghe, dù sao chi nhánh của chúng ta cũng đã yên ổn tới được ngày hôm nay, ngày mai nữa thôi là diễn ra lễ khai trương rồi, nhưng tôi thấy trong mắt Chu Tổng, chi nhánh của chúng ta thật ra cũng không quan trọng gì cho lắm. Vì vậy trong tương lai nếu chi nhánh chúng ta xảy ra vấn đề gì, thì vẫn nên tự mình giải quyết. Không làm phiền đến Chu Tổng nữa. Vương Vĩ chậm rãi nói. Nói đến điều này, thì mọi người đang đắm chìm trong lời nói của Vương Vĩ cũng bắt đầu dần dần hiểu được. Vương Vĩ đang muốn nắm toàn bộ quyền lực của chi nhánh thành phố Liễu trong tay. Mặc dù nói ra thì có vẻ như là mọi người sẽ cùng nhau giải quyết mọi vấn đề của chi nhánh thành phố Liễu, thế nên không cần phải báo cáo với Chu Dương nữa. Nhưng Vương Vĩ là cổ đông lớn nhất của chi nhánh thành phố Liễu, nói đến quyền lực. Chắc chắn ông ấy sẽ là người lớn nhất. Nếu không có sự can thiệp từ Chu Dương, công ty Danh Dương và cửa hàng trụ sở chính, thì chi nhánh thành phố Liễu này chắc chắn hoàn toàn sẽ thuộc về một mình Vương Vĩ. Trong nháy mắt mọi người đều trở nên im lặng. Mặc dù mọi người đều là đối tác của nhau, nhưng nguồn tài chính và năng lực đầu tư vào việc xây dựng chi nhánh thành phố Liễu lại không giống nhau. Có người đầu tư ít, cũng có người đầu tư nhiều. Tuy nhiên mọi người đều là cổ đông của chi nhánh thành phố Liễu. Đối với những vấn đề xảy ra trong chi nhánh, bọn họ đều có quyền phát ngôn, có quan điểm và ý kiến riêng của bản thân mình. Còn theo những gì Vương Vĩ vừa nói, rõ ràng là ông ấy muốn một mình độc chiếm lấy mối làm ăn ngon này, hơn nữa còn muốn một mình nắm giữ toàn quyền phát ngôn. Thậm chí ngay cả trong giọng điệu của ông cũng có hàm ý tỏ vẻ không hài lòng và tức giận đối với Chu Dương. Mọi người đều đang thầm nghĩ, suy nghĩ về lợi ích của chính bản thân họ. Liệu rằng lợi ích của người khác có mâu thuẫn với lợi ích của cá nhân bọn họ hay không? Mọi người, Chu Tổng phải giải quyết biết bao nhiêu việc. Chỉ nói đến những việc cần giải quyết ở cửa hàng trụ sở chính thôi, thì cậu ấy đã bận đến mức không đủ thời gian giải quyết rồi, hơn nữa càng không nói tới việc cậu ấy không thể ở lại tỉnh Tương Tây này mãi.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày cậu ấy quay lại Đông Hải, vậy đến lúc đó, mọi người nghĩ Chu Tổng sẽ thèm để tâm đến chi nhánh thành phố Liễu này sao? Hay nói cách khác, đợi đến khi các chi nhánh ở các khu vực khác của tỉnh Tương Tây, các chi nhánh ở các thành phố khác đều lần lượt mở lên, vậy mọi người nghĩ rằng Chu Tổng vẫn sẽ tập trung chú ý vào chi nhánh thành phố Liễu của chúng ta sao? Vương Vĩ liếc nhìn sắc mặt của mọi người, ông cũng đã nắm bắt được gần hết suy nghĩ của họ, ông tiếp tục dùng từng câu từng chữ dụ dỗ mọi người. Ngay từ đầu tham vọng của Vương Vĩ đối với chi nhánh thành phố Liễu đã vô cùng lớn. Tuy nhiên trước đây Chu Dương dồn rất nhiều sức lực vào chi nhánh thành phố Liễu, thế nên Vương Vĩ cũng phải vô cùng cẩn thận, đi đến đâu cũng để Chu Dương đứng đầu, chủ yếu tuân theo ý nghĩ của anh. Nhưng trên thực tế, chi nhánh thành phố Liễu căn bản không liên quan gì đến Chu Dương, nói về phương diện hình ảnh, thì chi nhánh thành phố Liễu lại giống công ty nhượng quyền kinh doanh của công ty Danh Dương hơn. Mà Vương Vĩ lại là ông chủ của công ty nhượng quyền này, hơn nữa Chu Dương cũng chỉ là một người của phía thương hiệu, anh không có quyền lợi can thiệp vào chuyện của công ty nhượng quyền. Bây giờ Chu Dương thậm chí còn không thèm xem Vương Vĩ ra gì, chỉ trong vòng vài giờ đã lật ngược lại lời hứa trước đó. Điều này càng khiến cho Vương Vĩ giữ vững quyết định muốn thâu tóm quyền lực về phía mình. Hơn nữa hiện giờ tất cả mọi người đều ở đây, vì vậy ông ấy càng muốn nói văn vẻ hơn một chút, đem tất cả trách nhiệm đổ lên người Chu Dương. Dù sao Giang Yến với tư cách là đại sứ hình ảnh, thì mọi người cũng đã chuẩn bị từ sớm về việc Giang Yến sẽ tham dự buổi lễ khai mạc vào ngày mai, hơn nữa việc này cũng đã được Chu Dương đảm bảo nhiều lần. Bây giờ Chu Dương đột nhiên nói ngày mai Giang Yến không đến được. Thì có khác nào không coi tất cả công sức nỗ lực trước đó của mọi người ra gì không? Hay là nói việc cô Giang Yến kia trở thành đại sứ hình ảnh của công ty Danh Dương, chỉ là cái cớ mà Chu Dương sử dụng để lấy lòng cô ấy mà thôi? Đó là tất cả những suy nghĩ của tôi, Chu Tổng đã không còn quan tâm đến buổi lễ khai trương ngày mai nữa, tôi cũng quyết định rồi, các hoạt động đêm Giáng sinh vào tối nay vẫn sẽ tiếp tục diễn ra như bình thường, tôi cũng sẽ nói với bạn học của tôi, mời họ đến vào buổi biểu diễn khai trương ngày mai. Còn về khoản chi phí, tôi sẽ tự chi, không gây thêm bất cứ rắc rối hay gánh nặng gì cho Chu Tổng nữa. Phía mọi người, bây giờ chúng ta đều ở trên cùng một chiếc thuyền. Lễ khai trương chi nhánh thành phố Liễu vào ngày mai như thế nào, sẽ góp phần quyết định bước điểm xuất phát của chi nhánh thành phố Liễu, cũng như vị trí của nó trong tất cả các chi nhánh khác khai trương cùng lúc, cho nên mọi người hãy cùng nhau chung sức hợp tác để làm tốt công việc vào buổi lễ khai mạc ngày mai. Bây giờ, mọi người có nhiệm vụ nào, thì hãy tự mình đi sắp xếp, mọi công việc cứ theo trước đó mà làm, tiết mục biểu diễn vào ngày mai tôi sẽ nhờ bạn tôi đến diễn. Chương 499, sự thật là gì? Sau khi nói xong, Vương Vĩ nhìn mọi người một lượt nữa, hít thở một hơi thật sâu, rồi mới từ từ rời khỏi phòng. Nếu ông ấy đã nói như vậy rồi, vậy thì buổi lễ khai trương ngày mai nhất định phải làm tốt, phải thu hút náo động. Cho nên, còn có rất nhiều việc cần Vương Vĩ đi làm, sắp xếp và xử lý. Sau khi Vương Vĩ rời đi, trong phòng yên tĩnh như tờ. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ không biết tại sao Vương Vĩ đột nhiên nói ra lời như vậy. Là có ý gì chứ? Muốn nắm hết quyền hành sao? Hay là muốn tuyên bố điều gì? Trong mắt mọi người, hành động này của Vương Vĩ rõ ràng là muốn đưa ra một lời tuyên bố. Không có sự quan tâm của Chu Dương, không có sự chú ý của Tổng bộ, Vương Vĩ thân là cổ đông lớn nhất, lời nói có trọng lượng lớn nhất, đương nhiên có thể nói gì được đó trong chi nhánh thành phố Liễu. Các người nói xem, Vương Vĩ làm vậy, rốt cuộc là ông ta nghĩ thế nào? Lẽ nào thật sự vì ngày mai Giang Yến không thể đến sao? Điều này thật khó nói, có điều, tôi thấy những gì Vương Vĩ vừa nói cũng đúng, mấy người Chu Tổng không thể cứ chờ ở tỉnh Tương Tây, dù sao cũng cần phải quay lại Đông Hải, chi nhánh thành phố Liễu và các chi nhánh khác của tỉnh Tương Tây chắc chắn cũng do người phụ trách tiếp theo đến quản lý. Nhưng mà ý của tên Vương Vĩ đó, rõ ràng ông ta cậy mình đầu tư nhiều nhất khi mới bắt đầu, muốn đưa ra tuyên bố, lẽ nào lúc xảy ra tranh chấp, chúng ta nhất định phải nghe theo lời ông ta sao? Một lát sau, trong phòng lại rơi vào trầm mặc, mọi người đều cau mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ phân tích về những tình huống có thể xảy ra trong tương lai. Không một ai nghĩ rằng Vương Vĩ có thể lãnh đạo chi nhánh thành phố Liễu đi theo con đường đúng đắn. Hơn nữa, theo tình hình bây giờ, Vương Vĩ có oán giận không nhỏ với Chu Dương. Như vậy, sau này một khi mọi người xảy ra bất đồng, Vương Vĩ có thể đưa ra nhiều lựa chọn không tốt. Đặc biệt, bất luận ở Đông Hải hay là Trường Sa, các hạng mục từng thành công trước đây của Chu Dương đều có thể tham khảo. Đối với những kinh nghiệm thành công này,
Vương Vĩ có thể vì nguyên nhân từ Chu Dương mà chọn lựa không suy xét, khăng khăng làm theo ý mình, gây ra tổn thất không thể nào khắc phục cho chi nhánh thành phố Liễu. Làm sao đây? Đúng vậy, chúng ta cần ủng hộ Vương Vĩ không? Hay là chúng ta đi báo cáo chuyện này cho Chu Tổng? Có người chần chừ, một số thì im lặng. Thái độ vừa nãy của Vương Vĩ khiến mọi người cảm thấy khó chịu. Một mặt, bọn họ và Vương Vĩ là đối tác làm ăn, cũng là người cùng ngồi chung trên con thuyền chi nhánh thành phố Liễu. Mặt khác, công ty Danh Dương và Chu Dương trợ giúp rất lớn cho bọn họ, hơn nữa không chỉ trước đây mà tận bây giờ, hay là sau này, đối với bọn họ mà nói cũng là chỗ dựa vững chắc. Suy cho cùng, bọn họ ở tỉnh Tương Tây, hầu như không có nền tảng cũng chẳng có chỗ dựa nào cả. Nói là hợp tác với Trương gia nhưng một khi bọn họ thật sự xảy ra chuyện, Trương gia sẽ đưa tay ra giúp đỡ sao? Hoặc là, bản thân Trương gia sẽ tạo ra vô số khó khăn cho bọn họ. Giống như khi chi nhánh bọn họ đang sửa sang cửa hàng đã từng gặp phải đám côn đồ đòi phí bảo kê lên tới 5 triệu tệ. Những thứ này đều có thể xảy ra. Đến lúc đó, nếu như bọn họ có thể nhận được sự giúp đỡ của công ty Danh Dương và Chu Dương, vậy thì sức mạnh của bọn họ cũng sẽ tăng thêm không ít. Thôi, không quan tâm nữa, Vương Vĩ muốn làm gì thì để ông ta làm, chúng ta cứ làm tốt chuyện của mình đã. Chi nhánh vẫn chưa chính thức khai trương, tình hình sau đó không rõ ràng, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng, đợi đến khi chuyện rõ ràng rồi, chúng ta lại bàn tiếp. Lúc này đây, người có cổ phần nhiều thứ hai Diệp Phương trầm giọng nói. Là chị đại của mọi người, địa vị của Diệp Phương trong lòng bọn họ khá cao. Nếu như không phải vốn liếng của Diệp Phương ở Đông Hải gặp khó khăn trong việc phân chia nguồn tiền đầu tư ở Tương Tây, thì cổ đông lớn nhất của chi nhánh thành phố Liễu không phải Vương Vĩ mà Diệp Phương rồi. Nếu như chị Phương đã nói như vậy, chúng ta cứ làm theo. Không thành vấn đề, bất luận ra sao, Chu Tổng đối với chúng ta mà nói, đã rất quan tâm rồi, còn chuyện của Giang Yến, tôi nghĩ nhất định xảy ra chuyện gì đó, không thì Chu Tổng sao có thể nói như vậy chứ? Được. Vậy bây giờ chúng ta quay về trước đã, chị Phương, nếu chị có ý tưởng gì nhất định phải nói cho chúng tôi đấy. Chị Phương đã nói như vậy thì mọi người không còn do dự nhiều, từng người lần lượt rời đi, làm công tác chuẩn bị cuối cùng cho hoạt động đêm vọng lễ sau đó, còn có lễ khai trương vào ngày mai. Diệp Phương nhìn từng người rời khỏi phòng, trên mặt khẽ mỉm cười, nhưng dưới ánh mắt lại toát lên sự giễu cợt. Tuy nhiên cô không để ai nhìn thấy. Đợi mọi người rời đi hết. Diệp Phương thu dọn phòng rồi mới chậm chậm xuống tầng hầm, lái chiếc xe không mấy sang trọng đi về hướng khách sạn Chu Dương đang ở. Trong khách sạn, Thẩm Bích Quân đưa Giang Yến về phòng, còn chị Linh, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng đi theo vào phòng. Ánh mắt của mọi người rơi xuống người Giang Yến. Bọn họ thật sự có thể cảm nhận được tình hình của Giang Yến không ổn lắm. Trên đoạn đường từ chi nhánh về đến khách sạn, Giang Yến vẫn im lặng, cũng không có biểu hiện khác lạ. Trên mặt càng không thể hiện điều gì bất thường. Từ đầu đến cuối chỉ một biểu cảm, dường như Giang Yến vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng, bất cứ chuyện gì bên ngoài cũng không ảnh hưởng đến cô ấy. Lời của Chu Dương nói khi nãy, tôi vẫn chưa hiểu cụ thể lắm. Không biết chị Linh còn chuyện gì giấu giếm chưa nói ra không? Thẩm Bích Quân chăm chú quan sát Giang Yến, ánh mắt đột nhiên nhìn chị Linh, khẽ mỉm cười. Trực giác nói với cô ấy, lời của Chu Dương không có vấn đề gì. Tâm trạng và biểu cảm lúc đó của anh cũng bình thường. Vậy thì những gì Chu Dương nói, thật sự là chị Linh đã nói với anh. Nhưng Thẩm Bích Quân lại nghe ra được, câu nói của Chu Dương có rất nhiều sơ hở hoặc không hợp lý về mặt logic. Chu Dương có thể cũng không chú ý đến, cho nên lúc nói chỉ đề cập thoáng qua. Tuy nhiên Thẩm Bích Quân biết, chị Linh là người trải qua toàn bộ mọi chuyện nên nhất định biết cụ thể hơn. Và lại, nếu như chị Linh thật sự muốn tốt cho Giang Yến, chị ấy nhất định sẽ nói rõ ràng. Quả nhiên, sau khi Thẩm Bích Quân nói xong, sắc mặt chị Linh bỗng khác lạ. Ánh mắt của chị Linh nhẹ nhàng né tránh, không đối mặt với Thẩm Bích Quân. Chị Linh, tôi biết chị rất quan tâm Giang Yến, hơn nữa bây giờ Giang Yến đang rơi vào bế tắc, cứ tiếp tục thế này, chị trệ không chịu thoát ra sẽ làm cô ấy càng tổn thương hơn. Lời của Chu Dương vừa nãy quả thật không có vấn đề gì quá lớn, đến bản thân anh ấy cũng không phát hiện ra vấn đề. Nhưng có một điều, tôi là người từng trải qua sự việc giống Giang Yến, tôi thấy lời của Chu Dương vừa nãy có chút sơ hở, hơn nữa chị Linh đây có lẽ đang cố tình che giấu điều này phải không? Ánh mắt thiêu đốt của Thẩm Bích Diên nhìn chị Linh, trầm giọng nói. Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng nhìn chị Linh. Bọn họ chưa từng trải qua chuyện như vậy,
cũng không nghe ra được trong lời nói của Chu Dương có kẽ hở gì. Nhưng Thẩm Bích Diên đột nhiên nói như vậy thì nhất định có lý do của cô ấy. Chương 500, nghe lén. Chị Linh trầm mặc, cô hơi cúi đầu, vẻ mặt không cam chịu, thậm chí còn có chút thất vọng và đau lòng. Đúng vậy, chính xác, nhưng mọi người thực sự muốn tôi nói hết tất cả mọi chuyện ra sao? Chị Linh ngẩng đầu nhìn ba người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân, vẻ mặt hơi khác thường. Điều này khiến Thẩm Bích Quân mơ hồ khó hiểu. Chị nói thì cứ nói đi, nhìn chúng tôi làm gì? Chị nói đi, nếu không tôi thực sự không có cách nào giúp Giang Yến giải tỏa nỗi lòng được. Thẩm Bích Quân thản nhiên nói. Thực ra, về cơ bản đều giống như những gì Chu Dương nói, có điều, Tiểu Yến bây giờ rơi vào bế tắc, không chỉ là vì Giang Hành Nguyên đã tát cô ấy một cái. Chị Linh chậm rãi nói, hít một hơi sâu, giọng nói bỗng có chút oán giận, giống như thứ đồ vật mình yêu thích nhất, bị kẻ khác nhòm ngó tới. Quan trọng nhất là bởi vì cô ấy trở thành người đại diện hình ảnh cho công ty Danh Dương, bị Giang Gia và bố cô ấy Giang Hành Nguyên phản đối, mà mối liên hệ giữa công ty Danh Dương và Chu Dương lại vô cùng chặt chẽ. Chị Linh dừng lại một lát, khẽ cắn môi, nét mặt có phần không cam lòng. Hình như Tiểu Yến đã thích tên nhóc Chu Dương kia, mối quan hệ giữa cô ấy và Chu Dương, bị Giang Gia phản đối, khiến cô ấy khó có thể chấp nhận ngay được, việc lựa chọn giữa Chu Dương và Giang Gia làm cô ấy rất khó đưa ra quyết định. Sau khi chị Linh nói xong, hít một hơi thật sâu, cảm thấy bản thân cuối cùng cũng nói ra hết lời trong đáy lòng. Đồng thời, cô lại liếc nhìn Giang Yến, lặng lẽ thở dài. Nhưng ba người Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc, Trần Hân lại sững sờ không nói nên lời. Thẩm Bích Quân thậm chí không biết nên nói gì nữa, cô không hoàn toàn không ngờ rằng, điều chị Linh che giấu lại là chuyện này. Thẩm Bích Quân vô thức liếc nhìn Tạ Linh Ngọc, cô muốn xem Tạ Linh Ngọc sẽ có phản ứng gì. Nhưng sắc mặt Tạ Linh Ngọc vô cùng bình tĩnh, dáng vẻ như không hề bận tâm đến lời chị Linh nói. Điều này khiến trong lòng Thẩm Bích Quân hơi khó chịu. Người phụ nữ Giang Yến này có tình cảm khác thường với Chu Dương, Tạ Linh Ngọc là vợ Chu Dương, vậy mà lại không có chút phản ứng nào. Tạ Linh Ngọc thật sự không để ý đến Chu Dương sao? Chuyện này, thực ra, Thẩm Bích Quân nghĩ ngợi một hồi, cảm thấy nếu như chị Linh không tiếp tục nói lung tung, vậy thì chuyện này có lẽ sẽ tương đối đơn giản, không phức tạp đến thế. Chỉ là ánh mắt cô nhìn Giang Yến không được thoải mái lắm. Giang Yến này, nói về nhan sắc, không hề thua kém Thẩm Bích Quân, bàn về gia thế thì chỉ có hơn chứ không kém. Thêm vào đó, tài năng và tính cách của Giang Yến ở Tương Tây, mỗi thứ đều khiến vô số đàn ông mê mệt. Muốn giúp Giang Yến cởi bỏ khúc mắc trong lòng thực sự hơi khó. Tuy nhiên, tại thời điểm không ai phát hiện ra, biểu cảm trên gương mặt Tạ Linh Ngọc rửng rưng, một bàn tay giấu trong ống tay áo, lại nắm chặt, thậm chí móng tay đã bấm sâu vào da thịt. Thế nhưng cố gắng hết sức kiềm chế, không muốn để người khác phát hiện bất cứ sự khác thường nào. Chi tiết sự việc tôi đã rõ rồi, muốn Giang Yến nghĩ thông suốt, cũng không phải không có cách, chỉ cần để cô ấy chọn một trong hai lựa chọn là được. Thẩm Bích Quân trầm giọng nói, nhưng vẫn hơi do dự. Cô định làm thế nào? Chị Linh nghiêm túc hỏi. Tôi có vài lời muốn nói riêng với Giang Yến, mọi người ra ngoài một lúc đi, nói xong rồi tôi sẽ gọi. Thẩm Bích Quân nghiêm túc nói, muốn ba người ra ngoài trước. Loảng xoảng. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên phát ra tiếng động. Ai đó? Chị Linh lớn tiếng quát, đi hai bước đã tới cửa, ngay khi mở cửa phòng định nâng chân đá một cú ra bên ngoài. Vừa nãy không có một ai ở bên ngoài, hơn nữa chuyện họ nói cũng tương đối riêng tư, vậy mà lại có người nghe lén. Chuyện này truyền ra ngoài, đều không phải chuyện tốt với bất kỳ ai. Đặc biệt là đối với Giang Yến, sợ là có thể trở thành tiêu điểm lần nữa. Thậm chí, ân oán giữa Chu Dương và Giang Gia sẽ tăng thêm. Nhưng khi chị Linh nâng chân đá ra, lại bị người khác ngăn cản. Đợi tới khi chị Linh nhìn rõ người bên ngoài là ai, mới kêu lên. Chu Dương, sao lại là cậu, cậu nghe lén chúng tôi nói chuyện ư? Giọng điệu của chị Linh hết sức khó chịu. Nếu như không phải là Chu Dương, chắc chắn cô ấy sẽ không nương tay, nói không chừng, một cú đấm đánh qua, đối phương dù không chết cũng tàn phế. Chu Dương! Chị Linh kêu lên một tiếng, khiến Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân kinh ngạc. Thẩm Bích Quân nhanh chóng chạy qua, nhìn thấy Chu Dương đứng ngoài cửa với nụ cười gượng gạo. Vừa nãy anh nghe lén chúng tôi nói chuyện sao? Thẩm Bích Quân hơi nheo mắt nhìn Chu Dương, không bỏ qua bất kỳ thay đổi biểu cảm nào trên gương mặt anh.
Bây giờ cô hơi lo lắng, không biết Chu Dương xuất hiện ở đây từ khi nào, có phải từ đầu đã nghe được hết câu chuyện của bọn họ hay không? Nếu như vậy thì lời chị Linh nói rằng Yến thích Chu Dương, có thể Chu Dương đã nghe được rồi. Nhưng nếu Chu Dương vừa mới đến đây, vậy có lẽ không nghe được. Bất kể thế nào, dựa vào thay đổi nét mặt của Chu Dương, nhất định có thể biết được chút gì đó. Không, tôi vừa mới đến, muốn xem thử Giang Yến thế nào rồi, không cẩn thận đá vào chậu cây bên cạnh thôi. Chu Dương nhanh chóng xua tay phủ nhận, một tay chỉ vào chậu cây ở ngoài cửa, vẻ mặt vô tội nói. Mấy người phụ nữ nhìn qua, quả thực nhìn thấy một chậu cây bên cạnh. Lúc này cũng không biết Chu Dương đã đến từ bao giờ, họ chỉ có thể tạm chấp nhận lời nói của Chu Dương. Có điều, cho dù là vậy, ánh mắt mấy người nhìn Chu Dương cũng tràn ngập sự bất mãn. Dù sao những lời vừa nãy bọn họ nói, có vài lời không thể để Chu Dương biết. Tốt nhất là anh vừa đến, bằng không, hậu quả anh biết rồi đấy, được rồi, bây giờ anh có thể đi rồi, Giang Yến vẫn ổn, tôi sẽ nghĩ cách, không cần anh bận tâm nữa. Thẩm Bích Quân nửa tin nửa ngờ nhìn Chu Dương, nhẹ nhàng nói, xua tay thể hiện thái độ đuổi khách. Còn chị Linh, Tạ Linh Ngọc và Trần Hân cũng rời khỏi phòng, đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm Chu Dương như hổ rình mồi. Chu Dương bị mấy người họ liếc nhìn như vậy, trong lòng cũng hơi khó chịu. Mấy người nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi thấy hơi lo nên vừa nãy quay lại xem chút thôi, Giang Yến không sao, vậy thì tôi đi trước đây. Chu Dương bình thản cười nói, sau đó đi thẳng về phòng mình, không hề ngoảnh lại. Lúc này, anh cần phải quay về để bình tĩnh lại. Có trời mới biết khi nãy anh hoảng loạn đến mức nào. Thực ra, Chu Dương đã đến được một lúc lâu. Thậm chí, anh đã đi theo sau mấy người họ khi trở lại khách sạn. Vậy nên tất cả những lời họ nói ở trong phòng, Chu Dương đã nghe được hoàn toàn rõ ràng. Kể cả lời chị Linh nói, rằng Giang Yến có thể đã thích Chu Dương, anh cũng nghe rõ mồn một. Mà câu nói này, khiến trong lòng Chu Dương dậy sóng. Nói thật, một cô gái xinh đẹp như Giang Yến, sợ là bất kỳ người đàn ông nào trong lòng cũng sẽ có vài ý nghĩ. Khác biệt ở chỗ, có vài người có suy nghĩ, thì sẽ có hành động. Mà Chu Dương, là một người đàn ông, hơn nữa là một người đàn ông bình thường, trong lòng có chút ý nghĩ cũng là chuyện thường tình. Nhưng anh không có hành động thực tế. Nói cách khác, anh chỉ thầm nghĩ trong lòng một chút, không thực sự làm gì cả. Chương 501, khuyên bảo 1. Thế nhưng sau khi nghe những lời của chị Linh, trong lòng Chu Dương đã thật sự dao động. Anh không ngờ Giang Yến vậy mà lại thích mình. Đây dù sao cũng không phải do người khác nói, mà chính miệng chị Linh đã nói ra. Là một người gần như không thể tách rời khỏi Giang Yến, hơn nữa thân thiết như bản thân, lời chị Linh nói rất đáng tin cậy. Thêm vào đó, bây giờ Giang Yến trở nên như vậy, rất có thể giống như những gì chị Linh nói. Giang Yến đang rơi vào bế tắc, phải đưa ra lựa chọn cuối cùng giữa Chu Dương và Giang gia. Hai, đúng là có những thứ thật khiến người ta kinh ngạc, hy vọng Thẩm Bích Quân có thể giúp Giang Yến hiểu ra. Chu Dương nghĩ thầm. Đóng cửa phòng lại, bắt đầu suy nghĩ về mớ hỗn độn trong lòng. Ở bên kia, Thẩm Bích Quân nhìn mọi người rời đi, trở về phòng rồi đóng cửa lại, nhìn Giang Yến với vẻ mặt phức tạp, môi khẽ nhếch lên, có điều khó nói. Cô biết, những lời chị Linh vừa nói, rất có thể là sự thật. Giang Yến thật sự đã có tình cảm với Chu Dương. Thẩm Bích Quân hơi nghi ngờ, cô không biết bắt đầu từ khi nào Giang Yến đã nảy sinh tình cảm với Chu Dương. Dù sao, số lần bọn họ gặp nhau là rất ít. Hơn nữa, còn có mấy lần, cô cũng đi cùng, không hề phát hiện thấy có điều bất thường. Cứ coi như, trước đây Chu Dương có nói, hai lần đầu tiên Chu Dương gặp Giang Yến, cô đều không có ở đó, vậy chỉ sau hai lần, giữa hai người họ đã nảy sinh tình cảm, Giang Yến có ấn tượng tốt về Chu Dương. Thẩm Bích Quân không tin lắm. Nhưng bất luận thế nào, tình hình bây giờ đã rất rõ ràng, cô phải giúp Giang Yến thoát khỏi ngõ cụt này. Thẩm Bích Quân hít một hơi thật sâu, bước đến bên Giang Yến, kéo ghế ra, trực tiếp ngồi xuống, nghiêm túc nhìn vào mắt Giang Yến. Thẩm Bích Quân chẳng nhìn thấy gì trong đôi mắt này. Hoàn toàn không có cảm xúc, không có bất kỳ sự thay đổi tâm trạng. Ngay lúc này, Giang Yến như trở thành một người mất đi khả năng suy tư, mất đi tinh thần hoạt động. Giang Yến, tôi biết cô có thể nghe những lời tôi nói và cũng có thể nghe những lời mà cả đám người chúng tôi nói ban nãy. Nếu như đúng là vậy thì phiền cô hãy cử động đôi mắt một chút. Thẩm Bích Quân nhẹ nhàng nói, cô từ từ đưa tay ra, nắm chặt tay của Giang Yến và xoa nhẹ, cố gắng giúp Giang Yến thả lỏng nhất có thể.
Chỉ là sau khi cô nói xong, gần phút Giang Yến vẫn không có phản ứng gì. Thẩm Bích Quân khẽ thở dài, không biết nói gì hơn. Giang Yến này đã chìm sâu vào bế tắc, hay là nói, cô ấy căn bản không muốn bày tỏ suy nghĩ của mình với người khác, càng huống hồ, trên thực tế, giữa Thẩm Bích Quân và Giang Yến cũng không quá thân thiết. Như vậy đi, tôi sẽ hỏi cô thêm một câu, có phải cô có ấn tượng tốt với Chu Dương? Thẩm Bích Quân bất lực, tiếp tục hỏi. Cô biết rõ nếu Giang Yến thật sự có tình cảm với Chu Dương, thì khi cô nhắc đến Chu Dương, Giang Yến nhất định sẽ có phản ứng. Quả nhiên, khi Thẩm Bích Quân nhắc đến Chu Dương, đôi mắt của Giang Yến hơi chuyển động. Mặc dù rất mờ nhạt, nếu không nhìn kỹ thì gần như là không thấy, nhưng Thẩm Bích Quân đã luôn chăm chú nhìn vào mắt của Giang Yến, vì vậy ngay từ đầu cô đã nhìn thấy sự thay đổi nhỏ này. Lúc này, Thẩm Bích Quân cảm thấy thả lỏng hơn nhiều. Chỉ cần có chủ đề khiến cho Giang Yến có phản ứng thì đó là chuyện tốt. Bây giờ điều đáng sợ nhất chính là bất kể nói chủ đề gì, cho dù là Giang Gia, Giang Hành Nguyên, bản thân Giang Yến, hay là Chu Dương, cũng không khiến Giang Yến thay đổi tâm trạng. Nếu điều đó là thật, vậy thì Thẩm Bích Quân phải xem xét liệu Giang Yến có biến thành người thực vật hay không. Xem ra Giang Yến tiểu thư thực sự có tình cảm với Chu Dương, có phải bây giờ cô đang không biết đưa ra lựa chọn như thế nào giữa Giang Gia và Chu Dương? Thẩm Bích Quân tiếp tục hỏi. Trong mắt của Giang Yến lại một lần nữa chuyển động, lần này, chuyển động nhiều hơn ban nãy một xíu. Điều khiến Thẩm Bích Quân vui mừng là miệng của Giang Yến hơi hé mở, mặc dù cô không nói gì, nhưng trong khoảnh khắc mơ hồ, phát ra một âm thanh nhỏ. Đây là một dấu hiệu tốt. Nói thật với Giang Yến tiểu thư, tôi cũng có ấn tượng tốt với Chu Dương, thành thật mà nói, tôi thích Chu Dương, thậm chí có thể vì anh ấy mà không tiếc tính mạng của bản thân. Thẩm Bích Quân chậm rãi nhắc lại chuyện trước đây cô đã từng liều mạng đỡ một nhát dao cho Chu Dương ở Đông Hải. Cô nói điều này không phải để khoe khoang, hay muốn chứng minh với Giang Yến điều gì. Mà bởi vì thể hiện cô ấy thấy quan điểm tình cảm giống nhau giữa hai người họ. Lúc Chu Dương và Tạ Linh Ngọc vẫn còn là vợ chồng, chưa ly hôn, thì bất kể là ai, Giang Yến, hay Thẩm Bích Quân, nảy sinh tình cảm với Chu Dương thật ra đều không thích hợp. Nói cách khác, bây giờ hai người có cùng trải nghiệm trong chuyện tình cảm. Thẩm Bích Quân chậm rãi kể về mối quan hệ giữa cô và Chu Dương, bao gồm những việc trước đây ở Đông Hải và Tương Tây, Giang Yến càng lúc càng có nhiều phản ứng, đôi mắt cũng chuyển động nhiều hơn. Thậm chí Giang Yến đã chớp mắt nhẹ nhàng, chóp mũi cô ấy khẽ di chuyển. Thật vậy, sao? Đột nhiên, Giang Yến mở lời, nhẹ nhàng thốt ra một câu. Khiến Thẩm Bích Quân giật cả mình. Vừa nãy cô còn dành hết tâm huyết để nói với Giang Yến về chuyện giữa cô và Chu Dương. Đột nhiên nghe thấy tiếng động, mà còn bị ngắt quãng, giọng nói yếu ớt, cho dù là ai cũng sẽ bị giật mình. Cuối cùng cô cũng chịu nói rồi. Thẩm Bích Quân hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng thả lỏng hơn. Chỉ cần Giang Yến có thể nói chuyện, vậy thì việc muốn thoát ra khỏi bế tắc sẽ rất dễ dàng. Không sai, những gì tôi vừa nói đương nhiên là thật. Khóe miệng Thẩm Bích Quân khẽ nhếch lên, cô cũng có rất nhiều kỷ niệm với Chu Dương. Những kỷ niệm này, có niềm vui, đương nhiên cũng có nỗi buồn. Nhưng nói chung, đối với cô, đó là cả một gia tài vô cùng quý giá. Ít nhất, khi ở một mình, cô có thể nghĩ về nó. Tôi có thể hiểu cho tâm trạng hiện giờ của cô, bởi vì tôi đã từng trải qua cảm giác đó, đây không phải là lời nói dối đâu, mà thật đấy. Thẩm Bích Quân mỉm cười, từ trước đến nay. Cô là một tổng tài lạnh lùng, lúc này, dường như trở thành một cô gái ngây thơ, khuôn mặt cô mang theo những kỷ niệm và nụ cười hết sức ngọt ngào. Trong 2 giờ tiếp theo, Thẩm Bích Quân đã kể cho Giang Yến nghe về tất cả trải nghiệm của mình. Tất nhiên cô không kể hết toàn bộ, chỉ nhắc đến một số trải nghiệm giống với Giang Yến. Đặc biệt là trong mối quan hệ với gia đình, có thể nói rằng hai người đều giống nhau. Nhưng điều khác biệt là Thẩm Bích Quân rất độc lập, cô kiên quyết rời khỏi Thẩm gia. Lựa chọn tự lập một mình. Còn Giang Yến bây giờ vẫn không thể đưa ra quyết định, hay là nói, Giang Yến là một người phụ nữ tình cảm, vẫn còn hoài niệm quan tâm tới gia đình và người thân. Chương 502, khuyên bảo 2. Thẩm Bích Quân nói rất chân thành, giọng điệu cũng hết sức nhẹ nhàng tình cảm, như thể lúc này cô và Giang Yến thân thiết như hai chị em. Cô cũng như vậy đúng không? Giang Yến thì thào nói, ánh mắt nhìn Thẩm Bích Quân cũng gần gũi hơn nhiều. Cô nghe Thẩm Bích Quân nói xong, trong lòng thầm suy nghĩ, rồi so sánh những trải nghiệm của mình với Thẩm Bích Quân. Giang Yến đột nhiên phát hiện, bản thân cô rất giống Thẩm Bích Quân.
Xét về gia thế, nếu so sánh với người bình thường, thì cũng được coi là gia đình giàu sang. Trong nhà, mẹ sớm qua đời, sống chung với bố thì thiếu hòa hợp, hoặc có thể nói, mối quan hệ bố con nảy sinh rất nhiều hiểu lầm và khó thấu hiểu. Nhưng Giang Yến phát hiện cô có một điểm khác biệt với Thẩm Bích Quân. Đó chính là tính cách. Sau mấy lần tiếp xúc với Thẩm Bích Quân, Giang Yến cũng biết thêm không ít. So với tính cách hướng nội của cô, thì tính cách Thẩm Bích Quân hướng ngoại hơn, tiếp xúc với người khác cũng thân thiết gần gũi, thậm chí ngay cả chuyện bất hòa với gia đình, vào thời điểm khó giải quyết hay khó xử lý nhất, Thẩm Bích Quân cũng mạnh mẽ quyết đoán, nói một là một hai là hai. Đương nhiên, tôi không có khả năng nói dối, hơn nữa cũng không cần phải nói dối, dù sao, những chuyện này, cô hỏi thăm tin tức ở Đông Hải, đều có thể biết được. Hơn nữa, có một điều có thể cô chưa biết, trước kia Chu Dương là một nhân viên bình thường trong công ty của tôi suốt 3 năm, thậm chí tôi cũng không chú tâm tới anh ấy. Thẩm Bích Quân cười nói, vừa nghĩ tới trước kia Chu Dương ở trong công ty cô làm người vô hình suốt 3 năm, mãi đến khi dự án sản phẩm trắng da chống lão hóa được tiến hành, anh đột nhiên đến tìm cô, nói trong tay anh có bằng sáng chế quan trọng của dự án này. Khi đó Chu Dương mới lọt vào tầm mắt của Thẩm Bích Quân. Bởi vì Chu Dương vô cùng tự tin với dự án này, nên Thẩm Bích Quân mới đồng ý với mấy điều kiện của Chu Dương, để đổi lấy bằng sáng chế của dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa. Lúc đó, Chu Dương đã trở thành người phụ trách toàn bộ dự án, thậm chí có được cổ phần của công ty Danh Dương. Về sau, trong quá trình tiến hành dự án và những lúc anh xử lý công việc của công ty, Thẩm Bích Quân cũng phát hiện Chu Dương có những phương diện mà người khác không hề hay biết. Năng lực của người này căn bản không giống với biểu hiện lúc trước ở công ty. Trái lại, Thẩm Bích Quân phát hiện Chu Dương có sức phán đoán và năng lực làm việc vô cùng tốt, hơn nữa khi anh xử lý một vài tình huống đặc biệt, cũng có đủ kinh nghiệm, thậm chí có thể nói là vô cùng lão luyện, suy nghĩ chu đáo mọi mặt. Giống như vụ việc sản phẩm của công ty Danh Dương bị Vu Oan gây hủy hoại nhan sắc, Chu Dương là người đầu tiên đưa ra phương án phát sóng trực tiếp quá trình kiểm định chất lượng sản phẩm. Sau đó kết quả kiểm định cũng đã chứng thực phán đoán và lựa chọn của Chu Dương, cách đây không lâu, khi Trương Gia gặp phải sự việc tương tự, cũng đã tham khảo cách làm của Chu Dương. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là Thẩm Bích Quân phát hiện, năng lực Chu Dương không chỉ ở trong công ty Danh Dương, ở Đông Hải, với thân phận anh như vậy, có thể kết giao với những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn, đồng thời cũng không tầm thường. Trong đó, Hổ Gia thì không cần phải nói nhiều nữa, mặc dù Thẩm Bích Quân chỉ gặp Hổ Gia vài lần, nhưng cũng hiểu rất rõ một vài thủ đoạn của Hổ Gia, cô biết sức ảnh hưởng của Hổ Gia ở Đông Hải, tuyệt đối không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài. Càng huống hồ, Trần Thế Hào của câu lạc bộ Silver Lake lại càng đối đãi khác biệt với Chu Dương. Nhìn bộ dạng của ông ấy, thiếu chú nữa đã đẩy con gái Trần Hân vào lòng Chu Dương. Nếu như nói, Hổ Gia hợp tác với Chu Dương có thể kiếm được đủ mọi loại lợi ích. Thế thì Trần Thế Hào làm như vậy, chứng tỏ Chu Dương nhất định có thân phận không tầm thường. Có điều, bây giờ thân phận của anh chưa ai biết rõ, ít nhất, Chu Dương không muốn biểu hiện ra ngoài. Mà nửa năm qua, thời gian tiếp xúc gần gũi với Chu Dương càng ngày càng nhiều, Thẩm Bích Quân có thể chứng kiến và suy đoán nhiều điều về Chu Dương. Tạm chưa nói đến những thứ khác, chỉ với bộ dạng Trần Thế Hào đi theo Chu Dương, rõ ràng đang đối đãi với Chu Dương như thiếu gia của mình. Tuy nhiên những điều này để sau hãy nói, Thẩm Bích Quân cũng không có dự định kể với Giang Yến, hơn nữa. Cho dù cô có nói, thật ra cũng không có tác dụng gì. Ngược lại có thể sẽ làm Giang Yến suy nghĩ nhiều hơn, dẫn đến việc khiến cô tiếp tục đi vào ngõ cụt. Thật thú vị, tôi còn tưởng rằng ngay từ đầu Chu Dương đã gây dựng sự nghiệp cùng cô. Giang Yến nhẹ nhàng nâng tay che mặt, không còn bộ dạng đờ đẫn như trước, mà sắc mặt đã hồng hào hơn, trông có vẻ đã ổn. Đặc biệt là ánh mắt của Giang Yến đã có sức sống hơn. Thật ra, tôi hiểu rất rõ những suy nghĩ trong lòng cô lúc này, tôi cũng biết, tại sao cô lại rơi vào bế tắc. Thẩm Bích Quân cười nói. Cô có tình cảm với Chu Dương, song cô lại không biết tình cảm Chu Dương đối với cô là gì, mà bây giờ, gia đình cô lại hết sức bất mãn đối với việc cô tiếp xúc qua lại cùng Chu Dương, thậm chí, người bố thân cận nhất với cô cũng phản đối, còn ra tay đánh cô. Điều này khiến cô hơi do dự, không biết phải đưa ra lựa chọn gì, bởi vì theo ý của cô, cho dù chọn bên nào, thì bên còn lại sẽ bị thương tổn, phải không? Thẩm Bích Quân hiểu rõ một vài ý nghĩ trong lòng Giang Yến. Lúc trước cô cũng có loại suy nghĩ này. Tuy nhiên khác với Giang Yến, Thẩm Bích Quân đã rất quả quyết và dứt khoát với bố của cô Thẩm Duy Ngôn,
nhất là trong tình huống Thẩm Trạch và bà Thẩm ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Thẩm Bích Quân đã thẳng thắn đưa ra quyết định và lựa chọn của mình. Hơn nữa, cô đưa ra lựa chọn, cũng sẽ không có gánh nặng gì trong lòng, không cảm thấy đứng về phía Chu Dương, sẽ khiến Thẩm Duy Ngôn đau lòng. Thế nhưng Giang Yến lại khác. Bây giờ tôi cũng không khuyên cô nhất định phải đứng về phía Chu Dương, nhưng cô cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, tự đưa mình vào ngõ cụt, suy cho cùng, lúc này mâu thuẫn giữa Chu Dương và Giang gia cũng không phải là không thể hòa giải. Hơn nữa, có một chuyện, tôi nghĩ nói cho cô thì cũng không có vấn đề gì. Thẩm Bích Quân chần chừ một lát, vẫn ngập ngừng nói ra. Hơn nữa, cô nghĩ cứ coi như cô nói với Giang Yến, cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn. Gì vậy? Giang Yến tò mò, cô thấy dáng vẻ chần chừ của Thẩm Bích Quân như vậy, rõ ràng là chuyện vô cùng quan trọng, thậm chí, trong lúc mơ hồ, Giang Yến nghĩ chuyện này có khả năng liên quan tới Chu Dương và Giang gia. Thật ra, trước kia bác cả của cô, Giang Hành Phương đã tự đến tìm chúng tôi một lần, nói ông ta sẽ xóa bỏ toàn bộ ân oán với Chu Dương, sau này không làm chuyện gì bất lợi cho Chu Dương. Cô cũng biết, Giang Bắc con trai của Giang Hành Phương, đã bị Chu Dương đánh đến mức tàn phế, mà nếu ông ta nói như vậy, thì tuyệt đối sẽ không đổi ý, vậy thì ân oán lớn nhất giữa Chu Dương và Giang gia, chuyện Giang Bắc bị phế gần như đã được hòa giải, giữa Chu Dương và Giang gia, cũng không mối thù hận nào khác, cho nên, từ thái độ của Giang Hành Phương có thể thấy mối quan hệ hai bên sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Chương 503, Diệp Phương gõ cửa. Thẩm Bích Quân cười đáp, thật ra thì những thứ này cô cũng không nhất thiết phải giấu giếm. Cô cho rằng kể cả nói cho Giang Yến biết, thì Giang Yến cũng sẽ không giúp bố cô, nói ra hành động của Giang Hành Phương. Ngược lại thì, nếu suy nghĩ kỹ một chút, giữa Chu Dương và Giang gia, trừ việc Giang Bắc bị đánh tàn phế, thì làm gì còn chuyện gì khác gây thù chuốc oán nữa? Không hề có. Thẩm Bích Quân thậm chí có thể vỗ ngực tự tin, thể hiện thái độ hoàn toàn nghiêm túc. Dù mấy lần khiến Giang gia mất mặt, hoặc là lần làm loạn tại bữa tiệc của Giang gia, nhưng thực chất của chỉ là về vấn đề giữ thể diện. Chu Dương không hề gây ra tổn thất gì cụ thể cho Giang gia, mà Giang gia cũng không coi mấy chuyện như vậy là thiệt hại gì nghiêm trọng. Cùng lắm, cũng chỉ là vài chuyện về tôn trọng danh dự nhau thôi. Thế nhưng, chuyện danh dự này, đối với Chu Dương và Giang gia mà nói, đó không phải là vấn đề. Đến khi công ty Danh Dương có chỗ đứng vững chắc ở tỉnh Tương Tây, các chi nhánh cửa hàng được phân bố trải rộng khắp nơi. Lúc ấy, Chu Dương sẽ có đủ tư cách nói chuyện với Giang gia. Càng huống hồ ở tỉnh Tương Tây, Chu Dương không thiếu người giúp đỡ. Ngoài Trương gia, còn có Tôn Liên và quỹ đầu tư thời thượng của bà ấy, mà nhờ có Trần Thế Hào, nên chắc chắn bà ấy sẽ hỗ trợ Chu Dương. Hai lực lượng cổ đông lớn như vậy, nên Chu Dương hoàn toàn đủ tư cách để trực tiếp đối thoại với Giang gia. Thật sao? Thế nhưng, Giang Yến cảm thấy vô cùng bất ngờ. Cô không ngờ rằng, như lời bố cô nói, Giang Bắc bị đánh tàn phế là chuyện rất nghiêm trọng, vậy mà Giang Hành Phương, bố của Giang Bắc, lại có thể hòa giải được với Chu Dương. Giang Yến biết, nếu tin tức này truyền đến tai những người trong Giang gia, nhất định Giang gia sẽ xảy ra sóng gió lớn. Thế nhưng, Thẩm Bích Quân đã nói riêng cho cô nghe như vậy, thì Giang Yến cũng sẽ không vội vàng kể lại cho người nhà họ Giang. Hơn nữa, cô cũng biết, Thẩm Bích Quân nói ra như thế, là để trong lòng cô không suy nghĩ quá nhiều, để cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cũng bình thường thôi, thế nhưng, bây giờ có vài người trong Giang gia vẫn giữ thù hận, cảm thấy hành động mấy lần trước của Chu Dương làm họ mất hết thể diện, vậy thì chỉ cần nhượng bộ xin lỗi Giang gia, là họ sẽ cho qua. Và lại nói thật, chúng tôi cũng không thể cứ ở lại Tương Tây mãi, e là không lâu nữa, chúng tôi sẽ quay về Đông Hải. Thẩm Bích Quân cười nói, lúc nói đến đoạn quay về Đông Hải, cô rất cẩn thận quan sát ánh mắt của Giang Yến. Ngay tức khắc, Thẩm Bích Quân nhận thấy trong ánh mắt của Giang Yến, có sự bối rối và sốt ruột. Điều này khiến Thẩm Bích Quân thầm cười hả hê. Xem ra cô Giang Yến này vẫn còn tình cảm với Chu Dương, thậm chí, tình cảm rất sâu đậm. Nếu không, sau khi nghe thấy cô nói rằng không lâu nữa bọn họ sẽ quay về Đông Hải, ánh mắt Giang Yến đã không lộ rõ vẻ ưu tư như vậy. Cùng lúc, trong đầu Thẩm Bích Quân lóe lên một suy nghĩ. Nếu Giang Yến thật sự có tình ý với Chu Dương, nhưng bây giờ Tạ Linh Ngọc là người vợ danh chính ngôn thuận của Chu Dương, thì Giang Yến với Tạ Linh Ngọc chưa chắc có thể làm bạn được. Như vậy, bất kể là xảy ra chuyện gì, thì hai người họ đều là tiến thoái lưỡng nan. Mọi người phải quay về sao? Lúc nào vậy? Hiện giờ Giang Yến không nghĩ nhiều tới vậy,
bởi cô đang hoàn toàn chìm vào câu chuyện Chu Dương phải quay về Đông Hải. Dù Thẩm Bích Quân không nói rõ thời gian cụ thể, nhưng nếu Giang Yến cứ suy nghĩ cũng có thể đoán ra được chút ít. Dẫu sao, nhóm Chu Dương đều đến từ Đông Hải, tất cả mọi người gần như gốc gác đều là Đông Hải. Tức là, lúc rời Đông Hải, đa số bọn họ đều không đủ tự tin để nói chuyện với người khác. Chu Dương cũng giống vậy. Công ty Danh Dương là công ty mỹ phẩm đứng số một tại Đông Hải, mỗi tháng lợi nhuận có thể lên đến con số khổng lồ. Như vậy, nhóm Chu Dương không thể bỏ lại Đông Hải được. Hơn nữa, Giang Yến cũng biết, trong nhóm Chu Dương, không thiếu người là con cháu dòng dõi đại gia tộc ở Đông Hải. Không biết nữa, nhưng chắc cũng sắp thôi. Đợi đến khi cửa hàng ở thành phố Liễu khai trương vào ngày mai, trong vòng một tháng sau cũng sẽ mở thêm vài cửa hàng mới, nên tôi nghĩ là, sau một tháng nữa sẽ quay về Đông Hải. Lúc đó cũng đến Tết rồi, vừa đúng lúc. Thẩm Bích Quân xem xét một chút rồi cười đáp lại. Thật ra những gì cô vừa nói không hề sai. Một tháng sau dù phát sinh bất kỳ vấn đề gì, thì khi Tết đến, bọn họ sẽ không thể tiếp tục ở lại tỉnh Tương Tây được. Hơn nữa, trong vòng một tháng này, nhất định sẽ có nhiều cửa hàng khai trương, chỉ cần mấy cửa hàng đó khai trương xong, thì công ty Danh Dương sẽ có vị thế vững chắc ở tỉnh Tương Tây. Đến lúc đó, chỉ điều thêm vài nhân viên cốt cán tại trụ sở chính của công ty Danh Dương ở Đông Hải đến quản lý tỉnh Tương Tây, thì bọn họ sẽ không phải lo lắng gì nhiều nữa. Một tháng sau, Giang Yến nghe thấy Thẩm Bích Quân nói vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút mơ hồ, cứ lẩm bẩm nói rất nhỏ, đến mức Thẩm Bích Quân cũng nghe không thấy rõ. Thẩm Bích Quân tiếp tục ở trong phòng khuyên nhủ Giang Yến, thực ra cô cũng nói thêm cho Giang Yến biết những chuyện mà cô không biết về Chu Dương. Nói cách khác thì, Thẩm Bích Quân muốn thân thiết hơn với Giang Yến để tạo mối quan hệ liên minh hợp tác. Ở bên kia, Chu Dương trở về phòng, tâm trạng đã bình tĩnh lại, loại bỏ khỏi đầu tất cả những chuyện không liên quan, chỉ tập trung suy tính chuyện sắp xếp bố trí tại tỉnh Tương Tây. Cửa hàng thành phố Liễu, ngày mai bắt đầu khai trương. Nếu không có sai lệch nào, thì trong vòng một tháng sau, sẽ có nhiều cửa hàng khác được mở ra. Lúc đó, nhóm Vương Đại Lục, nhóm Chu Hạo, mỗi người sẽ tự mở cửa hàng của mình. Còn có mấy người giống Vương Vĩ, cũng sẽ cùng hợp tác mở một cửa hàng chi nhánh. Hơn nữa, vì bọn họ là nhóm đầu tiên chuẩn bị khai trương cửa hàng, nên việc lựa chọn thành phố cũng không tồi, không chỉ gần trường Sa, mà còn là thành phố kinh tế phát triển, năng lực tiêu thụ sản phẩm khá tốt. Quan trọng nhất là bọn họ dựa theo ý của Chu Dương, lựa chọn một vài thành phố có thể nhờ đến lực lượng của Trương gia, hơn nữa, cũng sẽ không phải cạnh tranh với cửa hàng mỹ phẩm mỹ thần của Trương gia. Cốc cốc cốc. Đúng lúc Chu Dương đang suy nghĩ thì có người gõ cửa phòng. Chu Dương hơi bất ngờ, trong lòng không khỏi giật mình hốt hoảng. Chẳng lẽ mấy người phụ nữ kia bây giờ lại tới đây gây phiền phức? Vừa nãy anh đã giải thích rất rõ ràng, mà bọn họ cũng có vẻ tin tưởng rồi. Vậy còn tới tìm anh làm gì? Chẳng lẽ Giang Yến đã nghĩ thông suốt rồi sao? Chu Dương lập tức đứng dậy, trên mặt nở nụ cười, cố gắng không để lộ bất kỳ khuyết điểm nào, nhìn anh hết sức bình tĩnh. Thế nhưng, khi anh mở cửa ra, người phụ nữ xuất hiện trước mắt anh lại không phải là Thẩm Bích Quân hay Giang Yến, mà là một người vừa lạ vừa có chút quen. Cô là... Chu Dương suy nghĩ kỹ một chút, chợt nhớ ra, người này hình như cùng nhóm với Vương Vĩ. Đều là đối tác ở cửa hàng thành phố Liễu, hơn nữa vốn đầu tư chỉ ít hơn Vương Vĩ có một chút. Chu Tổng, rảnh không? Có chút chuyện này, tôi thấy nhất định phải kể với anh. Diệp Phương mỉm cười, mái tóc nhẹ nhàng bay bay bên tai, nhìn Chu Dương chăm chú, nhỏ nhẹ nói. Giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ, hơn nữa thanh âm cũng rất vui vẻ, nhìn không giống người hơn 30 tuổi, mà ngược lại, giống một mỹ nhân chừng 20 tuổi, mang phong thái điềm đạm, trưởng thành. Chương 504, nhắc nhở. Mời vào. Chu Dương nhướng mày, tim trong lồng ngực đột nhiên khẽ động, phát hiện chuyện có vẻ phức tạp hơn rồi. Có điều, Diệp Phương còn khá trẻ, dáng dấp nhan sắc không tồi, nên Chu Dương không muốn để người khác hiểu nhầm, đợi Diệp Phương vào phòng xong cũng không đóng cửa lại. Chu Tổng không đóng cửa, sợ tôi vào đây mưu đồ gì xấu sao? Diệp Phương rất để ý chi tiết này, trong lòng thắc mắc, không biết nói sao trước hành động này của Chu Dương. Chưa cần nói đến việc Diệp Phương cô không có ý định mê hoặc quyến rũ Chu Dương, mà trước tiên, bên cạnh Chu Dương có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, ai ai nhan sắc cũng tuyệt đỉnh, sao phải quan tâm đến sự tồn tại của Diệp Phương. Nếu Diệp Phương chủ động tán tỉnh Chu Dương, e là cũng không thành công. Hơn nữa, cô cũng hiểu vài điều về Chu Dương,
nên Diệp Phương không hề có ý định nào khác. Ha ha, thói quen thôi, dù sao cô cũng là một mỹ nhân, tôi không muốn người khác hiểu nhầm. Chu Dương không hề ngại ngùng khi bị người khác phát hiện và trêu đùa ý định của anh, cũng không đóng cửa lại, thậm chí còn mở cửa rộng hơn một chút. Diệp Phương nói thế, nhưng Chu Dương thì không thể làm vậy. Nếu không, thật sự bị người khác hiểu lầm, đến lúc đó dù anh có giải thích như thế nào đi nữa, sợ là chỉ càng bị nghi ngờ. Nhất là Thẩm Bích Quân, khéo cô sẽ chặt anh thành nhiều mảnh. Nói đi, có chuyện gì vậy, hoạt động đêm Giáng sinh tối nay đã chuẩn bị xong chưa? Chu Dương vừa cười vừa nói, bộ dáng như thể không có chuyện gì xảy ra, giống như vừa nãy không có vấn đề gì cả, ngồi xuống sofa nhìn Diệp Phương. Anh không biết Diệp Phương bây giờ đến tìm anh là vì vấn đề gì, lại còn một thân một mình tới đây, trông có vẻ khá nghiêm trọng, bộ dạng có vẻ như đã phát sinh vấn đề gì rồi. Thế nhưng, Diệp Phương và Vương Vĩ là cùng một nhóm, mọi người đều vì một lợi ích chung. Bây giờ cô ấy đến đây tìm mình, chẳng lẽ là Vương Vĩ có chuyện gì muốn trao đổi với mình, nhưng vì không có thời gian nên nhờ Diệp Phương vị cổ đông lớn thứ hai tới đây. Có điều, suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu Chu Dương chốc lát, sau đó anh gạt ngay ra ngoài. Nếu như vậy, thì nét mặt Diệp Phương không cần nghiêm trọng tới vậy, hơn nữa sẽ không nhìn anh trong bộ dạng ngập ngừng muốn nói như thế. Chuẩn bị cũng sắp xong rồi, hoạt động đêm vọng lễ tối nay, không hề xảy ra biến cố lớn nào, nhân viên của chúng tôi đều có kinh nghiệm, hơn nữa, quy mô của hoạt động không quá lớn, nên áp lực cũng không nặng nề. Diệp Phương khẽ cười nói, đưa ngón tay quấn lọn tóc ở trước ngực chơi đùa. Chu Tổng, thật ra hôm nay tới đây tìm anh, là muốn nhắc nhở anh một chút. Diệp Phương hơi dừng lại, sau đó thong thả nói. Nhắc nhở tôi. Lần này câu nói của Diệp Phương khiến Chu Dương hơi mơ hồ. Mình đã làm sai chuyện gì nhỉ? Hay là có chuyện gì mình không biết sao? Cô ấy tại sao lại muốn nhắc nhở mình, dựa vào đâu để nhắc nhở mình? Đúng vậy, tôi muốn nhắc nhở Chu Tổng, hãy chú ý đến Vương Vĩ. Ông ta không phải là người giống như những gì anh thấy. Thực tế, tôi với ông ta cùng một nhóm, cùng chung một lợi ích. Tôi cũng không nên đến đây để nhỏ to với anh, nhưng tôi phát hiện ra, Vương Vĩ hình như có ý đồ khác. Diệp Phương nghiêm túc nói. Mà chính tôi cũng biết, đi theo Chu Tổng nhất định không sai. Mấy dự án ở Đông Hải, tôi đã xác nhận rồi. Chu Tổng là người thật sự có năng lực, cho nên chỉ cần noi theo gương anh là sẽ không mắc sai lầm gì. Nhưng bây giờ, Vương Vĩ có ý đồ của riêng mình, nên để bảo vệ lợi ích của tôi chỉ có thể đến đây tìm anh, hy vọng anh hãy cẩn thận hơn một chút. Tại sao, có chuyện gì xảy ra vậy? Chu Dương không hiểu nổi, chân mày khẽ cau lại, nhìn về phía Diệp Phương như thể muốn thấu được điều gì đó từ nét mặt cô. Thế nhưng chớp mắt đến vài lần, Chu Dương cũng chẳng nhận thấy điều gì bất thường. Chỉ là, ánh mắt Diệp Phương nhìn rất ngay thẳng, không giống như người tới đây muốn gây hiềm khích. Chẳng lẽ, Vương Vĩ thật sự có một mặt khác mà anh không hề biết? Chu Dương âm thầm ghi nhớ trong lòng. Định bụng sẽ đợi lúc nào phù hợp điều tra Vương Vĩ cho ra nhẽ. Dù sao thì, lòng hại người không nên có, nhưng sự cảnh giác thì không thể nào thiếu. Mặc dù, anh không hề có ý định ra tay gì với Vương Vĩ, nhưng cũng phải phòng trừ trường hợp Vương Vĩ đâm sau lưng anh. Cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu là cửa hàng đầu tiên của công ty Danh Dương tại tỉnh Tương Tây, mang ý nghĩa vô cùng trọng đại. Thế nên bất kể là chiến lược chung hay bố trí cụ thể, đều rất quan trọng, không được sơ suất. Vì vậy, Chu Dương thà có một người không năng lực nhưng biết nghe lời đến chỉ đạo cửa hàng thành phố Liễu, còn hơn là để cửa hàng này vượt qua phạm vi kiểm soát của anh. Về chuyện cô Giang Yến ngày mai không tới tham dự được buổi khai trương, tôi đã biết rồi, theo lý mà nói, tôi cũng thông cảm cho Chu Tổng, nhưng Vương Vĩ lại có mưu đồ khác. Diệp Phương chậm rãi kể về thái độ và ý kiến của Vương Vĩ sau khi Chu Dương rời đi. Thật ra, cũng chẳng tính là to nhỏ nói xấu cái gì. Mà đúng sự thật thì nói lại thôi. Suy cho cùng, bây giờ chưa có ai bày tỏ rõ quan điểm, có thể thống nhất được với Vương Vĩ. Phần lớn, mọi người đều trong trạng thái chờ đợi. Người khác nhìn không rõ, nhưng Diệp Phương thì cảm nhận rất rõ. Vương Vĩ miệng nói những lời dễ nghe, hơn nữa còn rất biết tạo khí thế. Nhưng thực tế, Vương Vĩ không phải là người có năng lực gánh vác được trách nhiệm. Trong quá trình tu sửa cửa hàng thành phố Liễu trước đây, gặp phải bọn côn đồ đòi phí bảo kê, suy nghĩ đầu tiên của ông ta, không phải là tự mình nghĩ cách giải quyết, không phải là đi thương lượng hòa hoãn với người khác, mà là quay về Trường Sa nhờ Chu Dương giúp đỡ. Thông qua điểm này, Diệp Phương nhận thấy,
Vương Vĩ là người không có bản lĩnh lãnh đạo, thiếu sự quyết đoán và tỉnh táo. Nên là tôi thấy, cần phải nói cho anh những điều này, nếu không, một khi để cho Vương Vĩ làm ra chuyện gì, lỡ có gặp tổn thất, thì sẽ dính líu đến tôi. Diệp Phương thản nhiên cười nói, nhìn Chu Dương với ánh mắt không hề né tránh, mà trực tiếp đối mặt, dường như những lời cô nói đều là suy nghĩ trong lòng. Mà quả thật Chu Dương cũng không nhìn được ý đồ nào khác từ ánh mắt Diệp Phương. Tuy nhiên, dựa vào những lời Diệp Phương vừa nói, trong lòng Chu Dương thực sự không yên tâm lắm. Dù sao, trong một tập thể, nhất là một tập thể mới, người vu khống hãm hại, đấu đá lẫn nhau cũng không ít. Diệp Phương một mình đến phòng anh gõ cửa, nói rằng muốn nhắc nhở anh, thật sự cô đang có ý đồ gì, Chu Dương nhất thời không thể chắc chắn được. Là thế này sao? Chu Dương ngẫm nghĩ, trong lòng suy tư xem Diệp Phương đến tìm mình, mấy lời vừa nói rốt cuộc là ý gì? To nhỏ nói xấu, để làm thay đổi ấn tượng của anh với Vương Vĩ, sau đó muốn thế chỗ Vương Vĩ sao? Thế nhưng, cửa hàng chi nhánh thành phố Liễu là mấy người bên Vương Vĩ tự mình đầu tư. Cùng lắm chỉ là dùng danh nghĩa công ty danh Dương, có một ít quyền chỉ đạo điều hành cửa hàng. Nếu Chu Dương đột một thế người vào chỗ Vương Vĩ, thì về tình về lý đều không đúng chút nào. Hơn nữa, nếu Chu Dương thật sự muốn làm gì đó với Vương Vĩ, loại bỏ ông ta đi, vậy thì lực lượng cần huy động e là rất nhiều. Dù sao, bình thường thì chỉ cần mua lại cổ phần trong tay Vương Vĩ, hoặc cổ phần của người khác rồi từ đó tạo sự kìm hãm lên Vương Vĩ cũng được. Chương 505, mục đích. Cô nói những lời này với tôi là muốn tôi làm gì? Chu Dương nhìn Diệp Phương, nghiêm túc nói. Trước giờ anh không tin vào cách tiếp cận và vạch tội ai một cách vô duyên vô cớ. Diệp Phương lại tự tìm đến đây, nói những lời này với mình, vậy thì cô ấy không thể không có yêu cầu gì, cũng không thể như lời cô ấy nói, chỉ đơn giản là nhắc nhở Chu Dương. Chu Dương không có đơn giản như vậy. Huống hồ, người Diệp Phương nói đến là Vương Vĩ, bây giờ lại đang trong giai đoạn sắp khai trương chi nhánh thành phố Liễu. Chu Dương không thể không thận trọng, cũng không có cách nào hoàn toàn chỉ nghe những lời từ phía Diệp Phương. Cho nên anh cũng muốn biết mục đích thật sự của Diệp Phương. Cho dù chỉ đi trao đổi, làm giao dịch, tôi không có yêu cầu gì cả, chỉ hy vọng chi nhánh thành phố Liễu có thể ổn định phát triển, đừng vì sự kích động của Vương Vĩ mà xảy ra tổn thất. Diệp Phương mỉm cười, không vì câu nói này của Chu Dương mà thật sự đưa ra yêu cầu khác. Nhưng nếu như có thể thì tôi hy vọng Chu Tổng nên phòng bị cẩn thận một chút, một khi Vương Vĩ làm ra chuyện kích động nào đó, anh có thể đối phó kịp thời, hơn nữa đến lúc đó, tôi nghĩ, Vương Vĩ nhất định không thích hợp tiếp tục nắm quyền ở chi nhánh thành phố Liễu, tôi hy vọng Chu Tổng có thể giúp đỡ tôi. Vậy mới đúng chứ? Nghe câu nói của Diệp Phương, Chu Dương có phần thất vọng. Anh không nghe thấy tin tức hữu ích nào từ miệng Diệp Phương. Còn Diệp Phương cũng tỏ vẻ không có ý đưa ra điều kiện gì. Chu Dương thậm chí muốn tiễn khách đi, còn Vương Vĩ, anh đương nhiên sẽ chú ý đến, chân tướng sự việc rốt cuộc ra sao, Chu Dương tự tin có thể tìm ra. Tuy nhiên, câu thứ hai mà Diệp Phương vừa nói ra, khiến Chu Dương bật cười. Khóe miệng Chu Dương cong lên, ánh mắt nhìn Diệp Phương cũng thoải mái hơn nhiều. Có điều kiện thì tốt. Chu Dương chỉ sợ Diệp Phương không có yêu cầu, không có thứ mình cần. Nếu vậy thì Chu Dương cũng đắn đo không biết ý đồ thật sự của Diệp Phương. Nhưng đến bây giờ, Diệp Phương nói ra mục đích của mình, vậy thì Chu Dương có thể hiểu nguyên nhân hôm nay cô ấy làm như vậy. Chỉ hai chữ, quyền lực, là cánh tay thứ hai của chi nhánh thành phố Liễu hiện giờ, Diệp Phương chắc chắn không hy vọng mình vẫn dưới trướng của Vương Vĩ, cô ấy lại một mình tự tìm đến đây, chứng tỏ rằng Diệp Phương không phải là một người an phận. Cô ấy có mục đích và mưu cầu của mình. Hơn nữa mục đích và mưu cầu này chính là chi nhánh thành phố Liễu. Sao cô lại tự tin đến mức tôi sẽ nghe theo cô, giúp đỡ cô? Chu Dương thoải mái tựa vào lưng ghế, bắt chéo chân, ung dung nhìn Diệp Phương. Yêu cầu này của Diệp Phương rất hợp lý, hơn nữa cũng phù hợp với mọi động cơ và hành động của cô ấy lúc này. Cho nên Chu Dương không lo lắng Diệp Phương đang nói dối, hoặc là muốn lừa gạt. Tôi cũng không chắc lắm. Nhưng có một điều tôi đảm bảo, chi nhánh thành phố Liễu sẽ là quân cờ rất quan trọng được công ty danh Dương bố trí ở tỉnh Thương Tây, tôi nghĩ Chu Tổng Anh cũng không muốn chi nhánh thành phố Liễu xảy ra bất kỳ sự cố nào. Huống hồ, tôi cho rằng, so với người có ý đồ riêng, anh càng muốn hướng đến một người có năng lực lại biết nghe lời đến kiểm soát chi nhánh thành phố Liễu. Diệp Phương tự tin lên tiếng, khẽ nở nụ cười trên mặt, trong cử chỉ đó, một cảm giác tự tin và thoải mái lộ ra.
Ha ha, tốt lắm. Chu Dương nhìn Diệp Phương, trong lòng hơi ngạc nhiên. Trước giờ anh không chú ý lắm đến Diệp Phương này, huống hồ số lần Diệp Phương xuất hiện trước mắt anh cũng ít. Anh không biết, Diệp Phương lại là một cô gái thú vị như vậy. Hơn nữa, cô gái này có ham muốn, có mưu đồ. Có điều, thủ đoạn của cô ấy khá ôn hòa, hoặc có thể nói có ý mượn đao giết người. Dù sao, so với chuyện trực tiếp tranh chấp với Vương Vĩ, đương nhiên không bằng để Chu Dương tự đi đối đầu với Vương Vĩ. Huống hồ, theo đó, bản thân Diệp Phương cũng không để lại ấn tượng xấu trong nhóm, không ảnh hưởng đến việc kiểm soát cả nhóm sau này của cô. Cô nói xong rồi, tôi cũng nghe hết, tôi sẽ xem xét, đương nhiên, những thứ này không cần cô phải lo lắng và suy nghĩ nữa, bên phía Vương Vĩ, tôi đương nhiên sẽ chú ý. Chu Dương cười nói, từ từ đứng dậy, làm bộ dạng tiễn khách. Lúc này, lại khiến Diệp Phương ngạc nhiên. Cô ấy không ngờ rằng, Chu Dương lại thẳng thắn như vậy, không tiếp tục hỏi những chuyện khác. Thậm chí, đến ý định giữ mình lại cũng không có. Cho dù bản thân không cho rằng Chu Dương có ý định với mình, cũng tự biết bản thân không bằng Tạ Linh Ngọc và Thẩm Bích Quân. Nhưng lẽ nào bản thân trong mắt Chu Dương lại thật sự không có chút thu hút nào sao? Có điều, nếu mục đích đã đạt được rồi, Diệp Phương cũng không có ý định tiếp tục ở lại đây, ngộ nhỡ để người khác bắt gặp, dẫn đến hiểu lầm, ảnh hưởng cũng không hay lắm. Hơn nữa, bản thân Diệp Phương cũng không muốn để người trong nhóm biết cô một mình đi tìm Chu Dương. Trong trường hợp đó, bọn họ chắc chắn sẽ nảy sinh hoài nghi, rất có thể chuyển sang ngờ vực mình. Vậy tôi về trước, hy vọng Chu Tổng thật sự lắng nghe lời tôi nói. Diệp Phương vuốt tóc, khẽ mỉm cười rồi bước thanh thoát chậm rãi rời khỏi đó. Đến khi Diệp Phương quẹo ở hành lang, không thấy bóng dáng nữa, Chu Dương mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trời đã chập tối, để một người phụ nữ ở trong phòng mình, thật sự không hay lắm. Cho dù anh mở cửa phòng, không kiêng kỵ điều gì, nhưng trong lòng Chu Dương dù sao cũng có phần lo lắng. Ha ha, thật không ngờ, bản lĩnh lớn đến vậy, Chu Dương anh cũng không nhịn được lại hẹn hò với người đẹp sao. Ngay khi Chu Dương thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị quay người trở về phòng, một giọng nói giễu cợt đột nhiên vang lên. Lúc này, Chu Dương chợt giật mình hoảng hốt, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Bích Quân và Giang Yến không biết từ khi nào đã mở cửa phòng, cười tủm tỉm nhìn mình. Chu Dương cảm thấy hơi hồi hộp. Thẩm Bích Quân nói như vậy, lẽ nào cô ấy vừa thấy Diệp Phương rời khỏi phòng, sau đó hiểu lầm điều gì đó. Đang muốn giải thích, nhưng chưa kịp nói ra, Thẩm Bích Quân cắt ngang lời Chu Dương. Không cần giải thích chỉ là che đậy chính là sự thật, Chu Dương, tôi không ngờ rằng, anh lại là con người như vậy, hừ, lãng phí cho tôi giúp anh khuyên bảo Giang Yến, thật sự tốn công vô ích. Giang Yến, chúng ta không cần quan tâm đến gã đàn ông cặn bã, đứng núi này trông núi nọ, bây giờ lại tơ tưởng người khác, cũng không nhìn xem người ta bao nhiêu tuổi rồi, không sợ mình mất mặt sao. Thẩm Bích Quân trừng mắt nhìn Chu Dương, nói một cách giận dữ xong, sau đó kéo tay Giang Yến về phía phòng mấy người Tạ Linh Ngọc. Lúc đi qua cửa phòng của Chu Dương, cô chẳng thèm để tâm gì đến anh, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi sải chân lướt ngang qua. Còn Giang Yến cũng đành chịu, nhìn thấy Chu Dương, sắc mặt hơi ửng đỏ. Vừa nãy ở trong phòng, cô trò chuyện khá lâu với Thẩm Bích Quân, hiểu rõ Chu Dương hơn vài phần, cũng dần dần hiểu rằng, có lẽ cô thật sự có tình cảm với Chu Dương. Cho nên khi mở cửa thấy Chu Dương, hơn nữa, còn nhìn thấy một cô gái khác vừa rời khỏi phòng, dưới tình huống Chu Dương đích thân tiễn khách, Giang Yến bỗng nhiên thấy ngượng ngùng xấu hổ. Chương 506, tốt rồi. Thế nhưng, trong lòng vẫn nảy sinh nghi hoặc, lúc đi lướt qua Chu Dương, cô lén liếc nhìn anh một cái. Suy cho cùng, mặc dù vừa nãy Thẩm Bích Quân nói như vậy, nhưng Giang Yến không cho rằng Chu Dương là loại người như thế. Chỉ là lúc này cô đang bị Thẩm Bích Quân kéo tay, cũng không tiện trực tiếp giãy giụa, chỉ có thể nhìn Chu Dương tỏ ý rằng anh hãy tự mình thu xếp ổn thỏa, cô cũng bất lực. Nhìn hai cô gái đi qua trước mặt, mà chẳng thèm nói với anh câu nào, Chu Dương cũng không biết phải làm sao. Có trời mới biết trùng hợp như thế, Diệp Phương vừa rời khỏi phòng, liền bị Thẩm Bích Quân và Giang Yến bắt gặp, hơn nữa còn hiểu lầm, Thẩm Bích Quân càng được dịp chế giễu mỉa mai. Mặc dù Chu Dương không cho rằng Thẩm Bích Quân thật sự đang mỉa mai anh, nhưng Diệp Phương từ phòng anh đi ra là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, Chu Dương cảm thấy, với con người Thẩm Bích Quân, lẽ ra cô ấy không nên nảy sinh hiểu lầm mới đúng. Càng huống hồ, Thẩm Bích Quân chắc phải hiểu rõ toàn bộ con người anh, chẳng lẽ bản thân anh thật sự giống với một người háo sắc tệ bạc sao?
Có điều, nhìn tình trạng của Giang Yến dường như có chuyển biến tốt, hơn nữa, lúc đi ngang qua trước mặt, còn liếc nhìn anh, Chu Dương cũng thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn. Mặc dù anh biết Thẩm Bích Quân từng trải qua chuyện tương tự như Giang Yến, có thể thừa sức khuyên bảo Giang Yến, giúp đỡ Giang Yến đi ra khỏi ngõ cụt. Thế nhưng trong lòng Chu Dương cũng rất lo lắng, anh không biết Thẩm Bích Quân có thể khuyên bảo được Giang Yến hay không và cần mất thời gian bao lâu. Không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, chỉ tầm hơn 2 giờ đồng hồ Thẩm Bích Quân đã khiến Giang Yến thoát khỏi bế tắc, hơn nữa tâm trạng lúc này cũng không tệ. Có điều, bọn họ liệu có hiểu lầm mình hay không? Nếu như chuyện này bị Thẩm Bích Quân thêm mắm thêm muối, khiến Tạ Linh Ngọc, chị Linh và Trần Hân đều thay đổi cách nhìn với mình, vậy thì to chuyện rồi. Tạ Linh Ngọc còn dễ nói, cô ấy là vợ mình, hiểu rõ mình, chắc sẽ tin tưởng mình. Thế nhưng Trần Hân và chị Linh thì không như vậy, bọn họ không hiểu rõ mình, e rằng sẽ hiểu lầm mình. Hi hi, Bích Quân, Giang Yến, hai người hiểu lầm rồi, sao tôi có thể làm ra chuyện như vậy được? Ban nãy quả thực có người từ phòng tôi đi ra, có điều cô ấy là Diệp Phương, cổ đông lớn thứ hai của chi nhánh ở thành phố Liễu đến tìm tôi có việc. Chu Dương ngay lập tức mỉm cười với hai người phụ nữ đằng sau, cẩn thận giải thích. Anh thật sự không cần giải thích gì để hai người họ tin tưởng, mà bọn họ là bạn bè, có lúc giải thích như thế thật ra có thể thúc đẩy mối quan hệ thêm thân thiết hơn. Chu Dương không ngừng giải thích với Thẩm Bích Quân và Giang Yến. Còn Thẩm Bích Quân lại làm ra vẻ không hiểu, thậm chí là dáng vẻ không muốn nghe, một mực kéo Giang Yến đi trước, bước chân càng lúc càng nhanh. Giang Yến dùng ánh mắt bất đắc dĩ liếc nhìn Chu Dương. Nhìn thấy vậy, Chu Dương hiểu rõ, bất kể là Thẩm Bích Quân hay Giang Yến, thực ra đều không hiểu lầm mình, mà lúc nãy bọn họ làm như vậy, có khả năng là trêu đùa. Ngay sau đấy, ba người tới cửa phòng của Tạ Linh Ngọc. Tiếng gõ cửa vang lên, Trần Hân ngay lập tức bước ra mở cửa, cô nở nụ cười tươi khi nhìn thấy ba người Chu Dương, Thẩm Bích Quân và Giang Yến. Nụ cười trên khuôn mặt Chu Dương càng nhiều ẩn ý sâu xa hơn. Anh Chu Dương, chị Thẩm, chị Giang. Mọi người đến rồi. Trần Hân cười nói, nhìn thấy nụ cười trên mặt Giang Yến, không giống vẻ mặt cứng nhắc lúc trước, trong lòng đã đoán được đại khái. Lúc nhìn thấy nụ cười tủm tỉm trên gương mặt Thẩm Bích Quân, Trần Hân cũng biết được rằng Giang Yến đã ổn hơn. Nhất là lúc thấy Chu Dương mỉm cười với mình, trong lòng Trần Hân cảm thấy tràn đầy vui sướng. Chẳng lẽ hôm nay trên mặt mình nở hoa, hay là trở nên xinh đẹp hơn rồi? Bằng không thì, tại sao anh Chu Dương lại nhìn mình cười vui vẻ như vậy? Tiểu Yến, nghe thấy giọng nói của Trần Hân, chị Linh là người đầu tiên bước đến, một tay gạt Chu Dương sang một bên, kéo cánh tay Giang Yến, nhìn cô ấy từ trên xuống dưới, chỉ sợ Giang Yến xảy ra chuyện gì. Có điều, nhìn thấy tình hình Giang Yến dường như đã khác xa so với trước đây, nhất là lúc thấy Giang Yến vỗ nhẹ MU bàn tay và khẽ cười với cô, chị Linh cảm thấy yên tâm hơn, cô nhìn Thẩm Bích Quân với ánh mắt cảm kích. Chị Linh, em không sao, khiến chị phải lo lắng rồi. Giang Yến khẽ cười nói, sau đó nhìn Trần Hân và Tạ Linh Ngọc bày tỏ sự biết ơn chân thành. Trước đây cô rơi vào bế tắc, trông cứng nhắc đờ đẫn, nhưng không phải không có phản ứng với sự việc phát sinh bên ngoài. Trái lại, cô cảm nhận rõ ràng tất cả mọi việc xảy ra ngoài kia. Nhưng ai để ý quan tâm đến cô, Giang Yến cũng nhìn thấy rõ, bây giờ bước ra khỏi ngõ cụt ấy, tất nhiên muốn bày tỏ lòng biết ơn. Vậy thì tốt rồi, quả thật không hiểu nổi em luôn đấy, nhất định phải chui vào cái ngõ cụt kia, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Giống như chị thì có phải tốt hơn không? Chị Linh tỏ thái độ oán trách, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt Giang Yến nhìn Chu Dương có gì đó không đúng lắm, mà quan hệ giữa Chu Dương và Giang Yến dường như thân mật hơn so với trước đây. Điều này bỗng khiến chị Linh trở nên cảnh giác. Chu Dương này muốn làm gì? Ban nãy những lời bọn họ nói trong phòng, Chu Dương không nghe thấy mới phải. Chính cậu ta cũng nói, vừa mới đến đây, không cẩn thận đá phải chậu cây. Tuy nhiên, bỗng dưng vô duyên vô cớ, Chu Dương lại đứng gần Giang Yến như vậy. Nếu không phải lúc nãy mình đẩy Chu Dương sang một bên, nói không chừng bây giờ cậu ta đã kề bên Giang Yến rồi. Đây là cảnh tượng mà chị Linh cực kỳ không thích. Hung hăng trừng mắt nhìn Chu Dương, biểu đạt ý bất mãn của mình, chị Linh cũng không để ý Chu Dương có những ý nghĩ gì khác, cô kéo thẳng Giang Yến vào ngồi trong phòng. Còn Chu Dương, chắc hẳn anh có thể hiểu rõ về cái nhìn cảnh cáo vừa nãy. Ánh mắt hung ác nhìn mình như vậy, hàm ý cảnh cáo cũng đã hết sức rõ ràng, chỉ cần Chu Dương không phải một kẻ đần độn, thì nên biết phải làm thế nào. Ha ha, hiệu quả xem ra cũng không tệ,
thêm vào đó là thực tế Giang Yến không lún quá sâu vào bế tắc, vậy nên tôi chỉ khuyên bảo sơ qua một chút, cô ấy liền tự mình bước ra khỏi sự bế tắc rồi. Thẩm Bích Quân vừa cười nói vừa bước vào phòng. Hoàn toàn không đề cập tới chuyện vừa nãy có một cô gái bước ra từ trong phòng Chu Dương, cũng chẳng thèm hỏi Chu Dương về chân tướng sự việc. Rốt cuộc cô đã nói gì với Tiểu Yến, cô ấy đã trở lại là cô ấy của trước kia. Chị Linh kéo tay Giang Yến, đau lòng thương xót nhìn cô, rồi lại dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Thẩm Bích Quân. Thời gian cô quen biết Giang Yến lâu hơn tất cả mọi người ở đây, hơn nữa chị Linh cho rằng mối quan hệ của cô với Giang Yến sâu sắc hơn tất cả các mối quan hệ khác. Lúc Giang Yến rơi vào đường cùng, ngay cả bản thân cô cũng không có cách nào giúp đỡ, vậy mà lại có người có thể giúp Giang Yến bước ra khỏi ngõ cụt ấy. Còn về những trải nghiệm tương tự, chị Linh cũng chẳng thèm quan tâm đến, trong mắt chị Linh, thứ gọi là trải nghiệm tương tự mà Chu Dương nhắc đến, chẳng qua là dễ lừa gạt người khác. Mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, giàu có nghèo hèn, mạnh mẽ hay yếu đuối, đều không giống nhau, cho dù là trình độ cũng không thể giống nhau. Chương 507, trao đổi bằng ánh mắt 1. Bất kể là phát sinh chuyện gì, ai lại có thể nói bản thân mình có trải nghiệm giống người khác cơ chứ? Cho nên bây giờ trong lòng chị Linh hoài nghi, mình vừa nói với Thẩm Bích Quân, Giang Yến có thể có tình cảm với Chu Dương, cô Thẩm Bích Quân này liệu có nhân lúc trong phòng không có ai, lại đi ủng hộ ý nghĩ thích Chu Dương của Giang Yến. Phải biết rằng, lúc Thẩm Bích Quân khuyên bảo Giang Yến, bọn họ đều không có mặt ở đó, không ai biết Thẩm Bích Quân đã làm như thế nào, đã nói những gì. Lại thêm việc, khi Giang Yến xuất hiện trước mặt mình, liền mỉm cười với Chu Dương, hơn nữa trông hai người rất thân thiết. Tất cả những điều này khiến chị Linh nghi hoặc. Cô quyết định, đợi khi không còn ai nhất định sẽ cẩn thận hỏi Tiểu Yến xem rốt cuộc Thẩm Bích Quân đã nói gì với cô ấy. Dù sao, Thẩm Bích Quân cũng được xem là người của Chu Dương, cô ấy làm bất kỳ chuyện gì có lợi với Chu Dương, chị Linh cũng sẽ không hoài nghi. Lại cộng thêm, Giang Yến xinh đẹp quyến rũ như vậy, đến chị Linh còn thèm khát đến chảy cả nước miếng, huống hồ là Chu Dương. Bên cạnh có nhiều người phụ nữ vây quanh, mà còn chưa thỏa mãn, vẫn dám nghĩ tới Giang Yến. Vân vân. Giỏi cho Chu Dương cậu, quả thật không biết sống chết, rõ ràng mình đã từng cảnh cáo cậu ta. Thậm chí, còn nhìn cậu ta với ánh mắt hung dữ, để cậu ta nhìn rõ bản thân, cẩn thận một chút, không nên có ý nghĩ gì với Giang Yến. Nhưng bây giờ, thời gian mới trôi qua bao lâu, 2 phút. Tầm nhìn của tên Chu Dương này lại đặt lên người Giang Yến. Đây căn bản là không coi sự cảnh cáo của chị Linh ra gì. Muốn làm gì vậy? Muốn chết? Chị Linh hết sức tức giận, nhưng ở đây nhiều người như vậy, và lại đều là người của Chu Dương, cộng thêm việc Thẩm Bích Quân vừa mới giúp Giang Yến bước ra khỏi ngõ cụt nên nếu chị Linh nổi nóng ra tay thì không hay lắm. Tuy nhiên, chị Linh đã quyết định, đợi khi không có ai, nhất định sẽ tìm cơ hội, dạy dỗ Chu Dương một trận nhớ đời, để Chu Dương biết, phớt lờ sự cảnh cáo của cô là một việc ngu xuẩn đến mức nào. Có điều, bây giờ Chu Dương cứ chăm chú nhìn Giang Yến khiến chị Linh hết sức khó chịu. Tiểu Yến, em ngồi xuống đây. Chị Linh bĩu môi, kéo Giang Yến sang bên phải mình, còn cô ngồi giữa Giang Yến và Chu Dương, ngăn chặn tầm nhìn của Chu Dương. Như vậy, Chu Dương muốn nhìn Giang Yến thì cũng không nhìn thấy hết, dù có ý nghĩ nào khác cũng khó mà thực hiện. Nhìn gì mà nhìn, còn nhìn nữa là tôi móc mắt cậu ra luôn đấy. Thỉnh thoảng nhìn thấy đôi mắt của Chu Dương nhìn về phía Giang Yến, chị Linh lại cảm thấy bực bội khó chịu. Cô lại trừng mắt hung dữ nhìn Chu Dương, lộ rõ ý cảnh cáo, tin rằng Chu Dương nhìn thấy ánh mắt này sẽ biết khó mà lui. Rất tốt, quả nhiên như vậy. Chị Linh phát hiện, sau khi trợn mắt hung dữ nhìn Chu Dương, anh đã sững sờ một lúc, rồi rời mắt khỏi Giang Yến. Thằng nhóc này, coi như cũng có ý thức tự giác, nếu vậy, sau này khi tôi dạy dỗ cậu sẽ ra tay nhẹ một chút. Chị Linh rất đắc ý, cảm thấy mình đã bảo vệ được bảo bối quý giá nhất, cô mỉm cười nắm lấy tay Giang Yến. Có vẻ như tâm trạng chị Linh nhất định đang rất vui. Mà bộ dạng tươi cười này của chị Linh trong mắt Thẩm Bích Quân và Tạ Linh Ngọc là thể hiện sự kích động và vui mừng sau khi Giang Yến đã ổn định lại, một nụ cười hết sức bình thường. Tâm trạng của họ cũng trở nên tốt hơn. Dù sao, mọi người cũng quen biết, không ai muốn nhìn thấy Giang Yến như vừa nãy, tinh thần đờ đẫn, khuôn mặt cứng đờ. Bây giờ Giang Yến đã ổn hơn, mọi người tự nhiên cũng vui vẻ. Có điều, trong phòng lúc này, e rằng người có tâm trạng tồi tệ nhất là Chu Dương. Ngay khi vào phòng, anh đã rất lo lắng, Thẩm Bích Quân có kể với mọi người chuyện một cô gái bước ra từ trong phòng của anh hay không,
sau đó kêu gọi mọi người cùng nhau trách mắng anh. Có điều, cho đến bây giờ, Thẩm Bích Quân chưa hề nhắc đến hay có dấu hiệu muốn đề cập vấn đề này. Điều này khiến trong lòng Chu Dương được thả lỏng không ít. Ít nhất, nhìn bộ dạng lúc này, Thẩm Bích Quân chắc hẳn không định nói ra, hoặc cô ấy căn bản không muốn nói. Điều này khiến Chu Dương thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, anh nhìn Giang Yến. Dù sao, vừa nãy Chu Dương cũng đã nghe thấy lời của mấy người họ nói ở trong phòng. Anh nghe rất rõ câu nói của chị Linh, Giang Yến có tình cảm với anh. Hơn nữa, bây giờ Giang Yến đã thoát ra khỏi ngõ cụt, có phải đã xác định rõ ràng tình cảm đối với anh? Những điều này đều khiến Chu Dương tò mò. Do đó anh không kiềm chế được mà cứ nhìn Giang Yến. Nhưng ánh mắt của chị Linh lại nhìn chằm chằm vào anh. Điều này khiến Chu Dương cảm thấy khó hiểu. Chị Linh vừa trừng mắt nhìn anh, rồi lại bảo Giang Yến lên giường ngồi. Lúc đó, Chu Dương có thể hiểu, dù sao Chu Dương cũng đã nghe thấy câu nói của chị Linh, anh có thể hiểu được tâm trạng của cô ấy. Cho nên, Chu Dương nghi ánh mắt ban đầu của chị Linh là biểu thị sự không hài lòng, dù sao cũng vì anh mới khiến Giang Yến đi vào ngõ cụt, để mọi người lo lắng một phen. Nhưng ánh mắt thứ hai là có ý gì? Hơn nữa, trong ánh mắt này còn hàm chứa sự uy hiếp. Lẽ nào chị Linh đổ hết trách nhiệm chuyện Giang Yến đi vào ngõ cụt lên đầu anh? Điều này là không nên mà. Chu Dương cảm thấy hơi oan uổng, rõ ràng là không liên quan gì đến anh, trước khi nghe thấy câu nói của chị Linh, anh cũng không biết Giang Yến có tình cảm với mình. Số lần gặp mặt của hai người cũng không quá 10 lần. Giang Yến sao lại có tình cảm với mình chứ? Chu Dương không phục, anh quyết định phải biểu đạt sự phản kháng của mình với chị Linh không nên đổ hết trách nhiệm lên đầu Chu Dương. Đây là không công bằng, hơn nữa cũng không có căn cứ. Cho nên, nhìn thấy mấy người phụ nữ ở bên cạnh trò chuyện vui vẻ, Chu Dương ngồi trên ghế sofa nhìn Giang Yến, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chị Linh. Anh phải giải thích rõ với chị Linh, rõ ràng anh cũng lo lắng cho Giang Yến. Chị Linh mỉm cười lắng nghe Thẩm Bích Quân nói chuyện, ánh mắt vô tình liếc nhìn Chu Dương. Giây tiếp theo, chị Linh chợt sững sờ. Cô không dám tin vào mắt mình, cô vừa nhìn thấy cái gì vậy? Chu Dương chăm chú nhìn Giang Yến, còn nữa, thằng nhóc này còn dám đưa mắt liếc mình một cái. Có ý gì vậy? Đây là coi thường hay là khiêu khích? Chị Linh bỗng chốc nổi cáu. Tên Chu Dương này hết lần này đến lần khác phớt lờ lời cảnh cáo của mình, một mực nhìn về phía Giang Yến, bây giờ lại còn dám khiêu khích mình. Đúng là ngông cuồng ngang ngược, không coi ai ra gì, không biết trời cao đất dày. Chị Linh quyết định, đợi đến khi không còn ai, nhất định sẽ hung hăng dạy dỗ Chu Dương một trận, lần này, không chỉ không nương tay, mà còn phải ra tay thật nặng, nhất định khiến Chu Dương ghi nhớ bài học này. Phải khiến Chu Dương biết, phớt lờ lời cảnh cáo của mình, còn khiêu khích giới hạn của mình, hậu quả Chu Dương tuyệt đối không thể chịu đựng được. Rắc rắc, chị Linh siết chặt nắm đấm, đột nhiên phát ra âm thanh rắc rắc. Ánh mắt cô nhìn Chu Dương, cũng tràn đầy sự ớn lạnh. Lần này, không quan tâm nhiều nữa, dù Giang Yến có tình cảm với Chu Dương, cô ấy cũng nhất định phải dạy dỗ Chu Dương một trận. Chương 508, trao đổi bằng ánh mắt 2. Không đúng, vừa nghĩ đến Giang Yến cũng có cảm tình với thằng nhóc này, chị Linh không hiểu sao mình lại cảm thấy cô đơn, một cảm giác trống rỗng bỗng xuất hiện. Mới vừa rồi khi nhìn thấy Giang Yến tới đây, trong lòng cô đã cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Nhưng giờ nghĩ lại mới thấy, Giang Yến tới đây là vì có tình cảm với Chu Dương. Hơn nữa chuyện này không phải cô tự suy đoán, mà cô đã tận mắt nhìn thấy lúc ở Giang gia. Khi Giang Hành Nguyên hỏi Giang Yến có phải đã có ý gì đó với Chu Dương hay không, lúc ấy chị Linh nhìn thấy gương mặt Giang Yến ửng đỏ, thậm chí hai lỗ tai cũng đỏ hết lên. Giờ ngẫm lại, chị Linh cảm thấy chính mình mới là người thô lỗ. Báu vật mà cô thích nhất, chân quý nhất giờ lại có cảm tình với Chu Dương, chỉ cần nghĩ đến đây là chị Linh lại hận mình không thể đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt Chu Dương. Sau đó đánh anh mấy đấm, coi như chút hết sự bực dọc trong lòng. Chu Dương càng bối rối hơn. Anh không hiểu rốt cuộc là chị Linh bị làm sao. Rõ ràng vừa rồi vẫn còn tán gẫu với Thẩm Bích Quân rất vui vẻ, vậy mà không hiểu sao đột nhiên lại trợn mắt hung dữ. Hơn nữa Chu Dương cảm nhận được, rõ ràng chị Linh đang nhằm vào anh. Vãi! Đây là gì vậy? Lẽ nào là vì vừa nãy anh nhìn chị Linh một cái, nên cô ấy mới nổi lên ý nghĩ muốn giết anh? Sẽ không vô tình như vậy chứ? Tất nhiên, Chu Dương sẽ không cho rằng chị Linh thật sự muốn giết anh. Tuy nhiên, nếu quả thật chị Linh có gì đó bất mãn với anh,
thì cùng lắm là nghiêm khắc dạy dỗ, hoặc đánh anh một trận ra trò, chứ sao lại như là muốn giết chết anh luôn vậy. Quan trọng hơn, chị Linh chỉ là một người phụ nữ, nên Chu Dương cũng không cho rằng cô có khả năng giết được anh. Nhưng nếu chị Linh thật sự muốn dạy bảo lại anh, thì anh cũng sẽ không nương tay hay giả bộ không phải đối thủ của chị Linh, ngược lại anh sẽ khiến cô nhận một bài học nho nhỏ. Ngay sau đó Chu Dương lại lắc đầu lia lịa, vội vàng ném ngay cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Chị Linh và Giang Yến có mối quan hệ tốt như vậy, nên có lẽ cô ấy đang lo lắng cho Giang Yến thôi. Suy cho cùng, chuyện Giang Yến rơi vào bế tắc cũng có liên quan đến anh, cho nên nếu chị Linh thật sự bất mãn với anh thì đó cũng là lẽ đương nhiên. Cho nên, vừa rồi ý định giết người xuất hiện trong ánh mắt chị Linh có lẽ chỉ là giả, chắc do anh nhìn lầm. Chu Dương cảm thấy những gì anh vừa phân tích rất hợp lý, thậm chí còn hợp lý hơn tất cả những phân tích trước đây của anh. Dù sao, thân phận chị Linh không hề đơn giản, ngay cả những tay đàn ông ăn chơi trác táng ở thủ đô cũng phải cung kính e dè trước mặt cô. Một cô con gái nhà giàu thoạt nhìn thì rất tùy tiện, nhưng thực tế lại là người vô cùng hiểu lễ nghĩa, có tri thức. Chu Dương cảm thấy chị Linh chỉ muốn phát tiết sự bất mãn trong lòng một chút thôi, đợi đến khi cô thấy được thành ý của anh, nhất định cô ấy sẽ cảm thấy được trấn an. Nghĩ đến đây, Chu Dương lại nhìn về phía Giang Yến. Chỉ có điều, lúc này ánh mắt của anh chủ yếu là đang dừng lại trên người chị Linh. Anh nghĩ chị Linh hẳn là có thể cảm nhận được sự chân thành tha thiết và day dứt trong mắt anh. Dù sao, Giang Yến thành ra như vậy, chị Linh cũng lo lắng suốt cả chặng đường, hơn nữa. Để có thể đưa Giang Yến từ trường xa tới thành phố Liễu để tìm anh, cũng không phải là dễ dàng gì. Tùng tùng. Chị Linh cảm giác tim mình đập càng lúc càng nhanh. Chu Dương cứ nhìn chằm chằm khiến cô cảm thấy rất không thoải mái. Cái tên Chu Dương này đúng là không muốn sống nữa, sau mấy lần bị cô cảnh cáo mà vẫn không chịu khuất phục, ngược lại càng láo sực hơn, bây giờ còn dám nhìn thẳng cô với ánh mắt đầy khiêu khích như vậy nữa. Nụ cười tươi trên mặt chị Linh cứng đờ. Cô đang kiềm chế hết sức. Chị Linh sợ một khi cô không nhịn nổi nữa sẽ hung dữ vùng lên, ấn bản mặt của Chu Dương xuống đất, sau đó sẽ đánh anh một trận như tử. Ha ha, nghe nói tối nay có hoạt động gì đó. Khi nào thì chúng ta đi? Chị Linh gượng cười, đổi chủ đề. Cô cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi đợi ở trong căn phòng này mãi được, nhất là khi trong phòng còn có Chu Dương. Chị Linh sợ mình không kiềm chế được, nhất thời sẽ làm gì đó với Chu Dương. Bây giờ đã gần đến giờ, hoạt động đêm vọng lễ chắc cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên xuống đó thôi. Thẩm Bích Quân nhìn đồng hồ, cười nói, đứng dậy đầu tiên. Kỳ thực, cô cũng phát hiện ra nét mặt chị Linh không tự nhiên lắm, giống như là đang cố hết sức để kiềm chế điều gì đó. Tuy nhiên, Thẩm Bích Quân cũng không biết chị Linh đang chịu đựng chuyện gì, cô chỉ nghĩ đơn giản là chị Linh có chuyện gấp cần phải làm nhưng bị giữ ngồi lại trong phòng, nên chủ động đưa ra ý kiến xuống tầng. Như vậy, bất kể chị Linh muốn làm gì cũng cần có một khoảng thời gian và không gian nhất định. Đúng rồi, Tiểu Yến, em đi cùng chị. Trong lòng chị Linh mừng rỡ, cô vội vàng đứng dậy, kéo Giang Yến, chuẩn bị đi ra ngoài. Cô cố hết sức kiềm chế, coi như không nhìn thấy Chu Dương. Chị Linh sợ rằng cô chỉ cần liếc mắt nhìn Chu Dương một cái thì sẽ không kiềm chế nổi, những bất mãn và phẫn nộ mà cô cố nén trong lòng sẽ ngay lập tức bị cô trút hết ra ngoài. Khi đó, ở đây sẽ không có ai đủ khả năng ngăn cản cô. Chẳng mấy chốc, mọi người trong phòng cũng đứng dậy đi gần hết. Lúc này, trong phòng chỉ còn lại đúng một người đàn ông là Chu Dương. Anh Chu Dương, anh còn chưa đi sao? Anh không định tới hoạt động đêm vọng lễ à? Trần Hân thấy Chu Dương mãi không đứng dậy nổi, cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhẹ giọng hỏi. Cô phát hiện, vừa rồi lúc mấy chị gái kia nói chuyện, cô gần như không thể chen lời vào nói bất cứ điều gì. Không phải vì mấy chị gái đó có thù địch gì với cô, nên mới không cho cô có cơ hội nói chuyện. Mà là Trần Hân tự nhận thấy từ sự hiểu biết lẫn sự từng trải của mình đều kém các chị gái đó rất nhiều, cho nên dù cô có nói đi nữa, thì căn bản lời nói đó cũng không thể chen lọt. Mặc dù cô là một sinh viên tài giỏi của Đại học Đông Hải, nhưng ở những phương diện này, mấy chị gái đó cũng không cần biết đến suy nghĩ của một cô sinh viên như cô. Trần Hân cảm thấy hơi mất mát, cô đi theo sau mấy chị gái đó. Định bụng sẽ đi xem hoạt động đêm vọng lễ trước, sau đó sẽ suy nghĩ về tương lai của mình. Nhưng sau đó lại nhìn thấy Chu Dương vẫn chưa rời đi, anh ngồi im trên ghế sofa, không hề có ý định đứng dậy, khiến Trần Hân nhìn không được, đành mở miệng hỏi một câu. Cuối cùng,
Trần Hân lại cảm thấy khoảng cách giữa cô và anh Chu Dương lại kéo xa hơn. Lúc trước khi còn ở Đông Hải, Chu Dương thường xuyên đến câu lạc bộ Silver Lake để tìm Trần Thế Hào. Thời điểm đó, số lần Trần Hân gặp Chu Dương rất nhiều, thường xuyên trò chuyện và ăn cơm cùng nhau. Nhưng từ khi đến tỉnh Tương Tây, Trần Hân phát hiện ra rằng, việc cô và Chu Dương nói chuyện trao đổi với nhau gần như không còn tồn tại. Điều này khiến Trần Hân cảm thấy hết sức buồn phiền. Hơn nữa, mới vừa đây Trần Hân cũng đã cảm nhận được khoảng cách giữa cô và mấy chị gái kia rất rõ ràng. Điều này khiến cô cảm thấy cực kỳ khủng hoảng. Hả, à, đi chứ, anh đi ngay đây. Chu Dương sửng sốt, mỉm cười nói với Trần Hân, sau đó liền đứng dậy rời khỏi phòng. Vừa rồi anh mất hồn ngồi im trên ghế sofa là do lúc chị Linh đến trước mặt anh để kéo Giang Yến đi, anh đã thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo đến rợn người và cả ý định muốn giết người diệt khẩu tỏa ra từ người chị Linh. Hơn nữa, sự lạnh lẽo và ý muốn giết người rất rõ ràng này, chính xác là đang nhắm vào anh. Điều này khiến Chu Dương rất bất ngờ, anh cũng không hiểu lý do là gì. Vừa nãy anh còn nhìn chị Linh với ánh mắt thể hiện sự day dứt và thành ý. Theo lý mà nói, chị Linh là một tiểu thư con nhà giàu, người có tri thức và hiểu lễ nghĩa, sau khi cảm nhận được thành ý của anh thì sẽ không so đo hiềm khích trước đây, sự bất mãn của chị Linh đối với anh đáng ra cũng phải giảm xuống chút chứ. Nhưng tình hình bây giờ lại khác xa so với những gì anh tưởng tượng. Sự lạnh lùng của chị Linh không những không giảm, mà ngược lại chị Linh giờ còn muốn giết chết anh ngay lập tức. Lần này, Chu Dương cũng cảm nhận được rõ mồn một. Chương 509, cánh tay không an phận. Trong lòng mang theo sự nghi hoặc không thể lý giải được, Chu Dương cùng mấy người họ đi đến chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu. Hoàng hôn buông xuống, đã 6 rưỡi tối, cách khoảng thời gian 7 giờ của hoạt động đêm vọng lễ theo kế hoạch vẫn còn nửa giờ nữa. Lúc này, quảng trường bên ngoài cửa chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu đã có một sân khấu nhỏ dựng lên. Một vài thiết bị trang trí đã bố trí đầy đủ. Xung quanh cũng có mười mấy người rải rác súng đến, trông cũng có không khí náo nhiệt. Dù sao, con phố này cũng xem như phố kinh doanh phồn hoa nhất thành phố Liễu. Mỗi khi trời tối là lúc chợ đêm được mở cửa, dòng người đến dạo phố tấp nập, náo nhiệt. Mười mấy người vây quanh sân khấu nhỏ không ngừng chỉ trỏ trỏ, sôi nổi bình luận, khiến càng nhiều người đến vây xem. Ở đây có hoạt động gì sao? Không biết, tôi vừa đến đã thấy sân khấu dựng sẵn rồi. Có điều chỗ này trước giờ đều không có tuyên truyền gì, không giống như có hoạt động gì lắm nhỉ. Cái này thì không biết nữa, mọi người xem cái sân khấu này dựng lên còn có cả thiết bị nữa, rõ ràng là có hoạt động sắp diễn ra. Hơn nữa lúc nãy hình như tôi có nhìn thấy một người rất quen đi qua đây, nhưng vẫn chưa nhớ được ra là ai. Xem thử vậy, không phải trước đây có nói ngày mai công ty Danh Dương khai trương chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu sao? Bạn gái tôi sớm đã bảo tôi đến mua giúp cô ấy mấy bộ mỹ phẩm, bây giờ tiện thể xem thử, nói không chừng còn có hoạt động ưu đãi gì đó. Chu Dương chỉ liếc nhìn một chút, trong lòng âm thầm gật đầu. Sân khấu này tuy nhỏ nhưng các loại phương tiện và thiết bị đều được chuẩn bị đầy đủ. Quan trọng nhất là nó hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu của hoạt động đêm nay. Chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu. Đám người Chu Dương, Thẩm Bích Quân đã có mặt đầy đủ, mấy người Vương Vĩ tất nhiên phải ra mặt tiếp đón. Tuy rằng Chu Dương và Thẩm Bích Quân là người phát ngôn chính của công ty Danh Dương nhưng ở đây dù sao cũng là chi nhánh cửa hàng ở thành phố Liễu nên có thể nói Vương Vĩ chính là chủ nhân. Chu Tổng, Thẩm Tổng, tất cả đều đã chuẩn bị xong, chỉ cần đến giờ thì hoạt động đêm vọng lễ sẽ lập tức bắt đầu. Vương Vĩ cười nói, đồng thời thân người hơi lách sang một bên, đẩy người đàn ông đứng ở bên cạnh ông ấy lên phía trước. Vị này là Khổng Huy, người quen của tôi. Hiện nay độ nổi tiếng ở thành phố Liễu cũng không tầm thường. Vương Vĩ cười, giới thiệu Khổng Huy. Ánh mắt Chu Dương trong chốc lát cũng dừng trên người Khổng Huy. Thực ra, khi mấy người Vương Vĩ cùng bước qua đây, Chu Dương đã nhìn thấy Khổng Huy đứng bên cạnh Vương Vĩ. Có điều lúc đó trong lòng cũng chỉ có một chút phỏng đoán, không thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà chỉ nói đến tướng mạo thì Khổng Huy cũng không tồi. Cao cao gầy gầy, khuôn mặt anh tuấn. Làn da tuy hơi rám nắng nhưng chung quy vẫn là kiểu công tử trắng trẻo. Từ ánh mắt đầu tiên thì rất khó để ghét bỏ Khổng Huy, thậm chí đến cả Chu Dương cũng không thể không nói rằng, Khổng Huy chỉ cần dựa vào khuôn mặt này cũng đã đủ khiến cuộc sống của mình thoải mái hơn rồi. Trừ Chu Dương ra, Thẩm Bích Quân, Tạ Linh Ngọc và mấy người khác cũng đều nhìn Khổng Huy. Chu Dương đứng một bên cũng nhìn ra được, ấn tượng của Thẩm Bích Quân đối với Khổng Huy chắc không tồi.
Lúc Thẩm Bích Quân nhìn Khổng Huy, ánh mắt cô tựa như hiện lên một tia sáng. Chào Chu Tổng, Thẩm Tổng, tôi là Khổng Huy, hy vọng hợp tác vui vẻ. Khổng Huy thoải mái cười, tiến hai bước về phía trước, vươn tay bắt tay Chu Dương và Thẩm Bích Quân. Chu Dương cũng không để ý gì, đều là đàn ông bắt tay cũng là lễ nghi bình thường. Cho nên, Chu Dương cười vươn tay, nhẹ bắt tay với Khổng Huy. Theo sau, Khổng Huy cũng tới bắt tay với Thẩm Bích Quân. Dù sao Thẩm Bích Quân trên danh nghĩa cũng là chủ tịch công ty Danh Dương, tại hoạt động của chi nhánh cửa hàng cũng phải nể mặt khách, bắt tay cũng là bình thường. Xin chào. Thẩm Bích Quân mỉm cười, cũng coi như chào hỏi Khổng Huy. Mà lúc này, trong lòng Thẩm Bích Quân lại đang nghĩ đến người phụ nữ đi ra từ phòng của Chu Dương. Hình dáng người phụ nữ bây giờ đang đứng sau lưng Vương Vĩ cũng tương tự người phụ nữ đấy. Cho nên, ánh mắt của Thẩm Bích Quân dừng trên người Diệp Phương, còn đối với việc bắt tay với Khổng Huy cũng chỉ là vươn ra theo thói quen. Theo lý mà nói, hai người bắt tay nhau thì chỉ trong một chốc lát là được. Nhất là giữa nam và nữ, thời gian thậm chí có thể ngắn hơn nữa. Nhưng Thẩm Bích Quân đột nhiên ý thức được Khổng Huy bắt tay mình đã được mấy giây rồi mà vẫn chưa buông ra. Lần này trong lòng Thẩm Bích Quân đột nhiên thấy không vui vẻ gì nữa. Khổng Huy là ai, tôi bắt tay với anh cũng chỉ là lễ tiết chào hỏi, bất kể là ai cũng đều nên theo tuân thủ cái lễ tiết cơ bản này. Bắt tay có cần đến tận mấy giây như này không? Ngay lập tức, sắc mặt Thẩm Bích Quân u ám hơn, đôi mắt trầm xuống, không muốn để ai nhìn thấy cảnh tượng này nên cô thu tay về. Như thế cũng không đến mức hai bên khó xử. Có lẽ Khổng Huy cũng chỉ là không cẩn thận mà thôi. Thế nhưng khi Thẩm Bích Quân rút tay về, lần đầu tiên lại không rút được mà bị Khổng Huy nắm chặt hơn. Lần này thì Thẩm Bích Quân thực sự nổi giận. Hàm ý của mình đã rất rõ ràng, bắt tay cũng một vừa hai phải là được rồi. Nhưng Khổng Huy rõ ràng biết ẩn ý của mình còn không buông tay, thậm chí còn nắm chặt hơn. Đây rõ ràng là đang lợi dụng. Ha ha, có thể buông tay được chưa? Thẩm Bích Quân lạnh giọng cười nói, trên mặt còn mang theo một nụ cười rất giả tạo nhìn Khổng Huy, đáy mắt hiện lên sự lạnh lùng. Âm thanh nhắc nhở lần này của cô cũng không nhỏ, tất cả mọi người ở đây đều nghe thấy. Trong chốc lát, toàn bộ ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Khổng Huy và Thẩm Bích Quân. Mọi người chỉ nhìn thấy sắc mặt Thẩm Bích Quân tức giận, còn sắc mặt Khổng Huy thì biểu thị ý xin lỗi. Mọi người đều không biết xảy ra chuyện gì, khuôn mặt nghi hoặc. Thật ngại quá, Thẩm Tổng thực sự đẹp quá, trong phút chốc không định thần lại được, quên mất phải thu tay về, xin lỗi cô. Có điều, câu nói biểu thị xin lỗi của Khổng Huy lại mở nút thắt nghi hoặc trong lòng mọi người. Hóa ra là Khổng Huy bị sắc đẹp của Thẩm Bích Quân hấp dẫn, trong phút chốc quên mất thu tay về. Mọi người đều hiểu ý mỉm cười, nhất là Vương Vĩ, khuôn mặt thản nhiên, nhìn Khổng Huy khẽ nhíu mày. Trong mắt mọi người điều này chẳng có là gì cả, chỉ là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Nếu như phải nói thì chỉ có thể nói là dung mạo Thẩm Bích Quân thực sự khó có thể khiến người khác chống cự được. Phiền Khổng tiên sinh nói chuyện chú ý một chút. Nhưng bộ dạng của mọi người khiến Thẩm Bích Quân cực kỳ không thoải mái. Nhất là sắc mặt của người bên cạnh mình đang không hiểu gì. Chu Dương vẫn chưa kịp động não, Tạ Linh Ngọc và những người khác đang kinh ngạc nhìn anh. Lúc này người bên phía Vương Vĩ cũng cười tủm tỉm. Người không hiểu sự tình còn tưởng rằng Thẩm Bích Quân đang quyến rũ Khổng Huy. Trong lòng Thẩm Bích Quân hết sức phẫn nộ, không phát tiết ra ngoài thì thực sự nhìn không nổi nữa. Chương 510, đánh người. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ Khổng tiên sinh đây biết rõ, sống ở trên đời, hy vọng Khổng tiên sinh tôn trọng người khác một chút. Thẩm Bích Quân lạnh lùng nói, sau khi cô rút tay về thì lùi về phía sau hai bước, tự động kéo giãn khoảng cách với Khổng Huy. Lần này, Chu Dương, Tạ Linh Ngọc cùng những người khác nếu còn không nhìn ra được vấn đề, vậy thì thực sự không cần nói nữa. Sắc mặt của Chu Dương lập tức trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Khổng Huy và Vương Vĩ, anh tiến lên trước một bước, đứng giữa Thẩm Bích Quân và Khổng Huy. Xảy ra chuyện gì? Chu Dương quay đầu, ghé sát bên tai Thẩm Bích Quân hạ thấp giọng hỏi. Anh tin tưởng Thẩm Bích Quân, cô ấy tuyệt đối sẽ không vô cớ gây sự, đặc biệt là ở đây, chi nhánh ở thành phố Liễu, hơn nữa vào giờ phút quan trọng này khi chỉ còn mười mấy phút nữa thì hoạt động đêm vọng lễ sẽ bắt đầu. Vừa nãy người này nắm lấy tay tôi không chịu buông. Thẩm Bích Quân khi đối mặt với Chu Dương, dĩ nhiên sẽ không nói dối, thực sự việc này vừa nãy cô ấy đã từng nói một lần. Có điều âm thanh của cô ấy nói ra quá nhỏ, căn bản chỉ có cô và Chu Dương có thể nghe được.
Chu Dương sau khi nghe thấy lời cô nói thì giận tím mặt. Láo xược. Chu Dương không nhẫn nhịn, xoay người tát thẳng một cái vào mặt Khổng Huy. Anh không cho rằng Thẩm Bích Quân đang nói dối, cũng sẽ không vô duyên vô cớ mà đổ oan cho Khổng Huy. Suy cho cùng, trước đây hai người họ thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Tuy rằng Thẩm Bích Quân không có quan hệ thân thiết với anh, nhưng cô ấy vẫn luôn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Chu Dương. Trước đây ở Đông Hải, Thẩm Bích Quân đã giúp anh chặn một nhát dao chí mạng, ân tình đó đủ để Chu Dương vì cô mà làm bất cứ việc gì. Cái tát vang dội của Chu Dương giáng xuống khuôn mặt Khổng Huy, khiến Khổng Huy như rơi vào mơ hồ, liên tục lảo đảo lùi về phía sau mấy bước, ngã nhào xuống đất, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc nhìn Chu Dương. Sắc mặt của những người khác lại càng kinh hãi hơn. Chu Tổng, cậu! Trong lòng Vương Vĩ vô cùng tức giận, nhanh chóng đi đến bên cạnh đỡ lấy Khổng Huy, kiểm tra tình trạng của Khổng Huy. Còn những người khác đều mang vẻ mặt không giống nhau đi đến nhìn xem Khổng Huy thế nào, Chu Dương và Thẩm Bích Quân không ai nói gì. Chu Tổng, tại sao vậy? Vương Vĩ trầm giọng chất vấn anh. Vừa nãy bởi vì việc ngày mai Giang Yến không thể tham dự lễ khai trương, mà trong lòng Vương Vĩ hơi bất mãn với Chu Dương, thậm chí đã suy nghĩ đến việc tự tách ra hoạt động độc lập. Mà Khổng Huy là do ông mời đến giúp đỡ, cũng vì lo nghĩ cho chi nhánh ở thành phố Liễu. Bây giờ, Chu Dương không nói gì, liền tát thẳng một tát vào mặt Khổng Huy. Đây rõ ràng cũng là tát vào mặt Vương Vĩ. Một trước một sau cả hai lần đều bị bẽ mặt, điều này khiến Vương Vĩ không nhẫn nhịn được nữa. Ông muốn chất vấn Chu Dương, nếu như Chu Dương không thể cho ông một lời giải thích hợp lý, vậy thì Vương Vĩ rất có thể sẽ phát tiết cơn giận, thậm chí sẽ xảy ra xung đột với Chu Dương. Có điều bây giờ Vương Vĩ vẫn cố gắng nhẫn nhịn, thật sự không muốn gây bất hòa với Chu Dương. Suy cho cùng thì Chu Dương và Thẩm Bích Quân bây giờ vẫn ở thành phố Liễu, vẫn ở tỉnh Tương Tây. Bên cạnh Chu Dương có quá nhiều người có năng lực và người ủng hộ mà ông có thể mượn dùng. Một khi Vương Vĩ có bất hòa với Chu Dương, vậy thì ông ta nhất định sẽ bị cô lập hoàn toàn. Dưới sự cám dỗ to lớn về mặt lợi nhuận cùng với tên tuổi của công ty Danh Dương, Vương Vĩ không dám chắc liệu có bao nhiêu người sẽ đứng về phía mình. Dù bây giờ có một số người đang đứng phía sau ông ta, cũng được xem là đối tác làm ăn. Nhưng Vương Vĩ hiểu được rằng một khi ông gây bất hòa với Chu Dương, thì lúc đó không chắc là toàn bộ bọn họ đều đứng về phía ông hay thậm chí có thể ngay cả 1/10 cũng không có. Không tại sao cả, người bạn này của ông có hành vi không đứng đắn, tôi thấy không cần thiết phải tìm anh ta đến làm khách quý biểu diễn, đổi người khác đi. Chu Dương căn bản không để ý đến sự chất vấn của Vương Vĩ. Tổng hợp lại những gì trước kia Diệp Phương tìm đến anh, nói những lời đó với anh, lại thêm sự việc bây giờ. Chu Dương gần như có thể khẳng định, trong lòng Vương Vĩ đã có một vài suy nghĩ khác. Càng huống hồ, Khổng Huy này không hề tôn trọng Thẩm Bích Quân, đây là thật. Chu Dương cảm thấy cần phải dạy dỗ Khổng Huy một chút, về điều này không có chỗ nào là không đúng cả. Nếu như vậy, Khổng Huy ở chi nhánh thành phố Liễu làm khách quý biểu diễn, cho dù là hoạt động đêm vọng lễ, hay là buổi lễ khai trương vào ngày mai, tất cả đều không còn phù hợp nữa. Chu Tổng, cậu nói như vậy thật sự không có lý, cậu ra tay đánh Khổng Huy, lẽ nào đến một lời giải thích cũng không có sao? Hay là nói, cậu nhìn thấy tôi thì không thoải mái? Sắc mặt Vương Vĩ đỏ rực, trông vô cùng tức giận. Được rồi, Vương Vĩ, không cần nói nữa. Vương Vĩ chỉ vừa nói đến một nửa, Khổng Huy liền ngăn ông ta lại. Cậu là Chu Dương phải không? Cái tát này của cậu, nếu không cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng thì chúng ta vẫn chưa xong đâu. Khổng Huy đưa tay che gò má bên trái, bây giờ vẫn còn cảm nhận được trên mặt truyền đến sự đau rát, trong lòng vô cùng tức giận, nhìn Chu Dương, lạnh lùng nói. Kỳ thực, chính Khổng Huy cũng biết rất rõ, tại sao Chu Dương lại tát mình. Thậm chí, vừa rồi khi Chu Dương thấp giọng hỏi sát bên tai Thẩm Bích Quân, lời của hai người bọn họ, Khổng Huy cũng có thể nghe được. Chỉ là thời gian hắn nắm tay Thẩm Bích Quân có lâu hơn một chút, thậm chí, lúc cô cố gắng rút tay về, hắn cũng không có ý định buông ra. Nhưng thế thì sao? Lẽ nào Thẩm Bích Quân nói đúng, thì là đúng sao? Ở đây cũng không phải chỉ có một mình cô, huống hồ, mánh khóe như vậy, Khổng Huy chẳng biết là đã từng sử dụng bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều vô cùng thuận lợi. Với danh tiếng của Khổng Huy, không phải là không cần kiêng dè ở thành phố Liễu, nhưng chỉ cần không đụng chạm đến lợi ích của những đại gia tộc, thì ai lại có thể động chạm vào hắn chứ? Huống hồ, hắn cũng không phải là người không có gia thế. Nếu không thì,
năm đó tham gia tiết mục giọng hát hay của tỉnh Tương Tây, cũng sẽ không dễ dàng tiến vào top 3. Càng huống hồ, Thẩm Bích Quân thực sự là vô cùng xinh đẹp, Khổng Huy nhiều năm như vậy đã từng gặp biết bao nhiêu người phụ nữ, trong số họ Thẩm Bích Quân được xem như là xinh đẹp nhất. Quả thật, trong mắt của Khổng Huy, Tạ Linh Ngọc, Giang Yến, chị Linh ở bên cạnh, thậm chí là Trần Hân, họ đều là những người đẹp khó mà gặp được. Có điều, bởi vì hắn không biết được mối quan hệ giữa họ với Vương Vĩ, nên tạm thời vẫn chưa làm ra hành động gì. Cùng lắm thì đợi đến khi hoạt động này kết thúc, hắn sẽ tìm Vương Vĩ hỏi thăm tin tức. Khổng Huy tự tin với vẻ bề ngoài và tài năng của mình đủ để thu hút sự chú ý của những người đẹp này. Trước mắt, nếu như có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Bích Quân thì Khổng Huy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong mắt Khổng Huy, công ty Danh Dương cũng chỉ là một công ty mỹ phẩm, mà bây giờ ở tỉnh Tương Tây cũng chỉ có hai gia tộc có công ty về loại hình này, công ty như vậy có thể lớn đến đâu chứ? Một nữ tổng tài xinh đẹp như vậy, chơi đùa một chút với hắn cũng không tính là chịu thiệt thòi gì lớn lắm. Phải biết rằng, ở thủ đô, Khổng Huy đã từng gặp vô số con cháu của các gia tộc lớn, người nào mà không có mánh khóe đầy mình. Chỉ là sếp tổng của một công ty mỹ phẩm nhỏ, trước giờ sẽ không được Khổng Huy để mắt đến. Hả, giải thích hợp lý, anh yêu cầu tôi cho anh một lời giải thích hợp lý. Anh chắc chắn chứ? Chu Dương khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Khổng Huy, hơi ngạc nhiên. Anh không biết sự tự tin của Khổng Huy từ đâu mà có, lại dám nói với anh bằng giọng điệu như vậy. Phải biết rằng, đã từng có một kẻ dám trêu ghẹo người phụ nữ bên cạnh Chu Dương, còn dám hung hăng càn quấy nói chuyện với anh, đã bị anh trực tiếp giải quyết, bây giờ ở trong gia tộc, không khác gì một kẻ tàn phế. Sắc mặt Chu Dương không chút biểu cảm, trông giống như chẳng có bất kỳ hành động nào. Nhưng những người hiểu được tính cách của Chu Dương, vào lúc này đều biết rằng, bây giờ Chu Dương đang ở điểm giới hạn của mình. Nếu như Khổng Huy còn không biết rút lại lời vừa nói vừa nãy, vậy thì cơn giận của Chu Dương, hắn căn bản là sẽ không chịu đựng nổi. Còn nếu Khổng Huy có thể thay đổi thái độ, biết điều nhận sai, nói không chừng Chu Dương còn có thể tha cho hắn một mạng, chỉ đơn giản dạy dỗ một trận, rồi để cho hắn rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.